Nhân đạo chí tôn chương 1203, cửu bộ vô địch 2. Thời gian chung nhạc bước vào cảnh giới thần minh không lâu bằng bọn lục vọng, đến nay, sáu tiên thiên đại đạo chỉ luyện thành tiên thiên thái dương đại đạo, còn là luyện hóa từ tiên thiên truyền đạo đan, dung hợp với tiên thiên thái dương chi khí, hắn còn phải luyện thành thái âm, thần đạo, ma đạo, dịch đạo, lôi đạo mới là viên mãn cảnh giới thần minh, đó là không gian cho hắn tiến bộ, mấy năm nay chung nhạc đều chăm chỉ tu luyện năm loại tiên thiên đại đạo này cũng gần luyện thành, không còn quá xa vời nữa rồi. Tương Tôn Công bước tới một bước, cười. Dám mời tỷ phu. Dịch tiên sinh chỉ giáo, khách khí rồi, chung nhạc cười. Tương Tôn côn gầm lên, trực tiếp thi triển chu tương chân thân, giúp toàn bộ sức mạnh, công thế vô cùng ác liệt, nhanh tới đáng sợ, muốn phá vỡ chính bước của chung nhạc, buộc hắn phải bước bước thứ 10, phá giải cửu bộ phá thiên canh của hắn. Trung nhạc từng bước lùi về sau, Giống như mũi tên đã lên dây, càng kéo về sau càng căng, quy lực bắn ra sẽ càng mạnh. Khí thế của hắn đang tăng mạnh, cuối cùng tới bước thứ 9 khí thế đã đạt cực điểm. Tương Tôn Công đối mặt với khí thế này giống như với mảnh thú hồng hoang, vô cùng đáng sợ, sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi về sau định cho đòn phản kích của Trung Nhạc bị hụt. Ngay khi hắn lùi sau, Trung Nhạc giống như mũi tên rời cung, khí thế không những không giảm mà còn càng ngày càng mạnh theo bước chân của hắn. Tương Tôn Công không kịp tránh, đành phải cố chống đỡ. Quỳnh một tiếng nổ lớn, Tương Tôn Công bay ra sau, lại là chính bước, mọi người sắc mặt kịch biến, ma thần âm khang thị ở xung quanh và các vị thần ma đi cùng cường giả trẻ tuổi các tộc đều biến sắc, cửu bộ vô địch, chung nhạc áo bay phần phật, từ từ lặng dần, ta sẽ phá chính bước của ngươi, bàn tư tiến tới, lắc mình hiện thân bàn hoạch ba đầu, thần thông bạo phát, tốc độ cũng gấp ba lần người khác, tấn công chung nhạc như vũ bảo chỉ một lát sau bàn tư phun máu lùi sau, vừa kinh vừa nộ, lại là chính bước, một vị tạo vật chủ kêu lên thất thanh, "Cô gia của ta!" Gia chủ Âm Khang thị Âm phụ Khang cười ha hả, mặt mày tươi tỉnh, đắc ý nhìn thần ma xung quanh. "Cô gia nhà ta." "Tuyệt phẩm mà lão tử tự tay tuyển chọn, lão gia, khiêm tốn một chút." Gia chủ phu nhân bên cạnh nói nhỏ, "Âm phụ Khang cười. "Đúng, đúng, phu nhân nói phải." Nói rồi hắn giọng nói cô gia nhạc mẫu ngươi bảo ngươi khiêm tốn một chút đừng chỉ dùng một chiêu mà chiến thắng tốt xấu gì cũng nên giữ chút thể diện chung nhạc cười các vị ta ngoài cửa bộ phá thiên canh ra thì còn thần thông khác các vị còn muốn tỉ thí không ô thanh khanh thở dài u oán nói ta không thử nữa cho dù thắng được thần thông khác của hắn nhỡ hắn lại lùi chín bước thì ta vẫn thua ta có thể đẩy lùi dịch tiên sinh chín bước văn ngọc điện hạ ánh mắt lay động cười chỉ là ta không muốn cái danh đệ nhất thần minh cũng không muốn vì thế mà đắc tội dịch tiên sinh chung nhạc khựng một chút điện hạ khách khí rồi văn ngọc điện hạ cười đệ của ta văn xương chết trong tay tiên thiên cung không liên quan tới dịch tiên sinh huynh của ta văn đạo chết trong tay lực lục thị cũng không liên quan dịch tiên sinh dịch tiên sinh tiên thiên cung không coi trọng ngươi ngươi hà tất phải tuổi thân làm môn hạ tiên thiên cung Tiểu vương bất tài muốn mời tiên sinh di giá thiên đình, mọi người chấn kinh. Mục đích của văn ngọc điện hạ rõ ràng là không phải muốn đoạt hư danh mà là nhìn trúng tiềm lực trung nhạc, nên muốn lôi kéo hắn về thiên đình. Mà trung nhạc lại là cô gia của âm khang thị, phu quân âm phiền huyên, chỉ cần kéo được hắn về thiên đình thì đế tộc âm khang thị và đại cao thủ âm phiền huyên đều là cánh tay đắc lực của thiên đình. Đột nhiên ương trường sinh của trung ương thị nói, dịch tiên sinh. Trung ương thị ta đã đắc tội ở lãnh địa lật lục thị, mong tiên sinh đừng trách. Thời đại địa kỷ Trung ương thị ta có năm đời thiên đế, có đế cấp công pháp, lại có ngũ đại đế binh trấn áp khí vận, không biết có thể mời tiên sinh tới Trung ương thị quan sát đế binh, tham ngộ đế cấp công pháp không, lục vọng trấn áp thương thế, bước tới cười ha hả. Đế cấp công pháp của Trung ương thị các ngươi bị khiếm khuyết, không có lục đại luân hồi, chỉ có ngũ đạo, đế binh cũng vậy. Dịch tiên sinh, đế binh của lật lục thị ta chứa lục đạo hoàn hảo không khiếm khuyết hơn nữa hắn ngừng lại chút rồi nói tỷ tỷ ta cũng đang mong nhớ tiên sinh âm phiền huyên hừ một tiếng lục vọng túa mồ hôi lạnh liều mạng nói từ khi tiên sinh đi tỷ của ta vẫn luôn nhớ mong lúc nào đó tiên sinh tới lật lục thị tỷ ta chắc chắn sẽ rất vui lục vọng nói câu này hiển nhiên là vì muốn lôi kéo chung nhạc chỉ là giữa chung nhạc và lục băng nga có chút xích mít lục băng nga muốn mời hắn tăng cường tình cảm mà cũng bị hắn một câu không hứng thú từ chối khiến lục băng nga mất thể diện lục băng nga đương nhiên sẽ không lưu luyến gì hắn là đế tộc thời đại thần kỷ nhà ai lại không có đế binh trấn thủ khí vận chứ tương tôn công sải bước tới nhàn nhã nói lật lục thị ngươi có đế binh đế cấp công pháp chu tương thị ta không có hay sao nữ nhi chu tương thị ta cũng rất xinh đẹp dịu dàng vô sĩ mọi người quát lên phẫn nộ âm sư tỷ vẫn ở đây ngươi đã muốn dùng nữ nhi chu tương thị câu dẫn tỷ phu rồi tương tôn công đại nộ vừa rồi không phải lục vọng cũng lôi tỷ tỷ ra đó sao sao các ngươi không nói hắn vô sĩ lục vọng đắc ý cười tỷ tỷ của ta và dịch tiên sinh có quen biết cũ là tình bằng hữu thuần khiết ta mời dịch tiên sinh cũng là tình nghĩa tương tôn công trợn mắt không nói được gì chung nhạc nhìn văn ngọc điện hạ cười điện hạ không khác nếu có thời gian ta sẽ tới thiên đình bái kiến điện hạ văn ngọc điện hạ gật đầu nói đầy thâm ý tiểu vương nóng lòng đón tiếp dịch tiên sinh có tài năng có căn cơ có bản lĩnh chắc chắn sẽ được cha ta trọng dụng tiên thiên cung không coi trọng ngươi hà tất phải hạ mình ở đó chứ chung nhạc cười dịch mổ hiểu ý của điện hạ văn ngọc điện hạ lấy một tấm lệnh bài ra trên đó có khắc chữ ngọc cười nói nếu vậy tiểu vương chờ đón đại giá. Chư vị thứ lỗi tiểu vương đi trước. Nói rồi hắn dẫn theo tùy tùng lên thuyền rời đi, chung nhạc tiễn hắn, rồi quay sang nhìn lục vọng cười. Lục huynh, vừa rồi có chút đắc tội, hôm khác dịch mổ sẽ tới tạ lỗi, lục vọng vội nói. Không dám, ta và tiên sinh có chút hiểu nhầm, còn đã mạo phạm, nếu tiên sinh đại giá quan lâm, lật lục thì ta vô cùng vinh hạnh, khách khí, chung nhạc tiễn hắn đi, rồi nhìn trung ương thị ương bất bình, thở dài. Cái chết của lệnh vệ, dịch mổ trong lòng rất ấy nấy, không thể bảo vệ được ương trường sinh, hôm khác ta sẽ tới trung ương thị xin tạ tội, ương bất bình vội nói. Trung ương thị ta hiểu nhầm tiên sinh, hôm nay được gặp tiên sinh, hóa giải hiểu nhầm, bất bình rất vui. Dịch tiên sinh, vừa rồi ta nói là thật, nếu tiên sinh chịu theo trung ương thị ta, trung ương thị ngũ triều đế binh, ngũ đế công pháp tùy tiên sinh đọc, chung nhạc cảm ơn tiễn hắn đi rồi nhìn lệ liên linh vũ cười linh vũ sư tỷ thương thế ra sao vừa rồi dịch mổ ra tay không biết nặng nhẹ rồi không còn gì đáng ngại lệ liên linh vũ cười ta và phiền huyên tỷ tỷ trước đã có giao tin đều là tỷ muội tốt phiền huyên tỷ tỷ gả cho ngươi ta cũng rất mừng hai nhà ta có thân tình đừng quên tới làm khách lệ liên thị ta chung nhạc nhận lời tiễn nàng đi rồi lại tới trước ô thanh khánh, cười. Sư tỷ, ta và nội tự thành thân vội vàng, không kịp thông báo cho sư tỷ, mong tha lỗi, ô thanh khanh biết hắn có ý tiễn khách, vì cười. Phiền huyên tỷ tỷ nếu thông báo cho ta thì chưa biết chừng người ta sẽ cướp rễ trên hỉ đường ấy chứ. Tiên sinh xuất chúng như vậy, đúng là phiền huyên tỷ tỷ may mắn rồi. Tỷ tỷ, tỷ phu phải thường tới ô minh thị ta chơi đấy. Ô minh thị có rất nhiều thứ thú vị. Chung nhạc lại nói với tương tôn công. Gần đây thiên hạ không thái bình lắm, tương tôn công hiểu ý, cười. Nếu dịch tiên sinh có thể đại diện cho âm khang thị cùng chu tương thị ta qua lại nhiều hơn, thiên hạ tuy không thái bình nhưng hai nhà ta sẽ thái bình. Hai người cười ha hả, chung nhạc tiễn hắn rời khỏi thiên hà chi châu. Trung Nhạc và cường giả các tộc lần lượt từ biệt, nhận lời sẽ tới chỗ họ bái kiến. Cho dù là bàn hoạch thị bàn tư, Trung Nhạc cũng nói có cơ hội chắc chắn sẽ tới bàn hoạch thị. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn đã tiễn được hết mọi người ra khỏi thiên hà chi châu. Âm phiền huyên ngạc nhiên nói. Phu! Dịch tiên sinh, ngươi thật sự sẽ tới từng tộc bái kiến sao? Trong số đó có kẻ không có ý tốt đâu, Trung Nhạc cười. Ta phải để mình danh động thiên hạ, vì thế buộc phải qua lại các đại tộc, cho dù họ không có ý tốt cũng không sao. Ta là cô gia của âm khang thị, là phu quân của nàng kẻ nào dám động tới ta âm phiền huyên trợn mắt trong lòng thấy ngọt ngào đột nhiên sực tỉnh kêu lên ngươi còn muốn quay lại tiên thiên cung chung nhạc gật đầu âm phiền huyên nhướng mày tiên thiên đế quân và thiên đế tranh đấu sau này chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt cho dù có tài năng thông thiên thì cũng là khó bảo toàn huống hồ tiên thiên cung không trọng thị ngươi tử quan quân vương không có ý tốt với ngươi tại sao lại quay về đó ta biết ngươi tới các đại tộc trong thiên hạ để danh động thiên hạ, từ đó có tư cách lập thân ở tiên thiên cung. Nhưng ngươi đã đanh động thiên hạ, các tộc đều sẽ trọng dụng, tại sao phải quay về? Có tử quan quân vương ràng buộc, chắc chắn ngươi sẽ không thể vướng chân vướng tay, không phát triển được, chung nhạc lắc đầu, thản nhiên nói. Ta buộc phải trở về tiên thiên cung, nhưng là tử quan quân vương đích thân mời ta về. Đến lúc đó tử quan quân vương sẽ khó lòng hạn chế ta, ít nhất cũng có thể giúp ta ngang hàng với hắn, thậm chí còn hơn hắn một bậc, đó cũng không phải lý do để quay về tiên thiên cung. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, âm phiền huyên đột nhiên hiểu ra, nhớ ra hắn là Phục Hy, nghĩ bụng. Hắn trở về là vì hắn là Phục Hy, vì nhân tộc của hắn. Trước cuộc ta có nên cho phụ thân biết cô gia của ngài là một Phục Hy không? Nàng ngẩng lên, thấy âm khang thị mặt mày tươi tỉnh đắc ý, đang khoe khoang nhãn lực của mình với các lão quái vật của âm khang thị tìm được một con rể tốt con rể ta ấy à đệ nhất thần minh con gái ta cũng là đệ nhất thần minh mọi người thấy chưa các đại đế tộc đều muốn lôi kéo con rể ta con gái các ngươi có bản lĩnh đó không âm khang thị tán vung trời đất không còn biết trời trăng gì thôi vậy là cha trói ta mà gả đi ta đã được gả đi rồi đương nhiên phải nghĩ cho phu quân âm phiền huyên trong lòng có cảm giác vô cùng cao cả ánh mắt chung nhạc lay động nhìn âm phiền huyên ta muốn đi thiên hà một chuyến gặp phong thanh vũ ta đi cùng ngươi âm phiền huyên vội nói vừa rồi vô kỵ tiên sinh và hai vị thần hoàng của khoa phụ thần tộc cũng đi theo vô kỵ tiên sinh kia hình như có ý đồ xấu với ngươi tốt nhất nên đem theo vài cường giả âm khang thị để tránh bị mai phục chung nhạc cười ngươi cứ yên tâm thần hoàng không làm gì được ta đâu. Hắn đi về phía cảng biển âm khang thị dặn ma thần âm khang thị chuẩn bị thuyền. Cho ta một con thuyền nhỏ được rồi. Một lúc sau, ma thần âm khang thị đã chuẩn bị xong một con thuyền chỉ dài ba trượng, không có khoang thuyền, cũng không có cột buồm, chỉ có một cái sào trước. Trung nhạc lên thuyền, thấy âm phiền huyên lên một con thuyền lớn khác, rõ ràng là không yên tâm hắn đi một mình. Trung nhạc mỉm cười, cầm sào đẩy, con thuyền bay vào thiên hà. Thiên hà bao la mênh mông, tinh lưu giống như nước chảy dưới thuyền. Sào trúc của Trung Nhạc thò xuống thiên hà, khẽ đẩy một cái là đi nghìn vạn dặm, tốc độ cực nhanh. Hắn lái thuyền trên thiên hà, nhìn quanh thì không thấy thuyền của lục vọng, bàn tư đâu nữa, mà thuyền phong thanh vũ và phong vô kỵ cũng không thấy đâu. Trung Nhạc cho thuyền tiếp tục đi về phía trước, một lúc lâu sau, vẫn không thấy tung tích của bọn phong vô kỵ và phong thanh vũ, còn âm phiền huyên thì vẫn đi theo sau hắn bất tri bất giác họ đã rời xa khỏi thiên hà chi châu của âm khang thị đi vào sâu trong thiên hà chung nhạc cứ thế cho thuyền lao đi mà không hỏi điểm đến thuyền lướt đi trên dòng thiên hà con thuyền nhỏ bé dập dềnh càng ngày càng xa thiên hà chi châu không biết đi được bao nhiêu vạn dặm thiên hà đưa hắn rời khỏi tử vi tinh vực chung nhạc ngẩng lên nhìn thì thấy trên trời vô số sao xa lúc này có một con thuyền lớn đang đuổi theo sau âm phiền huyên âm phiền huyên nhìn con thuyền đó thì thấy phong vô kỵ Phong Thanh Vũ trên thuyền cũng nhìn về phía nàng, quan sát động tĩnh của thuyền, có phải có thần ma âm khang thị ẩn mình không? Cường giả âm khang thị không có trên thuyền, Phong Thanh Vũ mở thần nhãn, quan sát kỹ rồi nói. Vô kỵ tiên sinh, đây là trận chiến giữa ta và hắn, các ngươi không phải nhúng tay vào, hắn dùng lực dậm mạnh xuống sàn tàu, một tấm ván bay lên, rơi xuống thiên hà. Phong Thanh Vũ dùng tay làm đao, chặt một cây cột buồn, cầm nó để tung người nhảy lên tấm ván thuyền kia, dùng cột buồm làm sào đẩy tấm ván thuyền đi các ngươi không cần theo ta đợi tin của ta tiếng phong thanh vũ vọng tới không lâu sau ta sẽ bắt hắn trở về tặng cho vô kỵ tiên sinh cho các ngươi tùy nghi xử lý phong vô kỵ ánh mắt lay động nói nhỏ phong thanh vũ quá tự cao muốn một mình bắt hắn chèo thuyền hết tốc lực cho ta khoa phụ cẩm và khoa phụ mậu lập tức dùng pháp lực điều khiển thuyền hết tốc lực tốc độ thuyền lập tức tăng mạnh đuổi theo phong thanh vũ và chung nhạc cùng lúc đó âm phiền huyên cũng dốc sức điều khiển thuyền đuổi theo chung nhạc nhưng chung nhạc và phong thanh vũ nhẹ nhàng tốc độ thuyền nhỏ và tấm ván thuyền cực nhanh còn thuyền thì nặng nề không thể linh hoạt được bằng thiên hà phía trước dần nổi sóng càng ngày càng lớn khuấy động từng cụm tinh vân tinh xa trong làn sóng phá không vù vù biến thành những quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng trong vũ trụ con thuyền nhỏ và tấm ván thuyền lướt đi trong tinh vân rất nhanh đã bỏ lại họ đằng sau âm phiền huyên hừ một tiếng ném một tấm ván thuyền lên, chặt cột thuyền, nhảy lên bỏ thuyền, đáp xuống tấm ván, đuổi theo chung nhạc, phong vô kỵ thấy thế cũng hét lên. Bỏ thuyền, khoa phụ cẩm và khoa phụ mậu mỗi người tung một tấm ván thuyền lên. Ba người nhảy vào thiên hà, đáp xuống tấm ván lướt đi. Phong ba trong thiên hà càng ngày càng lớn, phong vô kỵ lắc đầu một cái, mọc thêm hai cái đầu nữa, hai cái đầu bàn ngao, một đầu người, mi tâm mở ra thần nhãn, bắn ra ba đạo thần quang, tìm kiếm chung nhạc và phong thanh vũ trong thiên hà nhưng sóng thiên hà càng ngày càng cao gió càng ngày càng mạnh không thể nào tìm được hai người chung nhạc và phong thanh vũ ngược lại mấy tấm ván họ đứng có nguy cơ bị lật vô kỵ tiên sinh khoa phụ mậu căng thẳng tiếng nói càng đặc sóng gió quá lớn nếu tấm ván bị lật thì chúng ta sẽ chết không chỗ chôn đấy phong vô kỵ đột nhiên nhìn thấy trong tầng tầng sóng âm phiền huyên vẫn tiến tới mắt hắn sáng lên quát lớn Tiếp tục tiến về phía trước, chung nhạc chống sào, đón gió lướt sóng, thiên hà ở đây đã không thể dùng từ hiểm ác để hình dung nữa rồi. Những ngọn sóng cao chọc trời, thỉnh thoảng lại có nguyên từ thần quang và đại viên thần quang bạo phát. Các chùm sáng xuyên qua hư không, đối với hắn là sự uy hiếp cực lớn, thiên hà lay động không thôi, ở đây có thể thấy cảnh tượng kỳ dị, đó là tinh sa bay ra từ thiên hà, những hạt tinh sa nhỏ đó khi bay ra khỏi thiên hà từ từ biến to càng bay càng cao, cuối cùng biến thành tinh cầu khổng lồ, rời xa khỏi thiên hà. Đáng sợ nhất hàng tinh sa, những hạt hàng tinh sa bị nén tới cực hạn, rồi phình to, gần như được phát nổ vậy, không gian bị nén biến dạng, cuối cùng biến thành những vần thái dương bay đi xa. Những tinh sa bay ra từ trong thiên hà là nguy hiểm nhất, tốc độ cực nhanh, khi phình to cũng cực nhanh, chỉ cần không cẩn thận chút thì một hạt tinh sa cũng có thể giết chết hắn. Trung nhạc đột nhiên dừng lại, tâm niệm khẽ động, hai thanh trường kiếm bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh, cắm vào tinh hà, mượn tinh quang và tinh sa cùng bạo tôi luyện thần đao. Hai thanh thần đao này một thanh là Thái Dương, một thanh là Nguyên Từ. Thái Dương thần đao được tạo thành từ Thái Dương xạ tuyến, bên trong chứa bản nguyên kim dịch, giờ lại được chung nhạc dùng tiên thiên Thái Dương chi khí ngưng luyện, vi năng được nâng lên không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Còn Nguyên Từ thần đao thì được tạo thành từ Nguyên Từ thần quang, bên trong chứa bản nguyên kim dịch, lại được chung nhạc dùng tiên thiên thái âm chi khí ngưng luyện trước kia hắn luyện chế hai thanh thần đao này định dùng bản nguyên kim dịch thuần túy tạo nên thần đao nhưng bản nguyên kim dịch quá nặng nên phải dùng thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan tạo nên thân đao tu luyện tới cảnh giới hiện nay nhãn giới của hắn đã rộng hơn kiến thức sâu hơn con đường đi cũng có thay đổi dù là nguyên từ thần quan hay thái dương xạ tuyến thì hắn đều phải loại bỏ khỏi thần đao thậm chí ngay cả bản nguyên kim dịch hắn cũng phải bỏ chỉ được để lại tiên thiên chi khí để tiên thiên chi khí được thuần túy chỉ là giờ hắn vẫn chưa làm được điều đó trước mắt vẫn cần bản nguyên kim dịch thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan để nâng cao uy năng của hai thanh thần đao bản nguyên kim dịch cố nhiên hiếm có nhưng với trung nhạc mà nói hắn có thần kim cao cấp hơn để thay thế bản nguyên kim dịch đó chính là bạch diệu kim nhưng bạch diệu kim quá nặng là thần kim chỉ cấp đế quân mới luyện chế được trước mắt hắn vẫn không dùng được loại thần kim này hắn đã chuẩn bị sẵn bạch diệu kim chỉ còn thiếu tu vi cảnh giới nữa thôi trong thiên hà hai thanh thần đao bị thiên hà xung kích vỡ vụn biến thành các đạo quan lưu nhưng rồi lại ngưng tụ lại lại tiếp tục bị phá vỡ cứ liên tục bị đánh vỡ rồi lại ngưng tụ thái dương xạ tuyến và nguyên từ thần quan đáng sợ không ngừng tràn tới trong thiên hà khiến hai thanh thần đao càng thêm kiên cố sắc bén cho dù là tiên thiên chi khí thì trong thiên hà cũng không thể bảo toàn cũng đang liên tục vị nghiền nát rồi ngưng tụ nhưng mỗi lần tụ lại đều giúp tiên thiên chi khí càng thêm dẻo dai Trung nhạc mặt cho dòng chảy thiên hà cuốn chiếc thuyền nhỏ của hắn đi còn phía sau hắn phong thanh vũ cưỡi tấm ván thuyền tay cầm cột thuyền lái tấm ván nhanh chóng tới gần phong thanh vũ đột nhiên giơ cây cột buồn, dùng nó làm thương đâm về hướng trung nhạc một thương này đại khí hùng hồn cây cột buồn màu đen giống như hắc dao ra khỏi hang vô cùng hung ác chung nhạc dơ cao xào trúc xào trúc trung lên giống như thanh mãn nên đón cột buồn cánh tay hai người phát lực pháp lực truyền vào xào trúc và cột buồn xoay nhanh về hai hướng khác nhau ngay lập tức nghe răng rắc cả hai nổ tung thành nhiều đoạn ngọn sóng thiên hà nâng thuyền nhỏ và tấm ván lên trên đỉnh ngọn sóng xào trúc và cột buồn gặp nhau cả hai đều bị hủy hoại hai bàn tay đập vào nhau con sóng phá không tiếng đổ lớn kinh thiên động địa vang lên tấm ván và thuyền nhỏ tách ra con sóng này hình thành một đám tinh vân vô số tinh sa phiêu đảng trong tinh vân từ từ bay lên trong đó hàng tinh sa đang phình to dần sắp biến thành các vần thái dương ánh sáng đủ mọi màu sắc chiếu rọi tinh vân vô cùng đẹp đẽ thuyền nhỏ và tấm ván hiện lên trong tinh vân bị dòng loạn lưu trong tinh vân cuốn đi xoay tròn trong trung tâm tinh vân chung nhạc thu tay về đứng trên con thuyền nhỏ như lá cây nhìn phong thanh vũ phong thanh vũ chắp tay sau lưng cũng đang nhìn hắn nhàn nhã nói lâu lắm mới gặp được một phục hy giả tính như vậy năm đó ta ra đời hơi muộn sau khi ta ra đời thì phục hy thần tộc đã rất hiếm rồi đến khi ta thành danh trong vũ trụ chỉ còn lại số ít phục hy thần tộc năm đó ta phụng mệnh truy sát bọn họ nhưng đáng tiếc cũng chẳng giết được bao nhiêu phục hy giả tính thì phục hy đã tuyệt chủng rồi công tích của ta thua xa các vị tiền bối họ giết được rất nhiều phục hy không ngờ sau khi chuyển thế giờ lại gặp được một phục hy giả tính như vậy họ đều nói ngươi là tiên thiên thần chuyển thế nhưng ta biết ngươi không phải hắn mỉm cười kiếp trước ta là thanh vũ đế quân không có một nghìn thì cũng tám trăm phục hy đã chết trong tay ta có phải phục hy không không thể giấu được sự cảm ứng của ta ngươi không phải tiên thiên thần linh hồn của ngươi không phải ngươi chính là phục hy chung nhạc vẫy tay thái dương thần đao và nguyên từ thần đao bay về cắm chéo nhau sau lưng hắn, phong thanh vũ mắt sáng lên nhìn hai thanh thần đao của hắn, cười. Tiên thiên thái dương chi khí, tiên thiên thái âm chi khí, xem ra ngươi đi theo con đường chính thống của Phục Hy Thị, nhật nguyệt song linh, tu thành tiên thiên song linh. Chỉ là, tại sao ngươi dùng đao? Phục Hy Thị dùng kiếm mới đúng, chung nhạc sắc mặt thản nhiên nói. Kiếm là vương đạo, trấn áp tứ phương. Đao là bá đạo, khai thác tiếng lùi. Hơn nữa đao tiện chém đầu hơn, Phong Thanh Vũ cười. Đao quá thô, khó có cao thủ, phục hy thần huyết của hắn hồi tỉnh, thân hình biến đổi dần dần, mi tâm hiện ra thần nhãn, quanh hông mọc vảy rồng, mọc đuôi rắn. Một bộ xương rồng kéo từ đầu xuống xương sống tới đuôi, thần tâm đập, thần huyết phát ra âm thanh trong cơ thể, ngũ tạng của hắn chứa ngũ hành, trâu tựa rồng, tóc tựa cầu vồng, ngón tay tựa kiếm, da giống như hoa văn núi sông hoa văn bàn tay là đồ đằng long xà, hai con mắt cũng chứa nhật nguyệt, phong thanh vũ quan sát chính mình, tán thưởng không thôi. Mỗi lần thấy nhục thân này ta đều kinh thán, đây là thân thể hoàn mỹ, thần thể hoàn hảo, chiến thần chi thể đoạt thiên địa tạo hóa. Đáng tiếc ngươi huyết mạch không thuần, không thể biết nhục thân của Phục Hy Thị cường đại tới mức nào. Nhưng ngươi có thể trải nghiệm sự cường đại đó từ ta, hắn mỉm cười, vẫy rồng trên người hắn bay ra, rơi xuống bàn tay hắn tạo thành một thanh tiên thiên long lân kiếm. Vẫy trên kiếm chiếu rọi mọi thứ, xuyên thấu mọi sự ảo diệu của đạo Pháp thần thông, thậm chí ngay cả tinh vân xung quanh cũng được phản chiếu trên tiên thiên long lân kiếm, hiện ra kết cấu cực kỳ tinh tế, xem ra ngươi chỉ đánh thức cùng lắm là năm phần huyết mạch, vẫn chưa có hết được sự ảo diệu của tiên thiên long lân, vẫn phải mượn ngoại vật luyện đao. Phong thanh vũ khẽ vuốt ve tiên thiên long lân kiếm, ánh mắt mơ màng thưởng thức, mỉm cười ngươi đã có lỗi với nhục thân của mình, mọi bảo vật trên thế gian này có gì so sánh được với tiên thiên long lân. Dùng tiên thiên long lân kiếm, luyện binh là tốt nhất rồi, chung nhạc sắc mặt bình thản. Ngươi không xứng dùng thân thể này, không xứng khoác lên người vẽ ngoài phục hy thị. Hôm nay ta sẽ thu lại thân thể này, trả lại cho liệt tổ liệt tông phục hy thị, phong thanh vũ cười ha hả, búng tay lên tiên thiên long lân kiếm, nhàn nhã nói. Ngươi ra tay đi, Ta muốn xem ngươi học được bao nhiêu công pháp thần thông của Phục Hy thần tộc, có cần ta chỉ điểm cho không?" Hắn mỉm cười. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, vô kỵ tiên sinh còn phải bắt ngươi về." Chung Nhạc lắc mình, không áp chế Phục Hy huyết mạch nữa, giải trừ phong ấn, lập tức bùng nổ khí thế, cuối cùng hắn hiện ra Phục Hy chân thân, khí huyết tăng vọt, thực lực bạo tăng, mạnh hơn nhiều so với khi ở Thiên Hà Chi Châu, một tấm áo choàng xuất hiện, bay phần phật vù một tiếng bay vào cùng mặt trời đỏ rực phía sau hắn hắn không giữ lại gì thi triển toàn bộ khí thế đưa tay rút đao sau lưng chém xuống một đao này đại khí hùng hồn chém xuống trước mắt không còn gì cửu bộ phá thiên canh của hắn thoát thai từ đao này cửu bộ phá thiên canh khiến lục vọng tương tôn công bọn họ không thể phá giải nhật diệu bây giờ còn được chung nhạc cải thiện thần diệu hơn trước đa biến hơn trước một đao ẩn chứa thiên biến vạn hóa mỗi một loại biến hóa đều kéo theo vô số hậu chiêu. Đao ý thì càng như ánh mặt trời chói lòa, đao ý tới đâu đao quan tới đó, đi tới đâu là mọi vật đều tan chảy. Ha ha, một đao này quả nhiên tuyệt diệu, nhưng đại đạo ẩn chứa trong nó vẫn không thoát khỏi phạm trù công pháp của Phục Hy Thị. Chỉ là Phục Hy Nhật Linh mà thôi, cho dù dung nhập vào đao pháp thì cũng là phạm trù thần thông của Phục Hy Thị. Phong Thanh Vũ xoay chuyển tiên thiên long lân kiếm, vẫy rồng chiếu rọi mọi sự biến hóa của chiêu này đột nhiên hắn nhất kiếm chém xuống Khen một tiếng chém đứt mọi sự biến hóa sau đó của chiêu này của chung nhạc trường đao trong tay chung nhạc đột nhiên biến thành võ đao nguyên từ thần đao sau lưng bỗng xuất hiện trong võ đao chung nhạc rút đao nguyệt tịch trào dân thậm chí ngay nguyên từ thần quan trong tinh vân cũng bị dẫn động càng khiến uy thế của đao này thêm mạnh mẽ vẫn là phạm trù thần thông của phục hy chỉ là nhật linh nguyệt linh dung hợp mà thôi phong thanh vũ cười ha hả nhất kiếm phá vỡ nguyệt tịch thản nhiên nói. Còn gì nữa không? Để ta mở rộng tầm mắt chút, phục hy giả tính hiện nay có gì hơn thời đại của ta? Trung nhạc búng tay, hai thanh thần đao xoay chuyển, biến thành một điểm của thần ma thái cực đồ, bay ra. Thức trảm đạo này là thần thông mạnh nhất mà trung nhạc khai sáng, dung hợp âm và dương, thần và ma, cùng với mọi sự biến hóa của dịch, suy đoán, nén lại thành một điểm. Phong thanh vũ sắc mặt ngưng trọng, giơ kiếm đâm về phía điểm đó đột nhiên toàn thân khẽ rung lên, thấy mũi kiếm chạm vào điểm đó, lập tức thần ma thái cực đồ phình to, biến thành hắc bạch thái cực, xoay chuyển điên cuồng, các đạo đao khí như rồng như dao bay ra tấn công hắn, phong thanh vũ toàn thân chấn động, các tấm vảy rồng bay ra khỏi cơ thể, giống như những tấm gương sáng ken ken trắng đứng đao khí bay tới như vũ bảo, thú vị đấy, hắn chưa dứt lời, đuôi rắn của chung nhạc di chuyển, tay thêm một thanh thần đao chém tới, thần nhãn của phong thanh vũ mở ra, bắn ra ba đạo thần quan chặn đao quan, hắn cười. Xem ra ngươi vẫn chưa luyện thành tam muội thần quan, thần quan trong tam muội thần nhãn của Trung Nhạc bắn ra, ba đạo tiên thiên thần quan đang vào nhau nhằm ba đạo thần quan của phong thanh vũ chém tới giúp tiên thiên thần đao biến thành từ tiên thiên dịch khí chém xuống không chút trở ngại. Quanh người phong thanh vũ có vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành truyền tống trận, thân thể đột nhiên biến mất. Không tồi, chỉ là ngươi hiểu vũ thanh trụ quan huyền kinh sao thân thể hắn vừa xuất hiện, trung nhạc đã tới trước người hắn. tiên thiên thần đao chém xuống với thế như trẻ tre. ngươi cũng biết vũ thanh trụ quan huyền kinh. phong thanh vũ sắc mặt biến đổi, đao kiếm chạm nhau. một tiếng động lớn vang lên. phong thanh vũ hự một tiếng loạn choạng lùi về sau, cảm nhận được bạo phát lực khủng bố của trung nhạc. tiên thiên thần thể của trung nhạc còn cường hãn hơn phục hy chi thân của hắn. phong thanh vũ bước chân hỗn loạn, đột nhiên quanh người bay ra vô số đồ đằng văn thân hình bỗng nhiên biến mất. Ngay vào khoảnh khắc hắn biến mất, vô số đao quang từ sau bắn tới, thần ma thái cực đồ xoay chuyển nhấn chìm nơi hắn vừa đứng. Cùng lúc khi hắn biến mất chung nhạc cũng biến mất, ngay sau đó hai người gần như đồng thời xuất hiện. Vảy rồng tiên thiên của phong thanh vũ bay quanh người, những tấm vảy rồng giống như những tấm gương sáng chiếu rọi. Phía sau hắn, vô số đao quang xuất hiện, là trảm đạo thần thông mà hai thanh thần đao của chung nhạc biến thành cũng truyền tống tới, vi năng trảm đạo mạnh mẽ, ken 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 những tiếng bạo kích dày đặc vọng lại vẫy rồng tiên thiên chặn đao quang của trảm đạo chung nhạc đầu người thân rắn tay cầm tiên thiên thần đao xông tới khí tức bạo tăng mấy người bọn lục vọng tương tôn công đều đã từng thấy cửu bộ phá thiên canh của hắn biết cửu bộ phá thiên canh dùng lùi làm tiếng nhưng họ không biết một cách dùng khác của nó chính là chủ động xuất kích dùng chính bước tụ thế khí tức đạt tới cao độ chót vót khí thế đạt tới cực điểm của bá đạo giờ hắn hiện ra phục hy chân thân không có hai chân dùng long hình uốn lượng làm bước long hình bách biến nhất du nhất trùng thiên dùng thế của long hình tụ thế còn mãnh liệt hơn bộ pháp phong thanh vũ lại biến sắc không thể lùi nữa phía sau là trảm đạo đang tấn công nếu tiếng có thể khiến trung nhạc không thể bước ra chín bước nhưng hắn cũng phải đỡ đau thế của trung nhạc tiên thiên thần đao của trung nhạc không hề thua kém tiên thiên long lân kiếm của hắn lại nặng hơn tiên thiên long lân kiếm đỡ tiên thiên thần đao của trung nhạc rất bất lợi cho hắn hơn nữa trong cơ thể chung nhạc giống như có cái lò lửa đang hừng hực cháy liệt diệm của cái lò đó nóng bỏng như vần thái dương phát huy tiên thiên thần thể tới cực điểm tuy hắn không đánh thức hoàn toàn phục hy thần huyết nhưng lại luyện thành tiên thiên chân hồn tiên thiên nguyên thần chân chính về sức mạnh hơn hẳn phong thanh vũ đây là sức mạnh thuần túy nhất lực áp chế hắn không thể không tránh quanh người phong thanh vũ là vô số đồ đằng văn thân hình bỗng nhiên biến mất cùng lúc đó chung nhạc cũng biến mất khi hai người cùng xuất hiện lại thì chung nhạc đã tới được trùng thiên thứ năm khí thế càng thêm đáng sợ hai người lướt đi trong tinh vân đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện khiến người khác nhìn cũng hoa mắt dần dần hai người vào sâu trong tinh vân đám tinh vân này càng ngày càng lớn phạm vi bao phủ ngày một rộng khoảng cách giữa các ngôi sao ngày một xa những vì sao kia phình to lên nhỏ thì trăm nghìn dặm lớn thì phải chục vạn dặm họ cứ biến mất rồi xuất hiện hết lần này tới lần khác mỗi lần xuất hiện đều gây nên tràn âm thanh va đập dày đặc, khiến cho tinh vân chấn động càng thêm hỗn loạn. Đột nhiên phong thanh vũ chui vào một vần thái dương, biến thành kim ô ba chân gian cánh bay, muốn thoát khỏi đau thế của Trung Nhạc. Lúc này Trung Nhạc đã bay tới tầng trùng thiên thứ 8, sắp hình thành trùng thiên thứ 9. Khí thế chấn động, thậm chí khiến năng lượng trong vần mặt trời đó cũng điên cuồng xoay chuyển theo, tràn về phía tiên thiên thần đao của hắn. Tầng trùng thiên thứ 9 là một chiêu tất sát ngươi không thể tới cửu trùng thiên đâu phong thanh vũ đột nhiên dừng lại đột nhiên tấn công chính diện khi cửu trùng thiên của chung nhạc sắp hình thành tiên thiên long lân kiếm trong tay hắn biến mất biến thành vô số tấm vẫy rồng tiên thiên giống như vô số tấm gương sáng chiếu rọi ngươi có biết tuyệt học ấn thương đế của thiên đế phục hy thứ mười không ký tức phong thanh vũ bùng nổ đột nhiên há mồm nhổ ra tiên thiên thần cốt nối từ xương sọ tới đuôi bộ lông cốt xuất hiện hắn cầm lấy rung lên biến thành một thanh long thương vô số vảy rồng phản chiếu ánh nắng, biến năng lượng trong mặt trời biến thành ánh sáng chiếu lên tiên thiên long cốt thương. Cây long thương xuất hiện máu thịt, giống như dùng năng lượng thuần túy biến thành thân thể của tiên thiên thần long sống dậy vậy, chung nhạc dừng bước ở bát trùng thiên, tiên thiên thần đao và tiên thiên long cốt thương chạm nhau. Bên trong vần thái dương mới xuất hiện kia lập tức trung chuyển ác liệt. Bề mặt mặt trời bùng nổ, lửa lớn trăm vạn dặm bắn ra từ trong vần mặt trời, giống như biến thành một con phượng hoàng khổng lồ lao vào vũ trụ. Xem ra ngươi không biết tuyệt học ấn cương đế, phong thanh vũ đỡ một đao của chung nhạc, lùi về sau mấy bước, loại bỏ uy năng từ tiên thiên thần đao, cười ha hả. Thiên đế thứ 10 của Phục Hy Thị là một nữ tử, trấn áp thiên đế, lực khắc quần hùng, môn tuyệt học này dùng thiên làm ấn, cốt làm thương, xương sống làm thiên trụ, chống cả thiên địa, vì thế dùng công pháp của mình làm tên, có tên ấn thương môn tuyệt học này được gọi là ấn thương phục hy huyền công nực cười thân là phục hy thị mà ngay tuyệt học của chủng tộc mình ngươi cũng không biết mà nó lại được thi triển trong tay ta chung nhạc vẻ mặt lặng như nước đúng là hắn không biết ấn thương phục hy huyền công tân hỏa cũng không biết kiến thức của tân hỏa chỉ có truyền thừa của chính triều phục hy thị còn công pháp của các thiên đế phục hy thị sau đó thì hắn không biết chút gì cây tiên thiên long cốt thương này biến hóa không lường dưới sự điều khiển của phong thanh vũ xuất quỷ nhập thần, từ bốn phương tám hướng đâm tới, ẩn chứa thần long chi uy, lại có vảy rồng tiên thiên mượn uy lực của thiên địa, vảy rồng tiên thiên lơ lửng trong vần thái dương, không ngừng chiếu năng lượng của mặt trời lên long thương, phong thanh vũ càng đánh càng mạnh, chung nhạc thì chuyển sang phòng thủ, ba thanh thần đao bay lượng chặn công kích của long thương. Phong thanh vũ cười. Chắc chắn ngươi rất thèm thuồng môn ấn thương phục hy huyền công này. Thật ra ngươi biết cũng chẳng sao. Ấn thương phục hy huyền công dù sao cũng là công pháp tiền triều, không trải qua thời đại lục đạo, thiếu mất kiến giải về lục đại luân hồi, môn công pháp này đã bị phá, cũng chỉ có vậy thôi. Trung nhạc sắc mặt không hề thay đổi, đứng yên trong vần mặt trời kia mặt cho công thế của phong thanh vũ ác liệt thế nào cũng không thể phá vỡ thần ma thái cực đồ của Trung nhạc. Đột nhiên phong thanh vũ há mồm nuốt long thương, thân người lùi về sau, các sợi gân lớn từ trong cơ thể bay ra, tạo thành một cây đàn lớn. Phong Thanh Vũ ôm đàn cười. Ngươi đúng là rất mạnh, có thể đỡ được ấn thương phục hy huyền công của ta. Nhưng ngươi có biết phục hy cầm không? Hạo Dịch cầm của Hạo Dịch Đế, ta cũng biết. Tiếng đàn tan tan vọng lại, trung nhạc bỗng nhiên biến mất. Tiếng đàn cắt tới, cắt không gian trung nhạc vừa đứng thành từng mảnh. Hạo Dịch cầm từ trong hư không bay ra, trung nhạc xuất hiện bên cạnh Phong Thanh Vũ, cầm âm cũng từ trong hư không tới phía sau hắn. Phong Thanh Vũ vung tay áo. Hạo dịch cầm bay lên, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, âm luật biến hóa liên tục vọng tới tấn công chung nhạc, ống tay áo của phong thanh vũ bay phần phần, cũng thi triển một môn tuyệt học khác, hắn cười. Giết Phục Hy là việc ta thành thạo nhất. Tuyệt học của các đời thiên đế địa hoàng Phục Hy thị, ta cũng biết 17 loại, còn những giả tính Phục Hy như các ngươi thì cùng lắm học được một hai loại. Trong mắt ta chỉ yếu ớt như trẻ con mà thôi. Hơn nữa tuyệt học của Phục Hy thị có khiếm khuyết, thiếu lục đại luân hồi, các ngươi thi triển bất cứ loại nào thì trong mắt ta cũng có sơ hở, thân pháp của hắn biến hóa, giống như rồng bay rắn lượng, biến hóa to nhỏ không thể nắm bắt. Bất cứ công thế nào của chung nhạc cũng không trúng được người hắn. Phong Thanh Vũ nhàn nhã nói, đây là tuyệt học của thiên đế phục hy đời thứ 22 Thái Hà Đế, sở trường là biến hóa thân pháp, được xưng tụng là hư không bất phá, Thái Hà Trường Lưu. Thái Hà ở đây chính là Thái Xà, là tiên thiên thần xà vũ trụ thần mẫu hoa tư chi tổ ngươi cũng không biết có phải ngươi thấy rất bất lực không huyền công của hắn lại biến đổi lại thi triển ra một loại tuyệt học đế cấp khác đại khai đại hợp có xu hướng khai thiên lập địa lấy cứng chọi cứng với chung nhạc sống dư từ thần thông của hai người khiến bề mặt vần mặt trời này không bừng phát nổ nhật diệu giống như những cây thương lớn đâm xuyên mặt trời giống những con dao long xung phá bầu trời giống như đao rìu chém lên bầu trời, vô cùng đáng sợ, vô cùng ác liệt. Môn tuyệt học này là của thiên đế thứ 17 của Phục Hy Thị, Bằng Hà Đế. Bằng Hà Đế nổi danh với tu vi hùng hồn, tuyệt học của hắn chính là bá đạo như vậy. Phong Thanh Vũ cười ha hả, thần thông lại biến đổi, biến thành thiếu hạo chung, tiếng chung chấn động, hắn cười. Thiếu hạo chung của thiếu hạo đế tấn công thính giác, được gọi là chiếc chung cảnh tỉnh thế gian tượng đoàn cổ của tượng đoàn đế được xưng tụng là diệt thế ma âm tam thập tam trùng đại diệu thiên kinh của đại diệu đế được gọi là tuyệt học cương mãnh bá đạo nhất phong thanh vũ giống như khổng tước chuyển đổi công pháp liên tục khoe khoang những tuyệt học của phục hy hắn biết với chung nhạc 17 môn tuyệt học đế cấp của phục hy thị hơn nữa là tân hỏa cũng chưa từng thấy hay nghe về nó đó là những tuyệt học mà phục hy thị khai sáng sau khi tân hỏa chìm vào giấc ngủ sâu là kết tinh trí tuệ của các đời thiên đế phục hy thị thống tri thời đại địa kỷ và giờ rơi vào tay ngoại tộc chuyển thế vào phục hy thị và hắn dùng để đối phó phục hy ta có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của ngươi cảm nhận được sự phẫn nộ sự bất lực từ ngươi công thế của phong thanh vũ như cùng phong vũ bảo các loại tuyệt học biến hóa công phá thần ma thái cực đồ của trung nhạc khiến trung nhạc ngày một nhiều vết thương phong thanh vũ cười ta từng thấy sự tuyệt vọng phẫn nộ và sự bất lực trước khi chết của những phục hy đã chết dưới tay ta. Nhưng số ngươi vẫn tốt hơn họ, vì ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ bắt ngươi, ngươi hà tất phải phản kháng. Ngươi nên thấy may mắn mới phải, nhạc tiểu tử, để ta, tân hỏa nộ hỏa sung thiên, hắn nổi giận lôi đình trong thức hải của chung nhạc. Để ta, để ta giết chết tiểu tử này, không cần, chung nhạc sắc mặt vẫn bình tĩnh, một đạo kiếm quan xẹt qua mặt hắn để lại một vết máu. Tân hỏa phẫn nộ. Ta tinh thông mọi tuyệt học tọa hoàng của thời kỳ hỏa kỷ. Chắc chắn tên tiểu tử này không biết tuyệt học của toại hoàng, chắc chắn có thể giết hắn. Ta đã nói không cần là không cần. Trung nhạc đột nhiên gầm lớn, há mồm thật lớn, vần mặt trời đột nhiên bắt đầu vỡ ra, chui vào mồm trung nhạc. Phong thanh vũ chấn kinh, thấy trung nhạc nuốt mặt trời, nuốt vần mặt trời đang phình to điên cuồng. Vần mặt trời dừng biến to, rồi nhanh chóng nhỏ lại, phong thanh vũ kinh hãi vội lùi về sau đây là huyền công tuyệt học của triều phục Khi nào chung nhạc mặt biến dạng một hơi nuốt một phần mười vần mặt trời vung tiên thiên thần đao lên chém một nhát thảm liệt một đao vô cùng thảm liệt một phần mười năng lượng mặt trời mà hắn nuốt khiến thiên lô trong bụng hắn cũng không chịu nổi nhục thân bắt đầu phát nổ toàn thân máu me be bét quanh người phong thanh vũ bay ra vô số đồ đằng văn thi triển vũ thanh trụ quan huyền kinh thân hình biến mất định nhảy ra khỏi phạm vi của đao ý nhưng lúc này sáu quần sáng sau đầu chung nhạc xoay chuyển không ngừng mở rộng bên trong đều là đồ đằng văn của vũ thanh trụ quan huyền kinh nháy mắt đã tạo nên hệ thống không gian đại lục đại luân hồi phong thanh vũ vừa bỏ chạy thì đã bị gắn chặt trong lục đại luân hồi hắn kêu lên thất thanh ngươi dùng lục đại luân hồi bổ khuyết cho vũ thanh trụ quan huyền kinh chung nhạc chém đao xuống một cái đầu bay lên phong thanh vũ đang nghe truyện trên tv audio cv bị chém bay đầu cảm thấy nhục thân của mình bị cắt đứt nguyên thần bị cắt đứt không thể nối liền lại không thể trùng sinh ánh mắt không khỏi lộ ra sự kinh hoảng đây là thần thông cường đại ẩn chứa trong đao quan của chung nhạc trực tiếp tách rời đầu và thân hắn phong ấn vết thương của hắn lại có thể nói chung nhạc cực kỳ tinh thâm phong ấn những đế quân phổ thông đều không dám nói thành tựu về phong cấm vượt qua hắn hắn giỏi phá giải phong ấn phong cấm cũng giỏi bố trí phong cấm phong ấn không chỉ vậy đao ý của chung nhạc liên miên bất tuyệt từ cổ hắn xâm nhập vào đầu và toàn thân hắn nhục thân và nguyên thần của thần ma cường đại cho dù là phàm nhân vào trong nhục thân của thần ma cũng sẽ thấy các thế giới rộng lớn lúc này không gian bên trong đầu và thân người của phong thanh vũ đang bị các đạo đao quan đao ý xâm nhập phá hoại nhưng nhìn từ bên ngoài thì hắn chỉ là bị chặt đứt đầu chứ không ai ngờ được hắn phải đối mặt với sự nguy hiểm lớn thế nào đột nhiên sau đầu phong thanh vũ mọc ra đôi cánh bay đi cùng lúc đó thân người không đầu của hắn cũng mọc hai cánh bay đi một đầu một thân bỏ chạy về hai hướng khác nhau hắn không thể ngờ được chung nhạc lại dùng lục đại luân hồi bổ khuyết cho vũ thanh trụ quan huyền kinh đó gần như là việc không thể thực hiện vũ thanh trụ quan huyền kinh là công pháp đế cấp muốn dùng lục đại luân hồi bổ khuyết cho nó thì phải có tu vi đế cấp kiến thức đế cấp hơn nữa phải có sự lý giải cao thâm về không gian thời gian mà chung nhạc mới bao nhiêu tuổi mà có thể hoàn thiện được môn công pháp này nhưng giờ Trung Nhạc đã hoàn thiện được nó, khiến Vũ Thanh Trụ quan huyền kinh không còn kiếm khuyết gì, nạp không gian và thời gian vào lục đạo, vào luân hồi, hình thành hệ thống thời không đại luân hồi. Vũ Thanh Trụ quan huyền kinh của hắn không dung nạp lục đại luân hồi, không làm được điều này thì chỉ có thể di chuyển trong không gian, gặp phải cường giả như Trung Nhạc thì không thể thoát khỏi hệ thống thời không đại luân hồi của hắn, bị khắc chế hoàn toàn, giờ mới nhớ ra phải bỏ chạy, ngươi có thể chạy đi đâu chứ trong nguyên thần bí cảnh của Trung Nhạc, đột nhiên pháp lực biến thành hai bàn tay lớn tóm về phía đầu và thân người của Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ kinh hãi, đột nhiên thấy thân thể to lớn của Trung Nhạc nổ tung thì mừng thầm. Trung Nhạc dùng nhục thân của mình làm hồng hoang thiên lô, miễn cưỡng thôn vệ một phần mười năng lượng mặt trời, dùng để cường hóa tự thân, vượt qua cực hạn của bản thân. Năng lượng mặt trời khủng bố nâng cao chiến lực cho hắn, thi triển hệ thống đại luân hồi nhưng cũng vượt qua khả năng chịu đựng của nhục thân hắn, nguy hại tới sự an toàn của bản thân hắn. Nhục thân của Trung Nhạc đang bắt đầu tan rã, da thịt bùng cháy, huyết dịch chảy ra như nham thạch, từng mảng cơ rơi ra, cháy đen. Trạng thái cường đại này hắn căn bản không thể duy trì được lâu. Không chỉ vậy, nguyên thần của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, bốc cháy, vô cùng nguy hiểm. Đây chính là cơ hội cho ta. Ta chỉ cần tránh được một lúc, hắn không thể chịu nổi lượng năng lượng mặt trời đó sẽ tự cháy thành thang phong thanh vũ nghĩ tới đây thì hai bàn tay biến từ pháp lực của chung nhạc tóm lấy hắn quanh người phong thanh vũ ào ào xuất hiện đồ đằng văn không gian và thời gian đầu và thân người hắn đột nhiên biến mất là thi triển vũ thanh trụ quan huyền kinh định bỏ chạy hai bàn tay lớn tóm hụt đầu và thân người phong thanh vũ phá không gian bay đi không thể không nói vũ thanh trụ quan huyền kinh là tuyệt học đế cấp hạng nhất dù là dùng để chiến đấu hay bỏ chạy đều khiến kẻ khác không thể bắt được đầu và thân người pháp thiệu chân xuất hiện cách đó trăm vạn dặm. Nhìn từ xa thấy hắn đã thoát khỏi sáu quần lục đạo của Trung Nhạc, hắn thở vào, còn Trung Nhạc như một vị cự nhân đội trời đạp đất, nhục thân đang không ngừng bốc cháy, cảnh tượng vô cùng ác liệt. Tiểu tử này đúng là lợi hại, không biết công pháp hắn dùng để thôn vệ năng lượng mặt trời là công pháp gì, hình như không phải tuyệt học của Phục Hy Thị. Nhưng cho dù hắn mạnh hơn ta thì giờ cũng chỉ còn đường chết thôi, không làm được gì ta đâu. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thân người rung lên, không khỏi kinh hãi, ngẩng lên thì thấy một quần sáng lớn chụp xuống hắn, đồ đằng văn chi chít lấp lánh thần quang, phát ra tiếng đạo âm vang vọng, phong thanh vũ nhìn về phía xa, không khỏi tuyệt vọng, trong vần mặt trời khổng lồ này, vô số quần sáng hoa lệ hiện lên, vòng này nối liền vòng kia, thậm chí kéo dài ra cả bên ngoài mặt trời, hàng trăm nghìn quần sáng phong tỏa kín nơi này, hắn đang ở trong một quần sáng trong đó, thời không đại lục đại luân hồi hắn điên cuồng thi triển vũ thanh trụ quan huyền kinh chạy ra ngoài chỉ nghe bên tai là âm thanh ken ken hết quần sáng này tới quần sáng khác hiện ra nhốt chặt hắn bên trong phong thanh vũ biết lúc này nếu không liều mạng thì chỉ e về sau sẽ không còn cơ hội để liều mạng nữa vũ thanh trụ quan huyền kinh được hắn thi triển tới xuất thần nhập hóa thậm chí cả các loại tinh diệu mà kiếp trước hắn không tham ngộ ra giờ cũng được hắn phát huy một cách phi thường trong vài cái nháy mắt hắn đã truyền tống bản thân ra khỏi vần mặt trời thân hình không ngừng lướt di chuyển đâu phải chỉ mới vài trăm tỷ dặm nhưng lúc này hắn phát hiện mình vẫn ở trong mặt trời thậm chí đang không ngừng rơi vào trong các quần sáng đang thu nhỏ vẫn nhốt chặt hắn bên trong phong thanh vũ liều mạng bỏ chạy nhưng tuyệt vọng khi nhận ra mình bị kéo vào trong mặt trời quần sáng đầy trời đang thu nhỏ nhanh chóng chỉ vài giây là hắn lại thấy chung nhạc chung nhạc lúc này trên người máu thịt gần như đã bị cháy thành than cả than dính trên xương thấp thoáng có thể thấy xương trắng trong bụng chung nhạc, một phần mặt trời đang bùng cháy, tỏa ra hỏa lực khủng khiếp, chính là năng lượng trong mặt trời khiến nhục thân của hắn thành ra thế này. Nhưng cũng là vần mặt trời này là nòng cốt của thiên lô, cung cấp năng lượng và uy năng lớn lao cho hắn. Phong thanh vũ bị thời không đại lục đại luân hồi nhốt chặt, các quần sáng dung hợp, thu nhỏ lại, cuối cùng thành sáu quần sáng trói hắn ngày một chắc hơn, cho dù hắn có dãy dụa thế nào cũng không thoát nổi. chung nhạc đưa tay nắm lấy sáu quần sáng trong tay, quần mặt trời trong bụng đột nhiên phình to, sắp khiến bụng hắn nổ tung, đột nhiên chung nhạt há mồm phun lửa ra, nháy mắt, hỏa lực của một phần mười vần mặt trời được hắn phun ra, hỏa diệm hừng hực cháy nhấn chìm phong thanh vũ bên trong thời không đại lục đại luân hồi, tiếng kêu thảm thiết xé gan xé vội vọng ra. Phong thanh vũ bị thiêu đốt, kêu gào, gầm thét, y phục cháy rụi, da cũng biến thành than, huyết nhục thành tro bụi, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị thần hỏa thiêu đốt, giống như vô vàng thần đao đang gọt từng tầng từng tầng nguyên thần của hắn chung nhạc liền một lúc phun hết thần hỏa ra phong thanh vũ bị thiêu đốt thành một bộ xương vẫn bị gắn chặt trong thời không đại lục đại luân hồi cho ngươi chết là nhẹ nhàng cho ngươi giờ ngươi rất có ích chưa chết được ta có một nơi tốt cho ngươi chung nhạc sắc mặt lạnh lùng huyết nhục trên người đang trùng sinh gần như chỉ vài nhịp thở là trở lại bình thường phong ấn phong thanh vũ ném vào trong mê cung của vũ thanh trụ quan huyền kinh trấn áp tại đó, sắc mặt quái dị nói. Vị thiên nhân đó muốn nghiên cứu ta lâu rồi, giờ cuối cùng hắn cũng có được đối tượng nghiên cứu tốt. Với bản lĩnh của hắn, sẽ dễ dàng khiến ngươi phải nhả ra mọi thứ ngươi biết. Phong thanh vũ có 17 loại công pháp của phục hy thiên đế, hơn phân nửa là tân hỏa cũng không biết, tân hỏa ngủ vùi vào 73 vạn năm trước, trước đó có chín triều phục hy, sau khi hắn ngủ là 14 triệu phục hy, trong đó còn có sen kẻ mấy chục vị địa hoàng thiên đế của thất đại hoàng tộc khác. Tân Hỏa không biết tí gì về 14 vị phục hy thiên đế này, với hắn khoảng thời gian đó là trống rỗng, đương nhiên không thể biết tuyệt học của các vị thiên đế đó. Mà phong thanh vũ lại có, tuy không toàn diện nhưng đã là gia tài lớn rồi. Bên dưới tinh vân, sóng gió thiên hà ác liệt, đã có các con sóng lớn phá không, biến thành các đám tinh vân, âm phiền huyên nước tấm ván thuyền tới, nhìn quanh chỉ thấy đâu đâu đều là sóng lớn thiên hà rộng hơn bất cứ vùng biển nào đâu thể tìm được chung nhạc đột nhiên nàng ngẩng lên nhìn trên thiên không có tinh vân thành mãn trong một đám tinh vân khổng lồ thấp thoáng có ánh sáng tim khẽ động nàng định bỏ tấm ván để bay lên nhưng lại dừng lại quay lại nhìn hai tên khoa phụ và hiếu mang thần tộc kia đuổi theo chúng và phong thanh vũ là một bọn chắc chắn sẽ gây bất lợi cho dịch tiên sinh trong đó bản lĩnh của tên hiếu mang thần tộc thì không đáng lo ngại, nhưng hai cường giả khoa phụ thần tộc thì là thần hoàng. Nếu ta dẫn chúng tới gần dịch tiên sinh thì sẽ nguy hiểm. Âm phiền huyên ánh mắt lay động, điều khiển tấm ván tiến về phía trước. Đằng sau, phong vô kỵ và khoa phụ cẩm, khoa phụ mậu đang đuổi tới, càng ngày càng gần. Khoa phụ cẩm và khoa phụ mậu là thần hoàng, tu vi cường đại, pháp lực càng hùng hồn hơn, hơn xa âm phiền huyên, vì thế tốc độ cũng nhanh hơn sóng gió phía trước ngày ngày càng ác liệt, ngay cả âm phiền huyên cũng phải thận trọng để không bị sóng đánh lật thuyền. Nàng cố gắng điều khiển tấm ván đi sâu vào trong, phong vô kỵ phía sau nhíu mày, nhìn những con sóng càng ngày càng ác liệt xung quanh, cảnh tượng hỗn loạn như thiên địa sơ khai, nếu cứ đi tiếp thì chưa biết chừng chúng ta chết hết tại đây. Không đúng, không đúng, hắn đột nhiên nghĩ ra. Phong Thanh Vũ và Trung Nhạc Tu Vi không thể nào cường hãn tới mức giao đấu trong nơi hiểm ác thế này chúng ta đi qua rồi nữ tử kia là đang cố tình dụ chúng ta vào đó muốn hại chúng ta hắn quát lên khoa phụ cẩm khoa phụ mậu bắt nữ tử kia cho ta khoa phụ cẩm và khoa phụ mậu đang định ra tay đột nhiên âm phiền huyên bỏ tấm ván thuyền bay lên không nàng vừa bay lên thì tấm ván thuyền dưới chân bị sóng đánh tan tành các đạo tinh quang chiếu tới các con sóng thiên hà đánh tới gió thổi vù vù cuốn bay tinh xa âm phiền huyên có thể mất mạng bất cứ lúc nào thần thông của khoa phụ cẩm và khoa phụ mậu vừa được thi triển thì bị gió và sóng ở thiên hà đánh tan tành còn âm phiền huyên thì bay trên không trung tránh được mọi sự nguy hiểm tột cùng thân hình càng ngày càng lên cao nhảy ra khỏi thiên hà nữ tử đó sao có thể nhảy ra khỏi sát cơ của thiên hà được phong vô kỵ kêu lên ào ào một con sóng lớn đánh tới phong vô kỵ kinh hãi nhúng người nhảy lên vai khoa phụ cẩm hét lớn mau đi thôi quỳnh quỳnh tấm ván dưới chân họ vỡ tan tành âm phiền huyên quay lại khẽ cười rồi tăng tốc bay đi âm phiền huyên bỏ xa mấy người phong vô kỵ lao vung vút trong không trung đột nhiên nàng gặp phải vô số không gian và thời gian đồ đằng văn nàng định tạo truyền tống trận pháp để truyền tống đi đây là lần đầu nàng dùng vũ thanh trụ quan huyền kinh nên vẫn chưa thuần thuộc lần đầu chỉ truyền tống được vài dặm còn suýt nữa thì bị đập vào tinh cầu đang phình to lần thứ hai nàng dùng nhẹ nhàng hơn nhiều khoảng cách truyền tống dài hơn, sau đó âm phiền huyên liên tục truyền tống, giống như tia sáng không ngừng lóe lên, tốc độ không hề thua kém vũ thanh trụ quan huyền kinh của Trung Nhạc hay phong thanh vũ. Điểm cường đại của thiên sinh thánh linh thể được thể hiện rõ ràng, bất cứ thần thông nào rơi vào tay nàng dường như đều có thể tự nhiên thi triển, bạo phát được tối đa uy lực. Đương nhiên, nếu âm phiền huyên không cùng chung nhạc khổ tu tham ngộ nhiều năm trong thiên nguyên luân hồi kính thì chắc cũng không thể tham ngộ được thấu triệt môn công pháp này. Không lâu sau, Âm phiền huyên truyền tống tới đám tinh vân có chung nhạc. Tinh vân lúc này đã rất lớn, nàng nhìn quanh thì thấy dấu vết chiến đấu của chung nhạc và phong thanh vũ để lại, tìm theo dấu thì thấy được chung nhạc bay ra từ một phần mặt trời, thắng rồi. Âm phiền huyên thượng người, nhìn quanh thì thấy chung nhạc bay ra, còn không thấy phong thanh vũ đâu. Chung nhạc thấy nàng, đột nhiên người loạn troạn, âm phiền huyên vội tới diều thì thấy hắn bị thương khá nặng, chung nhạc cười. Không có gì đáng ngại, chỉ là dùng lực quá mạnh, bị thương tới nguyên thần và nhục thân. Đúng là hắn dùng lực quá mạnh, lão tộc trưởng phong thị phong thường dương vì thiếu vũ thanh trụ quan huyền kinh hoàn chỉnh, không thể dùng lục đại luân hồi hoàn thiện vũ thanh trụ quan huyền kinh. Môn công pháp này truyền thụ cho hắn, hắn mất 3.000 năm trong thiên nguyên luân hồi kính tham ngộ và hoàn thiện nó nhưng dù vậy cũng không thể hoàn hảo không tì vết. Vừa rồi hắn miễn cưỡng dùng môn công pháp này đấu với phong thanh vũ, tạo nên thời không đại lục đại luân hồi đúng là có phần miễn cưỡng cần thôn vệ năng lượng của mặt trời mới làm được nếu muốn làm được đại lục đại luân hồi nối liền thượng cổ và tương lai như phong thường dương vẫn mong muốn thậm chí kéo kẻ tà ác trốn trong thời không vào lục đại luân hồi thì càng khó khăn hơn với chung nhạc thì đây gần như là việc không thể âm phiền huyên kiểm tra thương thế cho hắn nàng nhíu mày thương thế của chung nhạc có phần nghiêm trọng năng lượng mặt trời phá hoại nhục thân và nguyên thần của hắn nhục thân đã đành hồi phục như cũ không khó quan trọng là vết thương do bỏng của nguyên thần có phần phiền phức có lẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn được ta đưa ngươi về thiên hà chi châu âm phiền huyên tâm niệm khẽ động chung nhạc bay lên chui vào quần sáng sau đầu nàng nàng thi triển vũ thanh trụ quan huyền kinh đưa chung nhạc đi giống như một điểm sáng không ngừng di chuyển dây tiếp theo đã xa tới vài trăm vạn dặm dùng vũ thanh trụ quan huyền kinh tiêu hao rất nhiều pháp lực và tinh thần không lâu sau cuối cùng âm phiền huyên cũng bay ra khỏi nơi hiểm ác của thiên hà và dừng lại. Nàng đáp xuống nghỉ tại một viên tinh sa vừa bay ra khỏi thiên hà. Hạt tinh sa đó vụ một tiếng biến thành một quả tinh cầu, chung nhạc kinh ngạc. Tinh sa trong thiên hà nhiều vô kể, những tinh cầu này bay tới đâu, ta nghe các tiền bối nói, sao trong thiên hà đều hướng về vũ trụ cổ xưa, nhưng cuối cùng vẫn là rơi trở lại thiên hà để luân hồi, âm phiền huyên điều tức, nhìn những ngôi sao bay xa, nói. Ta còn nghe nói thời đại địa kỷ có thiên đế định chặn các ngôi sao trong thiên hà lại, tái tạo một vũ trụ, nghe nói không thành công. Vũ trụ mà họ tái tạo trở thành phế tích, nghe nói ở sâu trong Tử Vi tinh vực, nhưng ta chưa từng tới đó, chung nhạc nheo mắt nhìn về phía xa, thấy những ngôi sao bay xa kia bay vào bầu trời Tử Vi tinh vực như bức vẽ, càng ngày càng xa, cuối cùng dung hòa làm một với tinh hệ trên bầu trời, dòng thiên hà này nuốt nhã các vì sao giúp tử vi tinh vực và vũ trụ cổ xưa nhã cũ nạp mới tạo thành một hệ thống luân hồi tái tạo vũ trụ những cường giả thời cổ đại đúng là khí phách lớn đó mới là thiên đế có ý chí vĩ đại còn thiên đế bây giờ chỉ là thiên tử thiên tử là con của trời trục trục rè rè đứng ở vị trí thiên đế như không không có chí hướng của thiên đế trong tử vi tinh vực chứa đựng vô số bí mật hắn nhìn thấy chỉ là một góc của ngọn núi băng trôi âm phiền huyên điều tức xong tu vi hồi phục trạng thái đỉnh phong cười nói có lẽ còn phải nghỉ ngơi trên đường vài lần nữa mới về được thiên hà chi châu nàng vừa nói dứt lời bỗng có tiếng cầm phẫn nộ vọng lại không gian chấn động một quả tinh cầu phá vỡ không gian bay tới tinh cầu thủng lỗ chỗ trên đó là hai cự nhân cao lớn chỉ là hai cự nhân này người cũng rách rưới thảm không nở nhìn họ vừa thoát ra khỏi một vòng xoáy trong thiên hà miệng vẫn còn vết máu trên vai của một cự nhân là phong vô kỵ khóe miệng không ngừng rỉ máu trên người đầy vết thương đang ứa máu chúng cũng sống mà thoát ra được âm phiền huyên ngạc nhiên tán thưởng đúng là giỏi thật không hổ là thần hoàng thoát được nơi hiểm ác như vậy khoa phụ cẩm khoa phụ mậu đột nhiên nhìn về phía nàng ánh mắt đầy hung quang gầm lên phẫn nộ đột nhiên hai vị khoa phụ thần hoàng bay lên cao vung chân đá mạnh quả tinh cầu này về phía âm phiền huyên hai cự nhân khoa phụ tộc gầm thét liên hồi vô cùng phẫn nộ, chân đá tinh vân, tinh vân chấn động, những hạt tinh sa bị họ đá bay về phía âm phiền huyên, những viên tinh sa phá không, vù vù ngày một lớn dần thành những quả tinh cầu khí thế dọa người, âm phiền huyên thân hình lắc nhẹ, đồ đằng văn bao quanh người biến thành một tấm lá trắng lưu quan, ngươi thoát được mới lạ, trên vai khoa phụ cẩm, phong vô kỵ hừ lạnh. định, 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 định. định. định ánh sáng truyền tống đột nhiên bị đứng yên giữa không trung, âm phiền huyên kinh hải, cảm thấy không gian bị đóng băng, không gian đồ đằng văn không còn tác dụng gì. Vô kỵ tiên sinh này nói công pháp mồm lợi hại, ta vốn tưởng hắn tự cười bản thân, không ngờ đúng là hắn có vài phần bản lĩnh, những viên tinh xa phía sau biến thành tinh cầu, vô cùng hiểm ác, âm phiền huyên hét lớn một tiếng, đánh bật tiên thiên thần âm của phong vô kỵ, truyền tống lưu quan bỗng chốc tăng tốc, phong trên cổ phong vô kỵ mọc ra hai cái đầu bàn ngao nói định trọng lạc phần lôi vũ thuẫn băng loạn thủy hỏa trận các loại tiên thiên thần âm vọng ra âm phiền huyên cảm thấy không gian lại bị phong ấn cố định nàng trên không trung rồi năng lượng vô biên áp xuống người khiến nàng thân bất do kỹ rơi về phía thiên hà Cùng lúc đó trong cơ thể nàng cháy thần hỏa, trên đỉnh đầu là lôi đình đánh xuống nàng, lại có nước lớn mưa lớn ập tới, không gian biến dạng, đánh bay nàng lên, giống như đập phải ngọn núi vô hình, rồi bị tấm lá trắng đè nén, tu vi rối loạn, trong không gian lại có trận pháp tự hình thành, khiến nàng bị loạn bộ pháp, không thể thoát thân, đây là công pháp gì? Lời ra là công pháp hình thành, đúng là lợi hại, âm phiền huyên kinh ngạc, dùng pháp lực tự thân phá vỡ phong tỏa, bình định lôi vũ thủy họa xung phá phong cấm phá vỡ trận thuẫn đang định thoát ra ngoài thì những quả tinh cầu kia lao tới âm phiền huyên di chuyển liên hồi để tránh tinh cầu suýt thoát được thì đột nhiên thấy khoa phụ cẩm thò tay tới vị thần hoàng này thân hình càng thêm to lớn vĩ đại một tay đưa ra trong bàn tay là các viên tinh sa âm phiền huyên rơi vào bàn tay của vị thần hoàng này nhìn quanh vô cùng kinh hãi những viên tinh sa đó biến thành các quả tinh cầu bốc cháy, xoay chuyển phong tỏa không gian. Những quả tinh cầu này không ngừng bùng cháy, liên tục dồn vào trung tâm, muốn nghiền nát nàng và chung nhạc. Thần hoàng dù gì cũng là thần hoàng, khoa phụ cẩm là nữ tử nhưng thực lực còn mạnh hơn khoa phụ mậu, thần thông quảng đại. Một chiêu thi triển ra vô cùng bá đạo, trực tiếp vây khốn âm phiền huyên. Đây chính là chiến lực của thần hoàng. Âm phiền huyên tuy là nhất nhì trong thần minh, thậm chí có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, chưa từng bị thất bại, nhưng đối mặt với thần hoàng thì nàng vẫn thua kém rất nhiều, cho dù nàng tài hoa thâm hậu, cho dù tư chất hơn người, cho dù thánh linh thể có đại đạo thân hòa lực không gì sánh được nhưng cũng không thể vượt qua khoảng cách cảnh giới mà chống lại được thần hoàng, thực lực của thần hoàng thực sự quá mạnh, quá khủng bố, tay còn lại của khoa phụ cẩm dơ lên đập vào bàn tay này, âm phiền huyên trong lòng tuyệt vọng, ngẩng lên nhìn thì đại đạo lan tỏa trong lòng bàn tay, giống như dãy núi vạn dặm gập ghềnh che khuất bầu trời, căn bản không thể thoát được, không còn đường sống nào. Phiền huyên, giao tinh thần lực của ngươi cho ta, trong quần sáng sau đầu nàng, chung nhạc mệt mỏi nói. Giờ tinh thần lực của ta không đủ, cho ta mượn của ngươi, âm phiền huyên thượng người một chút rồi thả lỏng, chọn cách tin tưởng hắn, tinh thần lực của chung nhạc tràn tới, dung hòa vào tinh thần của âm phiền huyên. Thân thể hai người khẽ trung lên, lập tức có một loại cảm giác kỳ diệu lan tỏa đó là sự tiếp xúc hoàn toàn của tinh thần, liên kết chặt chẽ, tinh thần hai bên hòa lẫn, cộng hưởng vui vẻ, gần như có thể đạt tới sâu thẳm trong tâm linh, khiến linh và hồn rung lên, nguyên thần cũng rung rẩy. âm phiền huyên không kịp hồi tưởng lại, đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình cạn kiệt, trong quần sáng sau đầu, chung nhạc đứng dậy, dơ cao thiên nguyên luân hồi kính, một chùm sáng nghìn vạn dặm bắn ra, khẽ rung lên một cái, xuyên qua bàn tay khoa phụ cẩm chùm sáng này sau khi xuyên qua bàn tay khoa phụ cẩm chiếu ngay lên mặt nàng ta khoa phụ cẩm khựng người đột nhiên gương mặt bốc hơi sạch sẽ đại não tan biến xương sọ phía sau xuyên thủng đầu xuất hiện một cái lỗ lớn xuyên từ trước ra sau vị thần hoàng này khó khăn vặn vẹo cái đầu nhục thân mất kiểm soát loạn choạng nghiêng ngã rơi xuống thiên hà trong lòng bàn tay nàng ta âm phiền huyên đứng không vững thấy tinh cầu bay loạn đập vào nhau nàng vội thi triển vũ thanh trụ quan huyền kinh truyền tống đi cuối cùng cũng ra khỏi lòng bàn tay khoa phụ cẩm trước khi thi thể nàng ta rơi xuống thiên hà. Trên vai khoa phụ cẩm, phong vô kỵ thất thanh kêu lên, vội bay người lên. Ba cái đầu liên tục hét lớn, phá không lao tới, đáp xuống người khoa phụ mậu, hét. Mau đi thôi, khoa phụ mâu không chút nghĩ ngợi, phóng người bay lên, ngay trước khi kính quan kịp chiếu tới đã nhảy ra mấy mươi vạn dặm, nhảy lên một khỏa tinh cầu đang lúc bành trướng, sau đó lại phóng người nhảy một cái, giống như một con cốc lớn không ngừng nhảy nhảy nhót nhót đi xa, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng ầm một tiếng đánh vỡ hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Khoa phụ mâu chạy ra không biết bao xa, rời xa thiên hà, quay đầu nhìn lại, thấy đạo kính quan kia cũng không có truy sát tới, lúc này mới dừng lại, kinh hồn chưa định. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cổ bi ai, mở miệng gào khóc. Đại tỷ đã chết. Ta và tên dịch tiên sinh này tuyệt không đội chung trời thề phải bầm thay hắn thành vạn mảnh, im miệng, phong vô kỵ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Lần này quả thật thất sắc. Vị tồn tại kia để ta mời một vị phục hy xuất thủ bắt giữ chung sơn thị, mời ra phong thanh vũ. Kết quả cái tên phong thanh vũ kia ỷ vào chính mình là đế quân chuyển thế, đã xem thường chung sơn thị, bị thua không biết sống chết. Hiện tại ta không còn mặt mũi nào trở về bàn giao với vị tồn tại kia, phải làm gì đây? Khoa phụ mâu giận dữ hét lớn. Vô kỵ tiên sinh, ta nhất định phải báo thù cho đại tỷ. Báo thù cho khoa phụ cẩm là chuyện nhỏ, làm sao hoàn thành nhiệm vụ của vị tồn tại kia mới là chuyện lớn. Ta có thể ném đi mặt mũi, nhưng mặt mũi của sư tôn ta lại ném không được. Ánh mắt phong vô kỵ chớp động, cắn răng nói. Đều do tên phong thanh vũ kia tùy tiện làm bậy, nếu hắn chịu chậm lại một bước, bắt giữ chung sơn thì chính là dễ như trở bàn tay. Hắn hết lần này tới lần khác tự cho rằng bản lĩnh chính mình siêu quần, lại không biết bản lĩnh của Trung Sơn Thị cũng cực kỳ siêu quần. Sự lợi hại của hắn, ta chính là biết rõ nhất, khoa phụ mâu cao mày, nói. Vô kỵ tiên sinh, hiện tại phải làm gì đây? Phong Thanh Vũ không biết sống chết, chúng ta cũng khó báo cáo kết quả với phục hy thị của thế ngoại chi địa. Phong Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh, suy tư nói. Hiện tại chỉ có thể lại tới thế ngoại chi địa, nói cho đám phục hy kia biết tin tức này, hoa phụ mâu thất thanh nói. Trở về chẳng phải là tìm chết sao? Phong thanh vũ không biết sống chết, không biết hạ lạc, đám phục hy kia biết được chuyện này, khẳng định là sẽ giận chó đánh mèo, giết chết chúng ta. Chúng ta trở về báo tin, bọn họ hơn phân nữa là sẽ giết chết chúng ta. Húng hồ, chúng ta không có sắc lệnh của vị lão gia kia, làm sao có thể tiến vào thế ngoại chi địa, phong vô kỵ mỉm cười, nói phục hy của thế ngoại chi địa sẽ không dám hạ thủ với chúng ta về phần sắc lệnh ta cầu sư tôn ta viết thêm một tấm là được ngươi đi tìm thiên ti nương nương bất luận thế nào nhất định phải buộc nữ nhân này giúp ta nếu nàng không đáp ứng giết sạch nhân tộc dưới trướng nàng cho ta ta đi đồ úc cung một chuyến khoa phụ mâu xưng vân vội vàng rời đi phong vô kỵ thì đi tới đồ úc cung trong lòng thầm nghĩ đồ úc cung quá xa sợ rằng đi về phải tốn thời gian mấy năm cũng được liền để cho ngươi khoái hoạt thêm mấy năm nữa trên không trung thiên hà vi năng của thiên nguyên luân hồi kính dần dần tiêu tán chung nhạc tản đi tinh thần lực cảm thấy đại não trống trống trải trải tinh thần lực của hắn vốn dĩ đã tiêu hao bảy tám phần mặc dù có tinh thần lực của âm phần huyên chống đỡ nhưng hiện tại tinh thần lực thiếu chút nữa cũng đã khô kiệt tinh thần lực hai người tách ra âm phần huyên cảm thấy loại cảm giác vui sướng kia biến mất trong lòng thoáng cảm thấy thất lạc dịch tiên sinh ngươi vẫn chưa nói cho ta biết sao thần ma dưới trướng ngươi lại xưng ngươi là chung lão gia âm phần huyên đột nhiên hỏi chung nhạc bình thản nói dịch tiên sinh chỉ là cái tên giả của ta mà thôi ta vốn dĩ họ chung chỉ là ở hạ giới đã chọc ra sự tình quá lớn không tiện hành sự tại tinh vực tử vi cho nên mới dùng tên giả dịch phong nói như vậy đây cũng không phải là chân diện mục của ngươi." Âm phần Huyên đột nhiên nói. "Ngươi có thể hiển lộ ra chân diện mục hay không?" Chung Nhạc thoáng chần chờ một chút, cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo chân chính. Âm phần Huyên cẩn thận quan sát hắn, sắc mặt ửng đỏ, mỉm cười nói. "Ngươi so với Dịch Tiên Sinh có thêm một phần giả tính và bưu hãn, lại thiếu đi một phần ôn nhu nho nhã. Nhưng cũng không tính là khó coi." Chung Nhạc cười ha hả một tiếng, lại biến thành bộ dạng Dịch Tiên Sinh thản nhiên nói. Chỉ là một cái thân phận mà thôi, âm phần huyên lại cẩn thận quan sát hắn, nói. Diện mục chân thật của ngươi càng có thể mang tới cho ta một loại cảm giác chân thật, cảm thấy thật sự. Mà dịch tiên sinh lại có chút hư huyễn, nhìn không rõ ràng, phản phất như rất gần lại phản phất như rất xa, giống như là một vị thế ngoại cao nhân vậy. Ánh mắt tang thương mang tới cho ta một loại cảm giác rất già, rất giảo hoạt lúc nào ngươi mới có thể khôi phục diện mạo chân chính, dùng diện mạo chân chính hành tẩu thế gian, chung nhạc trầm mặt, không nói lời nào, âm phần huyên không nói thêm gì nữa, mang theo hắn liên tục truyền tống, chạy về phía thiên hà chi châu của âm khang thị, qua một lúc thật lâu, âm phần huyên tiêu hao quá nhiều, đáp xuống trên một khỏa tinh cầu, dừng lại nghỉ ngơi. Tinh thần lực của chung nhạc đã khôi phục lại vài phần. Nữ tử này cẩn thận quan sát hắn, phốc một tiếng cười nói, ngươi lại biến ra chân thân cho ta xem đi chung nhạc nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn khôi phục lại diện mạo chân chính nói ta không thể bại lộ thân phận nếu bại lộ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngươi sau khi xem xong ta còn phải biến trở lại thành dịch tiên sinh biết rồi âm phần huyên trên dưới cẩn thận quan sát hắn hiếu kỳ hỏi ngươi ở hạ giới đã phạm vào chuyện gì là vì thân phận phục hy của ngươi sao đây là chân thân của ngươi, phục hy cũng là chân thân của ngươi. Chân thân phục hy của ngươi lại là bộ dáng gì? Chung nhạc có chút đau đầu, lại biến thành dịch tiên sinh nói: Ta ở hạ giới là đệ nhất tội phạm truy nã trong ba ngàn lục đạo giới. Hạ giới phát hiện ta là phục hy, đã bẩm lên tử vi đế tinh, báo cho thiên đế và tiên thiên đế quân biết. Âm phần huyên miễn cười nói: Lá gan của ngươi thật lớn a! À? Không ngờ lại dám đầu nhập vào dưới trướng của Tiên Thiên Đế quân. Diện mạo chân chính của ngươi cũng không tệ lắm a, à, trung nhạc khẽ trên lên một tiếng, không nói tiếp nữa. Âm Phần Huyên cũng biết chính mình nói có chút nhiều, vội chuyên tâm khôi phục tu vi pháp lực, một lần nữa mang theo trung nhạc chạy về Thiên Hà Chi Châu. Rất nhanh hai người đã về tới bên ngoài châu, chỉ là Âm Phần Huyên cũng không còn pháp lực dư thừa, nữ tử này thông tri tộc nhân, không bao lâu liền có lâu thuyền từ trong Thiên Hà Chi Châu lái ra tiếp bọn họ trở về con rể tình hình chiến đấu như thế nào âm phó khang đi ra nghênh tiếp cười ha hả hỏi ngươi đánh một trận với phong thanh vũ có phân ra thắng bại không may mắn không làm nhục mệnh chung nhạc không người mỉm cười nói hắn không phải là đối thủ của ta âm phó khang vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn tán thưởng con rể do ta chọn tự nhiên là cường giả nhất đẳng nhất tiểu tử kia tự nhiên không phải là đối thủ ngươi đã bị thương, bị thương thì phải an tâm dưỡng thương. trong âm khang thị ta có rất nhiều thần đan, ngươi chắc chắn sẽ có thể rất nhanh vui vẻ hoặc bác trở lại. trung nhạc cảm ơn. âm phó khang sai người lấy ra các loại thần đan để bản thân hắn tự lựa chọn. trung nhạc chọn mấy loại thần đan trị liệu thương thế nguyên thần, sau đó bắt đầu bế quan an dưỡng. âm phần huyên lại thay hắn truyền thủ pháp môn phá giải phong ấn huyết mạch âm khang thị cho các tộc nhân để cho các tộc nhân tự động phá giải phong ấn trên dưới âm khang thị nhất thời vui mừng vô hạn âm khang thị ta mặc dù bị nhốt trong thiên hà chi châu không thể lên bờ nhưng cũng là một chuyện tốt sẽ không bị cuốn vào trong chiến đấu tranh bá thiên địa hiện tại có thể mở ra phong ấn nhưng lại bị cuốn vào trong trận phân tranh này sợ rằng sẽ có không biết bao nhiêu tộc nhân vì vậy mà mất mạng âm phần huyên nhìn đám tộc nhân vẫn còn đang vui mừng hớn hở này trong lòng thầm nghĩ đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây nàng đi tìm âm phó khang nói phụ thân âm khang thị ta mở ra phong ấn huyết mạch sợ rằng sẽ bị liên lụy vào trong loạn cục chúng ta có nên phong tỏa thiên hà chi châu để cho tộc nhân không thể ra ngoài không thể lên đất liền hay không như vậy sẽ có thể bảo toàn bản thân âm phó khang lắc đầu không có khả năng vì sao âm khang thị ta dù sao cũng là đế tộc là một thế lực khổng lồ tương lai thiên hạ đại loạn bất luận một phương nào cũng sẽ lôi kéo chúng ta bất luận một phương nào cũng đều sẽ phòng bị chúng ta âm phó khang không còn chút nào bộ dáng thô lỗ như trước đây trái lại thể hiện rõ ràng sự khôn khéo thản nhiên nói ngươi không gây họa họa cũng sẽ từ trên trời giáng xuống chỉ cần âm khang thì ta vẫn còn là đế tộc vẫn còn là một đại thế lực sẽ không có khả năng đặt thân ở thế ngoại thay vì như vậy không bằng sớm chuẩn bị một chút Âm phần huyên nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi. Ngươi xem trọng tiên thiên đế quân, cho rằng hắn sẽ có thể đoạt được đế vị sao, âm phó khang lắc đầu. Ta là xem trọng cô gia nhà ta. Về phần tiên thiên đế quân, giữa hắn và ta cũng không có bao nhiêu giao tình, âm phần huyên có chút suy tư, cuối cùng gật đầu, trôi qua nửa tháng, thương thế chung nhạc hoàn toàn khỏi hẳn, xuất quan hắn cảm thấy đại đạo tiên thiên thái âm và đại đạo tiên thiên thái dương của chính mình rục rịch xúc động có xu thế thành hình trong lòng không khỏi vui vẻ tu thành hai loại đại đạo tiên thiên này khoảng chừng cũng là thời gian nửa năm về phần tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo sợ rằng còn cần phải tiếp tục ma luyện thêm nữa hắn vừa mới suy nghĩ tới đây âm phần huyên đã tìm tới nhỏ giọng nói lại với hắn những lời nói của âm phó khan chung nhạc nhất thời ngơ ngẩn không ngờ gã đại thô hào âm phó khang này lại có được phần kiến giải này. Hắn không khỏi cảm khái nói. Chủ một thế gia, đa mưu túc trí, không thể xem thường, trong lòng âm phần huyên vẫn còn có chút lo lắng, chung nhạc có thể nhìn thấy rõ ràng, nói. Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của âm khang thị, ta sẽ viết một bức thư thôi vợ cho ngươi, ngươi thôi ta. Ngươi dám, âm phần huyên cười lạnh, nói. Ta từ ngươi còn không sai biệt lắm, ngươi có thể đánh thắng được ta sao trong lòng chung nhạt nhất thời buồn bực nghĩ muốn phản bác lại cảm thấy chính mình quả thật không phải là đối thủ của nàng đúng ta lúng túng nói ta toàn lực ứng phó triệu hồi thân quá khứ của ta ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta âm phần huyên miễn cười nói ta cũng không phải là động tình với ngươi mà là ta và ngươi đã bái đường thành thân hơn nữa ngươi lại cứu tộc ta giải trừ phong ấn huyết mạch tộc ta âm khang thị ta tri ân báo đáp không phải là kẻ vong ân bội nghĩa ta không viết thư từ ngươi ngươi cũng đừng hòng thôi ta chung nhạc suy tư trong chốc lát nói ta phải ra ngoài một chuyến đi tìm một vị sư huynh sau đó lại đi thăm viếng các tộc ngươi lưu lại nơi này đợi ta một đoạn thời gian ta đi với ngươi âm phần huyên hăng hái bừng bừng xoay người đi ra ngoài mỉm cười nói thăm viếng các tộc sao có thể tay không mà đi tất nhiên là phải dâng lên lễ vật âm thang thị ta định cư trong thiên hà đã lâu thiên hà cũng tính là một cái bảo địa các loại bảo vật ly kỳ cổ quái cái gì cần có đều có ta sẽ bảo cha ta chuẩn bị một chút chắc chắn sẽ không khiến cho ngươi mất mặt với các tộc cũng không lâu lắm nàng đã quay trở lại mỉm cười nói cha ta đã chuẩn bị xong lễ vật hơn nữa còn chuẩn bị một chiếc bảo liễn có thể xuất hành rồi chung nhạc câu mày nói nếu vị sư huynh ta muốn gặp kia nhìn thấy ngươi, đát đát, đúng lúc này, tiếng chân ngựa đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy mấy con hắc kỳ lân thần tuấn lôi kéo một chiếc bảo liễn vô cùng xa hoa đi tới. Lão ma hoàng âm vân khang ngồi ở trước xe làm xa phu. Xung quanh chiếc bảo liễn kia phiêu phù tầng tầng thiên vân, nhật nguyệt treo cao. Mặt trời làm đuốc, mặt trăng làm châu, mỹ ngọc trang trí, lưu ly làm song cửa. Trên bảo liễn khảm nạm ba tòa chư thiên, giống như ba khỏa viên cầu, trên nhỏ dưới lớn, bên trong thùng xe, hai bên vách vẽ âm khang chư thần đồ, đặt hai chiếc ghế chính tọa. Trên vách xe phía sau treo cao thần cung và bảo kiếm. Trong bốn góc xe có bốn tôn bạch hạt yêu thần của yêu tộc, miệng ngậm lư hương, có một chân đứng ở bốn phương. Trong xe đốt chính là trầm hương mạng thần hương, có công dụng dưỡng thần. Trần xe lại có thể mở ra, khi mở ra chính là môi xe dâng lên, vô số nhật nguyệt bảo châu đủ loại màu sắc vắt ngang trên đó, cực kỳ sang quý. Trung nhạc nhìn chiếc bảo liễn mà kinh tháng không thôi, âm vần huyên cùng hắn tiến vào bảo liễn. Âm vân khang quát lớn một tiếng, hắc kỳ lân kéo theo bảo liễn chạy ra khỏi thiên hà chi châu, trong lòng chung nhạc vẫn còn trái lo phải nghĩ, nói. Phần huyên, sau khi tới chỗ của sư huynh ta, ngươi không cần lên núi, cứ lưu lại dưới chân núi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được lên núi đúng rồi vị sư huynh thiên tài đã bị bắt cóc của tộc ngươi kia tên gọi là gì vậy vị sư huynh bị tên điên áo trắng kia bắt đi sao âm phần huyên nghiến răng nghiến lợi nói hắn tên là âm thập huyền chính là một trong những thiên tài có thiên phú cao nhất của tộc ta hắn vừa mới chạy lên bờ đã bị tên điên áo trắng này bắt cóc đi mất thật là đáng ghét chung nhạc cảm ứng vị trí phân thân của chính mình sau đó để cho âm vân khang điều chỉnh phương hướng phong hiếu trung bình thường cũng không dừng lại quá lâu tại cùng một địa phương cứ qua một đoạn thời gian sẽ đổi sang một chỗ khác một mặt là thuận tiện chính mình bắt cóc cường giả các tộc để nghiên cứu một mặt khác cũng là để ẩn dấu tung tích tránh cho bị người khác phát hiện hắn mặc dù điên cùng say mê nghiên cứu nhưng vẫn là cực kỳ coi trọng đối với an toàn của chính mình trôi qua nửa tháng đằng đẵng bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân chạy tới dưới một ngọn thánh sơn không quá bắt mắt Âm Vân Khang giơ tay chấn vang chung thông báo treo dưới mái hiên bảo liễn, tiếng chung vang vọng khắp thánh sơn, sắc mặt chung nhạc đại biến, vội vàng từ trong bảo liễn vương tay ra, đè lại chung thông báo, tiếng chung nhất thời dừng lại. Vân Khang thúc phụ, những địa phương khác có thể gõ chung thể hiện thân phận, nơi này thì không cần đâu. Chung nhạc lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi bảo liễn, đi lên trên núi, nói. Các ngươi lưu lại chỗ này, ta đi gặp sư huynh gặp sư huynh của chính mình có cần cẩn thận như vậy không? Âm Vân Khang lắc đầu, cực kỳ khó hiểu. Âm Phần Huyên cũng có chút nghi hoặc, nói. Phu quân trước giờ không sợ trời không sợ đất, ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn có chút kính sợ vị sư huynh này của chính mình. Tự hồ hắn lo lắng sư huynh của hắn sẽ bất lợi đối với chúng ta, âm vân khang gật đầu, nói. Quả thật kỳ quái, chung nhạc leo lên thánh sơn, tự mình tiến vào linh ngọc cung, tìm thấy phong hiếu trung, mỉm cười nói sư huynh ta có một kiện bảo bối muốn cho ngươi phong hiếu trung một thân áo trắng kinh ngạc nói ngươi đã nói là bảo bối vậy khẳng định không phải là tầm thường mau lấy ra cho ta nhìn một chút chung nhạc lấy cái đầu và thân thể của phong thanh vũ ra nói ngươi không phải vẫn luôn nhớ mãi không quên nhục thân và nguyên thần của ta sao hiện tại ta mang tới cho ngươi một tên phục hy thuần huyết ngươi xem coi thế nào ánh mắt phong hiếu trung sáng ngời cầm lấy cái đầu của phong thanh vũ vươn tay ra lau một cái đã lau đi phong cấm do chung nhạc bày ra đặt cái đầu lên trên thân thể phong thanh vũ phong thanh vũ cực kỳ sợ hãi cảm thấy cái đầu của chính mình mặc dù đã quay trở lại trên thân thể nhưng tu vi pháp lực toàn thân đều đã bị cấm cố không thể động đậy hắn lạnh lùng nói các ngươi muốn làm gì các ngươi có biết ta chính là phục hy của thế ngoại chi địa phục hy thế ngoại chi địa chúng ta cường giả vô số, ngươi cấu kết với phục hy thị, tâm niệm phong hiếu trung khẽ động, từng sợi từng sợi dây xích bay ra, cuốn lấy cổ tay cổ chân hắn, treo ngược hắn lên. Phong hiếu trung không ngừng đi xung quanh cẩn thận quan sát hắn, giống như đang quan sát một kiện bảo vật yêu thích vậy, không ngừng suýt xoa tán tháng, có thể chơi đùa một hai năm. Bất quá, vẫn không có lực hấp dẫn lớn bằng ngươi được, phong hiếu trung quay đầu lại, cực kỳ nghiêm túc nói. Nguyên thần của hắn không phải là nguyên thần Phục Hy, còn thiếu một chút thần vận. Sư đệ, nguyên thần của ngươi, chung Nhạc quả quyết nói. Không được. Không thể đưa nguyên thần của ta cho ngươi nghiên cứu được. Sư huynh, trong nhục thân hắn chất chứa hết thảy huyền bí của nhục thân Phục Hy thần tộc, đã đủ cho ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian. Càng quan trọng hơn chính là, hắn tinh thông 17 loại công pháp đế cấp, 17 loại công pháp đế cấp, phong hiếu trung không khỏi kinh ngạc tán thán không tiếp tục dụ dỗ chung nhạc cống hiến ra nguyên thần của chính mình nữa, mà xoay đầu lại tiếp tục quan sát phong thanh vũ, không ngừng tán thán, nói. Hắn không chịu nói phải không? Không chịu nói mới chơi vui a à. Ta càng thích phân tích pháp tắc đại đạo, phân tích hoa văn đồ đằng, phân tích ký ức linh hồn của hắn. Mỗi một cái phát hiện cũng có thể khiến cho ta vui vẻ suốt nửa ngày, phong thanh vũ không khỏi liên tục trùng mình mấy cái, trung giọng nói ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết lai lịch của ta? Trung Nhạc giơ tay lên muốn phong ấn miệng hắn lại, nhưng Phong Hiếu Trung đã ngăn lại, cười ha hả nói. Đừng Phong! Ta yêu thích lúc nghiên cứu nghe được tiếng kêu la thảm thiết của bọn họ. Dù sao cũng không phải là giải phẫu thi thể. Hơn nữa, ta còn muốn tra hỏi cảm thụ của bọn họ để ghi chép lại, Trung Nhạc cũng không khỏi trùng mình một cái, trong lòng thầm nói. Đây là cái yêu thích quỷ dị gì chứ? Đúng rồi. Vừa rồi dưới chân núi có tiếng chung vang vọng, còn có hai người lưu lại nơi đó. Bọn họ là ai? Phong Hiếu Trung đang cẩn thận quan sát Phong Thanh Vũ, đột nhiên mở miệng hỏi. Trong lòng chung nhạt nhất thời căng thẳng, lặng lẽ nói. Là nội tử và thúc phụ của nội tử, ngươi đã thành thân rồi. Phong Hiếu Trung kinh ngạc quay đầu lại, miễn cười nói. Ngươi thành thân sao lại khẩn trương như vậy? Tim cũng đập loạn mất nửa nhịp đây là chuyện tốt a à. thê tử của ngươi xem như là đệ muội của ta sao không mời nàng lên đây ta mặc dù say mê nghiên cứu đạo nhưng cũng là người biết lễ nghi lần đầu tiên gặp mặt đệ muội ta ít nhất cũng phải cấp cho chút lễ gặp mặt mới đúng không cần đâu chung nhạc nhấp nháy mắt mỉm cười nói trong cung của ngươi có cất chứa thân nhân của nội tử vạn nhất để nàng nhìn thấy liền không tốt sư huynh nội tử là âm khang thị Tôn ma thần âm khang thị mà ngươi đã bắt giữ kia, có thể để cho ta mang đi không? Ma thần âm khang thị, phong hiếu trung suy tư nói. Ngươi nói chính là gã ma thần phòng số 720 kia. a. Trên người hắn có chút bí mật, là một loại phong ấn huyết mạch. Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma, vốn dự định qua một thời gian nữa lại tới nghiên cứu hắn, tìm biện pháp mở ra phong ấn huyết mạch. Nếu ngươi mang hắn đi, Trung Nhạc vội vàng nói. Phong ấn huyết mạch của âm khang thị đã bị ta giải khai rồi. Ta truyền thụ cho ngươi là được, dứt lời, liền truyền thụ cho phong hiếu trung phương pháp phá giải phong ấn huyết mạch âm khang thị mà chính mình đã tìm ra. Ngươi có cổ quái, phong hiếu trung cẩn thận quan sát hắn, mỉm cười nói. Nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Bất quá, nếu ngươi đã đưa cho ta tên Phục Hy này, vậy thì tùy ngươi thôi, hắn dẫn Trung Nhạc đi tới phòng số 720. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái bụng âm thập huyền đã bị mổ ra thậm chí ngay cả đuôi cá cũng bị phân giải thành từng lát từng lát cắt mỏng không trung bốn phía lạc ấn các loại hoa văn đồ đằng huyết mạch còn có rất nhiều pháp môn diễn toán hiển nhiên phong hiếu trung chỉ mới thoáng nghiên cứu một chút đã bị nhục thân của tiên thiên thần ma hấp dẫn vẫn chưa tiếp tục thâm nhập nghiên cứu chung nhạc thấy âm thập huyền trợn to cặp mắt cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm chính mình và phong hiếu trung vội vàng mỉm cười nói xin sư huynh hãy xóa đi toàn bộ ký ức của hắn ở nơi này không xóa đi sẽ tốt hơn có thể trợ giúp hắn tôi luyện tâm tính bất quá nếu ngươi đã yêu cầu ta xóa đi là được phong hiếu trung phất tay một cái âm thập huyền lập tức lâm vào hôn mê phong hiếu trung vương tay ra kẹp nhẹ chỗ mi tâm âm thập huyền rút ra ký ức trong linh hồn và đại não của hắn sau đó lại vung tay một cái vô số hình ảnh ký ức hiện ra Phong Hiếu Trung lau đi hết thảy ký ức của Âm Thập Huyền về tất cả mọi thứ ở nơi này, sau đó nhét những ký ức còn lại vào trong linh hồn và đại não hắn, mỉm cười nói: "Ngươi chờ trong chốc lát, ta lắp ráp thân thể và nguyên thần hắn trở lại như cũ." Sau một hồi, Âm Thập Huyền đã hoàn chỉnh tổ hợp lại một chỗ, vẫn như cũ còn đang hôn mê. Trung Nhạc vung tay lên, thu hắn vào trong bí cảnh nguyên thần, nói: "Sư huynh, ta việc vặt rất nhiều, xin cáo từ trước." Phong Hiếu Trung gật đầu, Trung Nhạc lập tức xoay người rời đi, kỳ quái. Phu nhân hắn quả thật lợi hại. Không ngờ lại dùng âm luật giúp hắn trấn áp sự đau nhức của nguyên thần, Phong Hiếu Trung thấp giọng nói. Loại thủ đoạn này rất được a. À. Trung Nhạc bước nhanh xuống núi, đi vào trong bảo liễn hắc kỳ lân, thấp giọng nói. Đi thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Âm Vân Khang liền thôi động bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân, đánh xe rời khỏi ngọn thánh sơn này, hỏi. Cô gia, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Gần đây nhất là địa bàn của đế tộc nào? Trung Nhạc hỏi, Kim Đề Thị, Âm Vân Khang nói. Kim Côn của Kim Đề Thị cũng từng tới Âm Khang Thị ta. Cô gia có còn nhớ không? Trung Nhạc gật đầu, nói. Vậy thì đi Kim Đề Thị. Vân Khang thúc phụ, tới cách thánh địa Kim Đề Thị ba ngàn dặm liền gõ chung. Âm Vân Khang không hiểu ý hắn, gật đầu xưng vân. Mặc dù Kim Đề Thị gần nơi này nhất, nhưng đối với địa phương rộng lớn mênh mông như đế tinh, khoảng cách cũng là cực kỳ xa xôi. Cho dù tốc độ của bảo liễn Hắc Kỳ Lân cực nhanh, cũng đã hao tốn thời gian mấy ngày mới tiến vào lãnh địa của Kim Đề Thị, âm vân khang theo lời chung nhạc, tới cách thánh địa Kim Đề Thị ba 000 dặm liền vang chung. Tiếng chuông réo rách du dương, truyền đi thật xa, qua không bao lâu, thần quan ngập trời từ trong thánh địa của Kim Đề Thị chậm rãi dâng lên, giống như một đạo trường hồng từ xa xa kéo dài tới một đường trải tới phía dưới bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân vô số thần ma đạp trên trường hồng tiến ra nên tiếp kim cung cười vang nói phu thê dịch tiên sinh đại giá quan lâm trên dưới kim đề thị ta không khỏi vui mừng dịch tiên sinh mời đám thần ma đứng sừng sững hai bên đạo trường hồng đạo âm du dương biến thành một bài thần khúc Mấy con hắc kỳ lân kéo theo Bảo Liễn từ từ tiến vào Thánh địa Kim Đề thị, Tiên Thiên cung, Tiên Thiên Đế quân sai người triệu Tử Quan quân vương tới, đưa cho Tử Quan quân vương một phần tình báo, nói: "Tử Quan, ngươi xem đi." Tử Quan quân vương đón lấy tình báo nhìn lại, thoáng ngẩn người, bật cười nói: "Dịch Tiên sinh vậy mà đã đi thiên hà, lại thành thân với thiên nữ Âm Khang thị, đã trở thành cô gia của Âm Khang thị. Thủ đoạn của hắn thật lợi hại a." À? Tiên thiên đế quân khẽ cao mày, nói. Ngươi chọc giận hắn, hiện tại hắn chạy tới âm khang thị, cưới hòn ngọc quý của âm khang thị, không muốn trở về rồi. Hiện tại phải làm gì đây, đế quân không cần ưu phiền, tử quan quân vương mỉm cười, nói. Trước lạnh nhạt hắn mấy ngày. Nếu hắn muốn kiến công lập nghiệp, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về, đột nhiên lại có thần ma báo lại, dâng lên tình báo. Tiên thiên đế quân mở ra xem, lại đưa tình báo cho tử quan quân vương mỉm cười nói hiện tại ngươi nói thế nào tử quan quân vương lại ngẩn ra chỉ thấy trên tình báo nói lại chuyện tình chung nhạc và âm phần huyên đánh bại đám người thiên huyền tử tương tôn công hai vợ chồng được công nhận là đệ nhất thần minh đám người văn ngọc điện hạ ra sức lôi kéo tử quan quân vương mỉm cười nói đế quân hắn là muốn mượn chuyện này trở thành bàn đạp để tiến thân trước không cần để ý tới hắn nếu tới mời hắn hắn tất nhiên sẽ áp chế đế quân thu lấy càng nhiều chỗ tốt tiên thiên đế quân cao mày nói ta lo lắng hắn sẽ bị những thế lực khác lung lạc mất hiện tại hắn đã là cô gia của âm khang thị âm khang thị chính là đế tộc mặc dù nay không bằng xưa nhưng vẫn như cũ không phải tầm thường trọng dụng hắn là chuyện tất nhiên tử quan quân vương nói hiện tại mời hắn trở về hắn tất nhiên sẽ kiêu ngạo bức người lại qua hai tháng tiên thiên đế quân lại sai người triệu tử quan quân vương tới, nói. Dịch tiên sinh đã đi kim đề thị, thần ma kim đề thị nên tiếp ba ngàn dặm. Tử quan, ngươi nói thế nào? Tử quan quân vương ngẩn ngơ, cười lạnh nói. Dịch tặc hai lòng ba dạ, hiện tại muốn đầu nhập vào kim đề thị rồi. Tiên thiên đế quân lắc đầu, nói. Hắn chỉ lưu lại kim đề thị mười ngày, sau đó đã đi chu tương thị. Tử quan quân vương lại ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói lại nhìn thêm mấy ngày nữa, lại qua thêm nửa tháng, tiên thiên đế quân lại triệu hắn tới, nói. Chu Tương Thị nên tiếp hắn ngoài ba ngàn dặm, thanh thế cực kỳ long trọng. Tử quan, ngươi nói thế nào, tử quan quân vương nhắm mắt nói. Dịch giang, ba đời nghịch tặc. Hắn tự cho mình là kỳ tài, chuẩn bị hàng bán ba nhà, không có nửa điểm trung tâm với đế quân, tiếp qua nửa tháng, lại có tin tức truyền tới. Tiên thiên đế quân nói hắn đi đề đỉnh thị tràn diện đề đỉnh thị nên tiếp còn long trọng hơn so với chu tương thị dịch nghịch hàng bán bốn nhà đầu cơ tích trữ hành vi đáng ghét tử quan trung ương thị cũng là dùng đại lễ đối đãi hắn lão tộc trưởng trung ương thị đích thân tiếp kiến hắn nói tất xưng hắn là tiên sinh dịch tặc hàng bán năm nhà trung ương thị chỉ là nhìn ở thế lực của âm khang thị cũng không phải hắn thật sự có tài năng đế quân an tâm một chút chớ nóng hắn tất sẽ ngoan ngoãn trở về Cuối cùng, tiên thiên đế quân rốt cuộc cũng ngồi không yên, triệu tử quan quân vương tới, nói. Tử quan, tên dịch tặc, dịch giang, dịch nghịch đầu cơ tích trữ này hiện tại sau khi đã đi qua hơn 20 cái đế tộc, lại muốn đi đế minh thị rồi. Sau khi đi đế minh thị, hắn sẽ đi thiên đình rồi. 24 đế tộc đối với hắn đều là dùng đại lễ đối đãi. Nếu ta vẫn như cũ ngồi yên đợi hắn trở về, vậy cũng sẽ không đợi được nữa rồi hắn đi đế minh thì ngược lại không có gì đi tới thiên đình chính là có đi không về thiên đế làm sao có thể thả hắn rời đi ngươi nói bây giờ nên làm thế nào cho phải tử quan quân vương không còn nóng nảy như những lần trước nữa thử dò xét hỏi đế quân cho rằng nên làm thế nào tiên thiên đế quân nói hắn là do ngươi chọc giận bỏ đi tự nhiên là ngươi mời hắn về tử quan quân vương nhất thời đau đầu nói ta đi mời hắn chỉ sợ hắn không chịu trở về, không chừng còn muốn châm chọc khiêu khích ta nữa. Chuyện này còn xin đế quân phối hợp, còn cần y kỳ đứng ra mới được, Tiên Thiên Đế quân mỉm cười, nói: "Ngươi sớm biết có ngày hôm nay, khi đó cần gì đi chọc giận hắn?" Tử Quan quân vương có chút thẹn thùng, nghiêm mặt nói: "Ta vốn không biết năng lượng của hắn lại lớn tới như vậy. Hiện tại hắn khoái động phong vân đế tinh, mới biết cái danh tiên sinh này hoàn toàn xứng đáng." Nếu hắn có thể toàn tâm toàn ý phụ tá đế quân, đại sự của đế quân liền có thể thành. Chỉ là ta vẫn như cũ lo lắng hắn có mưu đồ khác, bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân từ từ tiến về phía lãnh địa của đế minh thị. Trên bảo liễn, âm vân khang đầy mặt vinh quang. Mấy ngày nay, vị lão ma hoàng này được các đại đế tộc dùng đại lễ tiếp đãi đã gặp qua không biết bao nhiêu cường giả, trong đó thần hoàng, ma hoàng đều là bình thường. Quan trọng nhất chính là cũng không thiếu tạo vật chủ xưng huynh gọi đệ với hắn, thảo luận đạo pháp thần thông với hắn, có thể nói là cực kỳ vinh quang. Lần này chung nhạc giống trống khu chiên, lần lượt bái phỏng 24 đế tộc, âm phần huyên đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, đều là trân bảo lấy được từ thiên hà. Tặng ra những lễ vật này, các tộc cũng trả lại lễ vật, thu hoạch có chút kinh người. Thậm chí so với lễ vật mà bọn họ mang tới còn quý trọng hơn, còn nhiều hơn đây cũng là một khoản tài phú kinh thiên trung nhạc và âm phần huyên ngồi ở bên trong thùng xe hai vợ chồng đều đang tiến hành tu luyện âm phần huyên mở mắt ra quan sát trung nhạc mấy năm nay trên đường bái phỏng các đại đế tộc trung nhạc cũng vẫn không ngừng chuyên cần hiện tại đã tu thành ba loại đại đạo tiên thiên thái dương tiên thiên thái âm tiên thiên lôi đình khí tức càng lúc càng thâm thúy tu vi cũng là tăng nhiều mà trong thời gian mấy năm này âm phần huyên cũng đã đạt tới cảnh giới thần minh viên mãn đột phá thiên thần cũng là dễ như trở bàn tay, tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo có chút khó có thể đột phá. So với dự liệu của ta còn gian khổ hơn rất nhiều, chung nhạc mở mắt ra, khẽ nhíu mày, suy tư nói. Không thể tu thành hai loại đại đạo tiên thiên này, tiên thiên dịch khí sẽ không thể đại thành, luyện thành tiên thiên dịch đạo. Chỉ là hai đạo thần ma, đồ vật bao quát trong đó thật sự rất nhiều, quá phức tạp, có chút khó có thể thành tựu. Tân hỏa, ngươi có biện pháp nào luyện thành hai loại đại đạo này hay không? Tân Hỏa bình thản nói. Xem tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, trong lòng chung nhạc chấn động một cái. Tân Hỏa tiếp tục nói. Tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo bao quát quá nhiều, bao quát vạn tượng. Nghĩ muốn thành tựu, nhất định phải xem đế. Mà muốn thành tựu tiên thiên, thì cần phải xem tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, nghiên cứu bọn họ mới có thể khiến cho hai đạo thần ma của ngươi nhanh chóng thành tựu tiên thiên tiên thiên thần đế ta thật ra là nhận thức một vị chính là thần hậu nương nương nhưng đi nơi nào tìm một vị tiên thiên ma đế chung nhạc suy tư trong lòng đột nhiên khẽ động một tiên thiên rốt cuộc là tiên thiên thần hay là tiên thiên ma thần cô gia tiểu thư sắp tới lãnh địa của đế minh thị rồi bên ngoài vang lên thanh âm của âm vân khang chung nhạc nhìn về phía âm phần huyên mỉm cười nói tử quan quân vương và nhân mã của tiên thiên cung sắp tới rồi âm phần huyên nghi hoặc hỏi ngươi như thế nào liệu định tử quan quân vương sẽ tới nếu hắn không tới thì sao chung nhạc cười vang nói nếu hắn không tới vậy ta liền tiến vào đế minh thị tương lai tiến vào thiên đình phong hầu bái tướng trong thiên đình toàn lực phụ tá thiên đế tiêu diệt tiên thiên cung bắt sống tử quan tiểu nhi âm phần huyên thoáng ngẩn người đột nhiên từ thiên ngoại chợt vang lên thanh âm, buồn bực nói. Dịch tiên sinh, vì sao lại đại nộ như vậy? Ngươi muốn mắt sống ta làm gì chứ? Tử quan tới đây nên tiếp tiên sinh hồi cung A, chung nhạc khẽ mỉm cười, ngồi ở trong xe hỏi ngược lại. Tiên thiên cung thì liên quan gì tới ta? Sao ta lại phải trở về? Thanh âm tử quan quân vương vang lên, nói. Tử quan tới đây bồi tội. Còn xin tiên sinh dời bước đi ra bảo liễn y kỳ ngươi cũng giúp ta nói tốt mấy câu a à. bên ngoài vang lên thanh âm viêm hoàng khương y kỳ có chút buồn chán nói dịch tiên sinh tử quan sư huynh chân tâm thành ý bồi tội ngươi ít nhiều gì cũng đi ra nhìn hắn một chút chung nhạc yên lặng không đáp cùng âm phần huyên cất bước đi ra bảo liễn chỉ thấy tử quan quân vương xuất lĩnh đám thần ma của tiên thiên cung thậm chí ngay cả tiểu công chúa mục thanh tuyền cũng mang tới đây tất cả mọi người đều không lưng đứng đó đứng trước bảo liễn, bộ dáng vô cùng lễ kính, chung nhạc lắc đầu, nói. Tử quan tiên sinh cần gì vẽ vời thêm chuyện. Người đố kỵ tài năng của ta, một lòng nghĩ muốn đánh đuổi ta, thậm chí không tiếc ám động sát tâm. Ta sao có thể không biết chứ? Hiện tại ta nổi danh khắp thiên hạ, 24 đế tộc thịnh tình tương thỉnh, ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, đều cao hơn tiên thiên cung rất nhiều. Thay vì lưu lại tiên thiên cung, ngày đêm lo lắng bị ngươi mưu hại, không bằng đơn giản đi ra ngoài. Thiên hạ to lớn nơi nào không phải là địa phương ta lập thân. Hơn nữa, thiên đế bệ hạ chiêu hiền đại sĩ, ta cần gì phải lưu lại tiên thiên cung. Tử quan tiên sinh, ngươi nghĩ thế nào? Tử quan quân vương cười ha hả một tiếng, không người nói. Học được đồ long kỹ, hàng bán đế hoàng gia. Đã gọi là đồ long kỹ, chém giết tự nhiên chính là thiên tử ta và ngươi đều có đồ long kỹ, không chém giết thiên tử, sao có thể thi triển hoài bảo trong lòng. Dịch tiên sinh, ngươi nghĩ thế nào, lời này của hắn vừa ra, sắc mặt đám người đều biến. Lời này đại nghịch bất đạo, nào chỉ là tạo phản. Quả thật chính là muốn lật trời, tuy nói âm phần huyên, âm vân khang từ lâu đã biết tiên thiên đế quân có lòng không thần phục thiên đế, nhưng lúc này nghe tử quan quân vương đích thân nói ra, vẫn là có cảm giác vô cùng rung động mà đám người một thanh tuyền mặc dù cũng biết tiên thiên cung và thiên đế không hợp nhau, nhưng nghe tử quan quân vương một câu một cái đồ long cũng đều cảm thấy màn tai ông ông chấn động, chung nhạc bất động thanh sắc, nói. Lương cầm chọn cành mà đậu, hiền thần chọn chủ phụng sự. Tiên thiên đế quân tin lời dèm pha của ngươi, không phải là lương chủ. Ngược lại, thiên đế chiêu hiền đại sĩ, thật ra là một lương chủ, tử quan quân vương than thở, ta mặc dù có chút nghi kỵ đối với ngươi nhưng đế quân lại nhiều lần tán dương ngươi đế quân đối với ngươi chính là vạn phần coi trọng lần này cũng là đế quân lệnh cho ta tới đây bồi tội như vậy còn không phải là lương chủ sao chẳng lẽ ngươi muốn đế quân tự mình tới mời ngươi mới tính là lương chủ sao nếu đã như vậy cho mời đế quân hắn không người đứng đó tiên thiên đế quân từ trong hư không cất bước đi ra hòa nhã nói dịch khanh Giữa ngươi và Tử Quan chỉ là tranh chấp nho nhỏ, mà Thiên Hạ mới chính là đại tranh đấu. Ngươi là cánh tay trái của ta, Tử Quan là cánh tay phải của ta, lo gì không thể đồ long. Dịch Khanh, theo ta trở về thôi, trong mắt Chung Nhạc lóe lên thần sắc cảm động, thần sắc đột nhiên khôi phục lại bình thường, nói: "Đế quân, ta muốn có quyền hành, không bị Tử Quan quản chế." Cho ngươi, Tiên Thiên Đế quân mỉm cười, nói: "Từ nay về sau, ngươi là tả quân vương của tiên thiên cung, tử quan là hữu quân vương, cũng là song quân vương, chung nhạc nói. Ta muốn cầm quân, tám ngàn phục hy không đủ, tiên thiên đế quân mỉm cười, nói. Cho ngươi, ngươi có thể tuyển nhận thần ma, tự lập thành quân. Dưới trướng ta có ba ngàn thần tộc, ma tộc, toàn bộ tùy ngươi chọn lựa chọn, gia nhập vào đại quân tiên thiên cấm quân, chung nhạc lại nói. Ta muốn ba đại chư thiên nhất đẳng, cùng với cơ duyên nhất đẳng trong chư thiên, tử quan quân vương khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tiên thiên đế quân mỉm cười, nói. Cho ngươi, tử quan quân vương thấp giọng nói. Đế quân, có hơi quá, tiên thiên đế quân mỉm cười, nói. Không quá đáng. Dịch Khanh Thân là cô gia của đế tộc âm khang thị, bảo bối gì mà không có. Chỉ riêng trên chiếc bảo liễn này đã có ba tòa chư thiên, cấp cho Dịch Khanh ba tòa chư thiên nhất đẳng, vẫn là đã ủy khuất dịch khanh rồi. Ta còn lo lắng dịch khanh có thể sẽ không vừa mắt nữa đây. Tử quan quân vương nhìn về phía chiếc bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân kia, quả nhiên nhìn thấy ba tòa chư thiên khảm nạm trên mui xe, trong lòng chấn động. Chiếc bảo liễn này thật sự xa hoa. Thời điểm đối địch, chỉ cần thúc giục ba tòa chư thiên, tạo vật chủ thông thường cũng khó có thể xâm phạm. Âm khang thị quả nhiên tài lực mạnh mẽ, chung nhạc liếc nhìn âm phần huyên một cái, nói, ta là ta nội tử là nội tử gia tộc của nội tử không quan hệ gì với ta cũng không quan hệ với tiên thiên cung ta cũng không mang theo âm khang thị đầu nhập vào đế quân tiên thiên đế quân khẽ nhíu mày nhưng tử quan quân vương đã truyền âm nói cho phép hắn chỉ cần hắn chịu trở về tiên thiên cung âm khang thị mặc dù không phải là thế lực của tiên thiên cung ta không giúp đỡ tiên thiên cung nhưng cũng sẽ giúp đỡ cô gia của âm khang thị đế quân ngươi nhìn xem âm khang thị đã có chân rồi tiên thiên đế quân nhìn về phía hai chân của âm phần huyên và âm vân khang nhất thời tỉnh ngộ gật đầu mỉm cười nói cho phép ngươi dịch khanh ngươi còn yêu cầu gì nữa không một yêu cầu cuối cùng nếu đế quân đồng ý ta liền trở về tiên thiên cung chung nhạc trầm ngâm trong chốc lát nói ta muốn quan sát chân thân của đế quân tu thành đại đạo tiên thiên thần ma Tiên thiên đế quân và tử quan quân vương nhất tề nhíu mày. Tiên thiên đế quân nhìn về phía tử quan, tử quan khẽ lắc đầu. Dịch khanh có thể đổi một điều kiện khác hay không? Tiên thiên đế quân dò hỏi. Trung nhạc lắc đầu, nói: Ta bị khốn tại cảnh giới thần minh, cho tới bây giờ vẫn chưa luyện thành đại đạo tiên thiên thần ma, không thể viên mãn. Nếu hữu quân vương của đế quân chỉ là một tôn thần minh, mặt mũi của đế quân cũng sẽ khó coi. Tiên thiên đế quân nhíu chặt cặp mày trầm ngâm không thể quyết định xem chân thân của hắn có khả năng tiết lộ bí mật của hắn mà loại tiết lộ này có thể là trí mạng tiên thiên thần ma hiển nhiên cường đại nhưng đều là ứng đạo sinh ra rất khó nhảy ra rào cản trói buộc của đại đạo bản thân ví dụ như tiên thiên thần sinh ra trong thái dương nếu bị người khác nhìn thấu xuất thân sẽ có thể dùng đại đạo đối ứng để phá tiên thiên thần thể của hắn đương nhiên tiên thiên thần ma cực kỳ cường đại nghĩ muốn thách chế bọn họ cũng là muôn vàng khó khăn nhưng cũng không phải không có khả năng chung nhạc muốn xem chân thân của hắn cho dù là tiên thiên đế quân cũng không thể không cân nhắc đắn đo đế quân những chuyện khác đều có thể đáp ứng duy nhất việc này không thể tử quan quân vương thấp giọng nói tiên thiên đế quân lại trầm ngâm trong chốc lát cuối cùng chậm rãi nói nếu dịch khanh muốn đột phá ta sao có thể không thành toàn dịch khanh ta cho phép ngươi xem chân thân của ta cặp mày tử quan quân vương nhíu chặt. Trung nhạc thì lại thở vào nhẹ nhõm, không người nói. Tham kiến bệ hạ, tiên thiên đế quân nâng hắn đứng dậy, mỉm cười nói. Dịch Khanh, hiện tại ngươi có thể cùng ta hồi cung rồi chứ, không thể, Trung nhạc miễn cười, nói. Bệ hạ đoạn hậu, tiên thiên đế quân thoáng ngẩn người, tử quan quân vương đã mỉm cười, nói. Trên đường chúng ta hồi cung tất có chặn dép, thiên đế và đế minh thị tuyệt không cho phép dịch tiên sinh trở lại tiên thiên cung tiên thiên đế quân nhất thời tỉnh ngộ mỉm cười nói được hai vị ái khanh đều là trợ thủ đắc lực của ta ta được hai vị tất sẽ được thiên hạ hắn cười ha hả một tiếng ẩn nấp vào trong hư không biến mất không thấy đâu nữa chung nhạc nhìn về phía âm phần huyên âm phần huyên mỉm cười nói Vân khang thúc ngươi mang theo bảo liễn trở về đi nói cho phụ thân ta biết, ta theo phu quân đi tới tiên thiên cung rồi, âm vân khang vội vàng nói. Cái này sao có thể được? Chiếc bảo liễn này là của hồi môn của tiểu thư, bảo vật trong xe cũng là của hồi môn của tiểu thư. Có như vậy, cả tới nhà bên chồng sẽ không bị nhà bên chồng kinh thường. Ta một mình trở về là được rồi, trong lòng chung nhạc khẽ động, tế ra âm thập huyền, miễn cười nói. Vân Khang thúc phụ, ngươi mang theo thập huyền trở về a à? Âm vân khang nhìn thấy âm thập huyền nhất thời kinh ngạc không thôi. Thất thanh nói: Cô gia đã cứu được thập huyền trở về từ khi nào? Âm phần huyên cũng là nghi hoặc không thôi, không biết chung nhạc cứu ra âm thập huyền lúc nào. Mấy năm nay chung nhạc cũng không có phóng xuất âm thập huyền, chính là lo lắng sẽ bị bọn họ đoán được là kẻ nào đã bắt cóc âm thập huyền. Tới hiện tại hắn mới phóng xuất vị thiên tài của âm khang thị này. Âm thập huyền hồi tỉnh lại, đầu óc vẫn là mờ mịt mơ mơ màng màng không biết vì sao chính mình lại xuất hiện ở nơi này. Hai chân hắn vẫn là đuôi cá, chung nhạc vẫn chưa mở ra phong ấn huyết mạch của hắn. Âm phần huyên vội vàng tra hỏi những kinh lịch của hắn. Âm thập huyền cố gắng hồi ức lại. Những ký ức từ thiên hà sông lên bờ, hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng sau khi sông lên bờ đã xảy ra chuyện gì, hắn lại không nhớ gì cả. Có mấy năm ký ức của hắn đã biến mất, vô cùng quỷ dị, ngươi đã bị một tên điên áo trắng bắt cóc. Âm Vân Khang nói. Mất tích rất nhiều năm, nhờ có cô gia cứu ngươi trở về, âm thập huyền không ngừng cảm ơn chung nhạc. Âm Vân Khang thấy tinh thần hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, mang theo hắn quay về thiên hà chi châu, ta tới đánh xe cho tiên sinh bồi tội, tử quan quân vương ngồi trên càng xe, mỉm cười nói. Trung nhạc và âm phần huyên leo lên bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân, bảo liễn lập tức xuất phát chạy về tiên thiên cung. Mà đám người tiểu công chúa Mục Thanh Tuyền thì đi theo bên cạnh xe. Bảo Liễn vừa mới chạy ra khỏi lãnh địa đế Minh Thị, đột nhiên thần quan ngập trời hàng lâm, Văn Ngọc Điện Hạ xuất lĩnh đám thần ma đế Minh Thị xuất hiện trước Bảo Liễn. Trung Nhạc bước ra Bảo Liễn nhìn lại, Văn Ngọc Điện Hạ không người, cười nói. Tiểu vương nhận được tin tức, tiên sinh sắp sửa quan lâm đế Minh Thị ta, vì vậy nhất mực cung kính chờ đợi đại giá. Sao tiên sinh đã tới nơi lại không vào? Để cho tiểu vương chờ đợi uổng phí một trận, Trung Nhạc chắp tay khách khí nói, điện hạ chớ trách ta được đế quân quan tâm đích thân mời về không thể đi gặp điện hạ được rồi văn ngọc điện hạ khẽ nhíu mày than thở tiên sinh có chí riêng của tiên sinh tiểu vương không dám miễn cưỡng chỉ mong tương lai thời điểm gặp lại còn có thể lưu lại một tia nhân tình điện hạ khách khí chung nhạc nhìn về phía đám thần ma sau lưng văn ngọc điện hạ chỉ thấy thần hoàng ma hoàng tạo vật chủ cũng không phải số ít đám cường giả này ai nấy cũng đều đang rụt rịch xúc động ánh mắt văn ngọc điện hạ rơi xuống trên người tử quan quân vương đang đánh xe khẽ ho khan một tiếng nói nhường đường không được cản đường của tiên sinh đám thần ma đế minh thị nhận lệnh nhường ra một con đường chung nhạc chắp tay cảm ơn quay vào trong bảo liễn chiếc bảo liễn chư thiên hắc kỳ lân nhanh chóng đi xa điện hạ dịch tiên sinh trở lại tiên thiên cung sợ rằng một tiên thiên sẽ có thêm một cánh tay đắc lực thậm chí âm khang thị cũng sẽ đầu nhập vào hắn. Một tôn tạo vật chủ khẽ nhíu mày, nói. Sao lại không? Văn Ngọc Điện Hạ lắc đầu, nói. Tử quan đang ở bên cạnh hắn, không tiện hạ thủ. Tử quan quân vương kẻ này đa mưu túc trí, nếu chúng ta tùy tiện động thủ, hơn phân nửa sẽ trúng kế của hắn, sợ rằng tất cả đều sẽ chết ở nơi này. Trở về, mời bệ hạ định đoạt, chư thần xưng vân, đi theo hắn trở về đế minh thị. Bảo liễn một đường tiến về phía trước, còn chưa đi ra đế tinh, đột nhiên chỉ thấy quan vũ ngập trời rơi lã tả xuống. Đám người bên cạnh xe ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hư không trút xuống từng mảnh từng mảnh thần quang, lúc sáng lúc tối, mơ hồ còn có thanh âm anh minh vang lên, tiếp tục đi, tử quan quân vương quát lớn, đám người vây quanh bảo liễn tiếp tục lên đường. Chỉ thấy đám quan vũ kia không ngừng rời xuống. Sau bên trong hư không, từng đám từng đám quan mang đủ loại màu sắc không ngừng phá vỡ hư không. Ngẫu nhiên còn có từng cổ từng cổ thân thể to lớn phá vỡ không gian, chỉ vừa mới hiện ra chút bóng dáng tay chân, liền đã bị lôi ngược trở về, lại đi thêm hơn nửa ngày, đột nhiên một cái đầu thật lớn từ trong hư không rơi xuống, lăn lông lốc trong tinh không, biến thành một khỏa tinh cầu thiêu đốt bay đi xa, tiếp theo, trên thiên không lại có tay cục chân cục rơi xuống. Sau đó là một cổ thân thể không đầu không tay không chân. Nhắc tới cũng kỳ quái, đám tay cục chân cục trên không trung kia không ngừng bò tới bò lui, bò tới trên cổ thân thể kia, bắt đầu lắp ráp lại. Kết quả tay chân gắn nhầm chỗ, một cái chân gắn lên trên cổ, một cánh tay gắn lên trên đùi, chỉ là không có cái đầu. Cổ thân thể không đầu này dùng cả tay lẫn chân, một đường điên cuồng lỗng nhổn bò đi xa. Trên không trung khôi phục lại bình tĩnh, lại qua thêm mấy ngày nữa, thiên địa đột nhiên một mảnh hôn ám, không nhìn thấy thiên tinh, không nhìn thấy nhật nguyệt. Trên không trung xuất hiện một tấm bạch phiên, mang theo một đóa quỷ hỏa, bay tới bay lui, không ngừng vây quanh chiếc bảo liễn. Tiếp theo, càng nhiều tấm bạch phiên nữa bay tới. Nhiều vô số kẻ bạch phiên dưới sự chiếu rọi của quỷ hỏa, không ngừng bay lượn xung quanh chiếc bảo liễn. Không trung còn vang lên từng tràng từng tràng quỷ khóc thần gào, vô cùng bi thảm, ngay cả đám lão quỷ của thiên đình cũng đều xúc động rồi. Dịch tiên sinh, xem ra thiên đế vô cùng xem trọng ngươi a à. tử quan quân vương lộ ra thần sắc kinh ngạc nói với chung nhạc trong xe chung nhạc đẩy cửa sổ xe ra nhìn lại chỉ thấy quỷ hỏa tầng tầng bạch phiên quanh quẩn trong bóng tối mơ hồ có mấy đạo thân ảnh đang tranh phong nhưng động tĩnh so với tràng chiến đấu cách đây không lâu kia thì nhỏ bé hơn nhiều tràng chiến đấu này lặng yên không một tiếng động chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có thân ảnh bay lượn giao thoa trong bóng đêm nhưng không có bất luận quan mang thần thông và uy năng gì truyền ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Qua một lúc sau, đột nhiên đám bạch phiên và quỷ hỏa nhau nhau bay đi, biến mất không còn, thiên địa khôi phục lại thanh minh. Tử quan tiên sinh, vừa rồi đó là, âm phần huyên nghi hoặc hỏi, đó là hữu thiên thừa của thiên đình, quỷ sư quỷ u minh, năm xưa chính là quân sư của thiên đế, tử quan quân vương mỉm cười, nói. Kẻ bị chém đứt đầu lúc trước, là thiên đình binh mã đại nguyên soái thần vũ bi vương hai người bọn họ một văn một võ là trọng thần của thiên đế thiên đế bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ sau khi dọn dẹp xong quỷ u minh và thần vũ bi vương con đường phía trước hẳn là sẽ bình tĩnh hơn nhiều rồi bảo liễn tiếp tục tiến lên trải qua mấy tháng lúc này mới về tới tiên thiên cung còn cách tiên thiên cung hơn vạn dặm đã thấy tiên thiên đế quân xuất lĩnh các lộ chư hầu thần hoàng tạo vật thiên chủ của tiên thiên cung cùng với rất nhiều thái tử, công chúa tới đây đón chào, thanh thế vô cùng to lớn, tử quan quân vương thấy thế, trong lòng thầm nghĩ. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước liền không bức hắn đi rồi. Hiện tại đế quân đối với hắn càng trọng dụng hơn, tên gian thần này tất nhiên là sẽ càng ngông cuồng ngang ngược hơn. Trung nhạc đi ra khỏi bảo liễn, bộ dáng nơm nớp lo sợ, lời nói và việc làm không hề mít lòng ai, bộ dáng không chút ngông cuồng ngang ngược tử quan quân vương hừ khẽ một tiếng cảm thấy cái tên này càng gian trá hơn hành vi cử chỉ vô cùng đáng ghét trung nhạc trở lại tiên thiên cung tiên thiên đế quân hạ chỉ phong trung nhạc làm tả quân vương ban thưởng thánh địa tấn vân ba tòa chư thiên nhất đẳng cùng vô số con dân các tộc trung nhạc cung kính tạ ơn xưng là dịch quân ngang vai ngang vế với tử quân được tiên thiên đế quân xem là phụ tá đắc lực trung nhạc chỉnh đốn thánh địa tấn vân triệu tám ngàn phục hy tới trấn thủ ba tòa chư thiên lưu lại trong bí cảnh nhất đẳng tu luyện khai phá cơ duyên nhất đẳng lại để cho chính vị thủ lĩnh phục khi bọn xích tùng đi tới thánh địa các thần tộc ma tộc dưới trướng tiên thiên đế quân tuyển chọn nhân tài tinh nhuệ xây dựng bát quân dưới trướng gồm càn quân khảm quân chấn quân tốn quân tấn quân ly quân không quân đoài quân đám thủ lĩnh phục khi bọn xích tùng bái chung nhạc làm chủ công xưng âm phần huyên làm chủ mẫu bắt đầu cắm rễ phát triển trong thánh địa tấn vân Chung nhạc bế quan nửa năm, truyền xuống cho bọn họ tám bức trận đồ, mệnh danh là bát trận đồ. Để cho binh nhung trưởng quản đệ nhất sát trận, thu y trưởng quản đệ nhị sát trận, hỏa dung trưởng quản đệ tam sát trận, ngu nhung trưởng quản đệ tứ sát trận, hoa vân trưởng quản đệ ngũ sát trận, thương nhai trưởng quản đệ lục sát trận, thái tuế trưởng quản đệ thất sát trận, lê hoa trưởng quản đệ bát sát trận, chủ công, còn ta thì sao, xích tùng không được phân trưởng quản bất luận sát trận gì, trong lòng không khỏi khó chịu vội vội vàng vàng chạy tới tìm chung nhạc hỏi ngươi trưởng quản tổng thể bắt trận đồ thống hợp quy nhất chung nhạc mỉm cười nói xích tùng nhất thời đại hỷ vội vàng tạ ơn các ngươi ngày đêm tế luyện trận đồ mượn lực lượng chư thiên ta cấp cho các ngươi bảo vật bên trong chư thiên cũng mặc cho các ngươi thu lấy thuận tiện cho các ngươi có thể thỏa thích đề thăng uy năng của trận đồ sớm ngày kiến thành chiến lực chung nhạc dặn dò đám người xích tùng ngày đêm thao luyện bát quân, dẫn tới lực lượng chư thiên, bảo vật chư thiên, dung luyện vào trong trận đồ. Toàn thể thánh địa tấn vân một mảnh đèn đuốc huy hoàng, bát trận đồ được tế luyện được càng lúc càng cường đại hơn, âm phần huyên cũng bế quan, trùng kích cảnh giới thiên thần. Đợi tới lúc nàng thành tựu thiên thần xuất quan, chung nhạc sớm đã an bài thỏa đáng, đứng dậy đi tới tiên thiên cung, cầu kiến tiên thiên đế quân, dịch khanh, lần này ngươi tới đây là muốn xem chân thân của ta. Tiên thiên đế quân mỉm cười, hỏi. Trung nhạc gật đầu, nói. Kính xin bệ hạ thành toàn, ngươi đi theo ta. Tiên thiên đế quân dẫn hắn tiến sâu vào trong tiên thiên cung, mỉm cười nói. Năm xưa tu luyện hai đạo thần ma cực kỳ nguy hiểm, khó có thể thống hợp lực lượng thần và ma, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, cũng rất dễ bị đối thủ khắc chế, đảo loạn tu vi thần ma. Dịch Khanh, ngươi chuyển thế trở lại, có thể nói là đã sống lại đúng thời điểm hiện tại lục đạo luân hồi xây dựng xong không còn giống như lúc trước thần ma không thể nhất thống lưu lại sơ hở trong lòng chung nhạc khẽ động minh bạch ý tứ của hắn đúng thời điểm mà tiên thiên đế quân vừa mới nói kia chính là chỉ lục đạo luân hồi đã xây dựng tu vi thần đạo và tu vi ma đạo có thể mượn lục đạo luân hồi để chuyển hóa lẫn nhau trong bí cảnh đạo nhất đã có thần nhân bàn cổ sẽ có thể khiến cho tu vi thần đạo chuyển hóa thành tu vi ma đạo cũng có thể khiến cho tu vi ma đạo chuyển hóa thành tu vi thần đạo, chung nhạc nghịch chuyển khí tiên thiên trong cơ thể cũng là đạo lý đồng dạng. Bất quá, loại chuyển hóa này có khuyết điểm, đó chính là trong lúc chiến đấu, muốn chuyển hóa cần có thời gian, rất dễ dàng tiêu mất tiên cơ, mà tiên thiên đế quân cho rằng hắn chính là dùng loại thủ đoạn này, lại không biết hắn dùng lại là thần ma thái cực đồ, khiến cho thần đạo và ma đạo đồng thời cùng tồn tại, tương hỗ lẫn nhau đám lão bảo thủ trong vũ trụ cổ lão kia vẫn khăng khăng tuân theo di huấn viễn cổ từ thời cổ lão ăn no không tiêu gian ngoan bất linh cho rằng thần tộc và ma tộc không thể cùng tồn tại nhất định phải đấu cái ta sống ngươi chết đều là một đám gia hỏa đã định trước là sẽ bị đào thải tiên thiên đế quân hào khí vạn trượng cười hắc hắc nói đương kim thiên đế không được hắn vốn không có bất kỳ hùng tâm tráng chí gì chỉ biết cố thủ ba ngàn lục đạo giới và tinh vực tử vi bình bình an an làm thiên đế của hắn. Mà ta lại bất đồng, ta muốn đem vũ trụ cổ lão cũng nhét vào bản đồ, làm một thiên đế chân chân chính chính, thân thể chung nhạc chấn động, so với đương kim thiên đế, tiên thiên đế quân quả thật càng có phong thái hơn, càng có hùng tâm tráng trí hơn. Dịch Khanh, ngươi giúp ta leo lên đế vị, ta tuyệt sẽ không chim chết bể cung, bởi vì ta còn cần ngươi giúp ta bắt lấy toàn bộ vũ trụ cổ lão. Hắn sải bước đi vào chỗ sâu nhất trong tiên thiên cung, chỉ thấy phía trước có tầng tầng phong ấn phong cấm, dày dày đặc đặc chi chi chít chít. Tiên thiên đế quân mở ra tầng tầng phong ấn phong cấm, phất tay một cái, trong bóng tối nhất thời đại phóng quang minh, dị thải lộ ra cực kỳ chói mắt. Ngươi muốn xem chân thân ma đạo của ta, đây chính là chân thân ma đạo của ta, toàn thân chung nhạc đại chấn. Chỉ thấy trong tầng tầng phong ấn kia, địa phương quang mang chiếu rọi, một vị mục tiên thiên khác đang phiêu phù ở nơi đó. Khí hỗn độn cuồn cuộn ba động, bao phủ toàn thân hắn. Ma khí trầm trọng vô cùng đáng sợ, vô cùng vĩ ngạn, chung nhạc quay đầu lại, nhìn về phía một tiên thiên bên cạnh chính mình. Chỉ thấy toàn thân vị tiên thiên đế quân này quang minh chiếu rọi, thần uy ba động, chính là tiên thiên đế quân thần đạo. Tiên thiên đế quân quang minh vĩ ngạn là tiên thiên thần, mà một tiên thiên trong phong ấn kia lại là hắc ám thâm thúy, chính là tiên thiên ma thần, hai vị mục tiên thiên, trong đầu chung nhạc ầm vang không ngờ lại có tới hai mục tiên thiên một người đại biểu cho quang minh một người đại biểu cho hắc ám tiên thiên đế quân bên cạnh hắn bật cười ha hả cất bước đi vào tương dung với một cái chính mình khác hai cổ nhục thân tiên thiên dung hợp biến thành một thể chung nhạc nhìn thấy hắn có tới hai khuôn mặt một trước một sau hắn rốt cuộc là tiên thiên thần hay là tiên thiên ma thần trong lòng chung nhạc ầm ầm chấn động thần ma khó lưỡng toàn từ xưa tới nay cả hai khó có thể cùng tồn tại thần và ma trời sinh chính là đối địch nhất là tiên thiên thần và tiên thiên ma lại càng là không đội trời chung tiên thiên thần ma chính là đại biểu cho lực lượng tinh thuần đại đạo tinh thuần làm sao có thể sinh ra tồn tại thần ma một thể ví dụ như nguyệt thần là do chúng sinh gửi gắm hết thảy những nguyện vọng xinh đẹp nhất mà sinh ra ví dụ như thái dương thần là do chúng sinh gửi gắm hết thảy những nguyện vọng quang minh nhất mà sinh ra mà thái dương ma thần thì là do chúng sinh gửi gắm hết thảy những nguyện vọng hắc ám nhất mà sinh ra thần và ma vốn đối lập chính là do nguyên nhân này tiên thiên thần và tiên thiên ma thần không có khả năng cùng tồn tại bởi vậy từ xưa tới nay bọn họ chính là tồn tại đối lập lẫn nhau đây chính là thường thức theo chung nhạc biết thế gian này hẳn là chưa từng có tiên thiên thần thần ma một thể xuất hiện nhưng hiện tại nhìn thấy tiên thiên đế quân thường thức của hắn cũng không khỏi trở nên dao động tiên thiên đế quân làm cách nào sinh ra là thiên địa sinh ra hay là dựa vào chúng sinh tế tự mà sinh ra nếu là chúng sinh tế tự mà sinh ra vậy làm sao lại đảng sinh ra tiên thiên thần nửa thần nửa ma lẽ nào chúng sinh sẽ đồng thời gửi gắm hết thảy những nguyện vọng quang minh và hắc ám nhất vào cùng một đối tượng sao còn nếu là thiên địa sinh ra vậy địa phương nào sẽ đồng thời có được quy tắc thiên địa thần đạo và ma đạo hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là Chân thân ma đạo của Tiên Thiên Đế Quân mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Chân thân ma đạo của hắn có được đại đạo cực kỳ cao cấp, thậm chí khiến cho đồ đằng ma đạo và tu vi ma đạo trong cơ thể trung nhạc có một loại cảm giác muốn thần phục, không tự chủ được nghĩ muốn thần phục hắn. Loại cảm giác này, trước giờ trung nhạc chưa từng gặp qua, ma chủ. Đây là một tôn Tiên Thiên ma chủ, trong lòng hắn rung động tột đỉnh. Cái gọi là ma chủ là ma đạo chi chủ. Nguồn gốc của hắn cũng có hai loại, một loại là tiên thiên sinh ra, phải là ma địa thuần túy do thiên địa tự nhiên sinh ra mới có thể dựng dục ra, trời sinh liền có thể trưởng khống ma đạo. Một loại khác yếu nhược hơn một chút, chính là chúng sinh triều bái ma thần, sùng bái ma thần mà sinh ra. Chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân rốt cuộc là loại nào? Chân thân ma đạo của hắn là tiên thiên ma chủ, vậy chân thân thần đạo của hắn nhất định là tiên thiên thần chủ như vậy mới có thể thần ma cân bằng chung nhạc có chút mê muội tiên thiên thần chủ tiên thiên ma chủ đều là tiên thiên thần ma cực kỳ hiếm thấy cực kỳ hiếm có tiên thiên thần ma hiếm thấy như vậy cùng tập trung vào một thân làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này tiên thiên đế quân nhìn thấy biểu tình hắn tràn đầy mê hoặc vô cùng hài lòng mỉm cười nói dịch khanh còn nhớ không vừa rồi ta nói qua với ngươi đám lão bảo thủ trong vũ trụ cổ lão kia còn ôm lấy tâm tính thần ma bất lưỡng lập bọn họ ăn no không tiêu đã định trước là sẽ bị đào thải ta có thể nói ra những lời này nguyên nhân chính là bởi vì ta sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ thường thức thần ma bất lưỡng lập chung nhạc cuối cùng cũng biết rõ tiền vốn để tiên thiên đế quân tranh đoạt đế vị với thiên đế sợ rằng ngay cả thiên đế cũng không biết hắn là một thân hai mặt đồng thời có được hai chân thân thần đạo và ma đạo hằng ngày ở bên ngoài hành tẩu bất quá chỉ là chân thân thần đạo của hắn mà thôi nếu chân thân thần ma của tiên thiên đế quân hợp thể thực lực của hắn sẽ cường đại tới mức nào nếu hắn đột phá thành đế sợ rằng thực lực của hắn sẽ có thể dễ dàng đánh bại thiên đế rồi a à. sở dĩ cho tới bây giờ thiên đế vẫn không có động thái gì là vì hiện tại hắn còn có thể đánh thắng tiên thiên đế quân cho nên hắn mới không vội mà chỉ đợi cơ hội tiên thiên đế quân phạm phải sai lầm nào đó nhưng nếu hắn biết được tiên thiên đế quân một thân hai mặt chỉ sợ sớm đã nhịn không được động thủ từ lâu rồi thần ma có thể cùng tồn tại trên người ta có thể sinh ra ta tự nhiên thần ma có thể cùng tồn tại cái gọi là thần ma bất lưỡng lập hẳn là nên bị quét vào trong góc lịch sử rồi tiên thiên đế quân mỉm cười nói sự xuất hiện của ta chính là đã quyết định vũ trụ cổ lão cũng phải nằm dưới sự thống trị của ta chung nhạc hít mạnh một hơi thật dài trầm giọng nói bệ hạ đã định trước sẽ là thiên đế. Đương kim thiên đế chỉ là tu hú chiếm tổ chức chòe mà thôi, lời này của hắn cũng không tính là hoàn toàn trái lương tâm. Nếu tiên thiên đế quân đã tập hợp thần ma vào một thân, quả thật là có khả năng thống nhất các tộc thần ma. Mà có thể làm tới một bước này, liền nhất định sẽ là thiên đế. Hơn nữa, tiên thiên đế quân còn có hồng tâm tráng trí của chính mình. Lúc này, tiên thiên đế quân đột nhiên một phân thành hai, lưu lại chân thân ma đạo của chính mình mỉm cười nói dịch khanh ngươi cứ việc lưu lại nơi này quan sát đợi sau khi ngươi tu thành tiên thiên ma đạo cứ việc trực tiếp rời khỏi nơi này là được những phong ấn phong cấm này sẽ không ngăn cản ngươi chung nhạc không người tạ ơn tiên thiên đế quân một mình đi ra chung nhạc thì ngồi xếp bằng xuống tinh tế quan sát chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân ký hỗn độn xoay tròn bay lượn quanh thân thể tôn ma thần cảnh giới đế quân này chui vào chui ra, giúp hắn ngưng thực chân thân ma đạo, đề thăng tu vi pháp lực của hắn, Tiên Thiên Ma chủ, Tiên Thiên thần chủ. Mục Tiên Thiên rốt cuộc là sinh ra như thế nào, trong lòng chung nhạc khó có thể bình tĩnh. Mục Tiên Thiên thật sự quá đáng sợ rồi. Sau khi hắn trở thành Thiên đế, chỉ sợ chính là tồn tại vô địch trong đế cảnh. Chính mình phụ tá một tồn tại đáng sợ như vậy, tương lai thật sự có thể lật bàn, kéo Tiên Thiên đế quân xuống ngựa sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, vứt bỏ hết thảy mọi tạp niệm, rút ra tất cả mọi cảm giác đau đớn của chính mình, tâm niệm khẽ động, nhiều vô số kẻ phân thân nhau nhau đi ra, giống như một đám kiến cần lao ào ào bay lên, leo lên các nơi trên thân thể chân thân ma đạo của một tiên thiên, tinh tế nghiên cứu, suy tính, đi lai giống, có phân thân chung nhạc vui sướng kêu lên, chạy nhanh ra ngoài, chung nhạc phất tay tiêu diệt những phân thân không nghe lời, thu hồi vào trong cơ thể, bản thân thì ngồi ngay ngắn bất động rất nhanh vô số kiến giải phức tạp ào ào xuất hiện tiến nhập vào đại não hắn tu vi thực lực chân thân ma đạo của tiên thiên đế quân so với những tiên thiên thần mà phong hiếu trung lấy được khi còn sống còn cường hoành hơn kiến giải ma đạo ẩn chứa trong đó cũng vô cùng cao thâm đám phân thân chung nhạc nghiên cứu các loại ảo diệu trong nhục thân hắn mà bản thân chung nhạc thì xem khí của hắn xem thần của hắn bắt giữ thần vận của hắn mỗi người đều có phân công bất đồng chân thân ma đạo của một tiên thiên chính là ma chủ tiên thiên ma đạo mà hắn tu thành cũng có rất nhiều cực kỳ phức tạp cho dù trung nhạc có được nhiều vô số kể phân thân cho dù năng lực thôi diễn của hắn mạnh mẽ tới mức kinh người cũng cần tốn hao thời gian mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể phân tích hết một lần đại đạo của chân thân ma đạo này mà một tiên thiên hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy đi nghiên cứu chính mình hơn nữa bản thân trung nhạc cũng không có thời gian lâu như vậy hắn nhất định phải nhanh chóng tu thành tiên thiên ma đạo sau đó lại tới tìm thần hậu nương nương tu thành tiên thiên thần đạo như vậy mới có thể tu thành tiên thiên dịch đạo thành tựu thiên thần tân hỏa nói nếu ta muốn tu thành tiên thiên thần đạo và tiên thiên ma đạo cần phải xem tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế chữ xem này dùng thật tốt thâm ý sâu sắc điểm then chốt cũng là trên chữ xem này chữ xem này hiển nhiên không phải là xem trong nhìn xem mà là xem bản nguyên của hắn xem thần vận của hắn, xem đại đạo của hắn, cần dùng tâm để xem, dùng thần để xem, chung nhạc mặt cho đám phân thân của chính mình bận rộn thôi diễn, mà chính mình thì nhắm cặp mắt lại, tinh tế cảm ứng chân thân ma đạo, hắn dùng tâm nhãn để nhìn, chỉ thấy chân thân ma đạo của một tiên thiên biến mất, thay vào đó là một đoàn ma tính vô cùng nồng đậm, hắn cảm ứng được đại đạo nội tàng trong ma tính. Cái gọi là ma đạo, đều là biểu hiện của ma tính, chung nhạc tinh tế cảm ứng, dùng tâm dùng thần đi thể hội loại ma tính này, xem ma tính mới là điểm then chốt để tu thành tiên thiên ma đạo, mà đi lĩnh ngộ tiên thiên ma đạo của một tiên thiên chỉ là bỏ gốc tìm ngọn mà thôi, chung nhạt nhất thời tỉnh ngộ. Nhiều vô số kẻ phân thân đột nhiên nhao nhao rơi xuống, ngồi xếp bằng xung quanh chân thân ma đạo của một tiên thiên, mỗi người đều nhắm cặp mắt lại, dụng tâm cảm ngộ, dụng tâm lĩnh hội ma tính vô cùng nồng đậm kia, đó là một loại tinh thần vô cùng thâm trầm vô cùng thâm thúy, là đại biểu cho sự phá hoại của thiên địa tự nhiên. Nhỏ từ thiên tai, địa chấn, lôi hỏa, hồng thủy, biển động, lớn tới chủng tộc diệt tuyệt, nhật diệu, nguyệt tịch, tinh bạo, tinh toái, tinh hà thôn vệ, tinh hệ tử vong, vũ trụ héo rũ, đều là ma tính của thiên địa. Lĩnh hội được loại ma tính này mới có thể tu thành tiên thiên ma đạo, chung nhạc và vô số phân thân đều có thu hoạch riêng sau đó thu hoạch của mỗi người lại biến thành tri thức vô cùng vô tận tập hợp lại trong bản thể của hắn thấu hiểu quán thông hòa làm một thể các loại các dạng văn lộ đồ đằng hủy diệt trong tiên thiên ma khí của hắn cứ như vậy tự nhiên sinh ra tự nhiên hình thành các loại văn lộ đồ đằng thiên tai các loại văn lộ đồ đằng địa chấn các loại văn lộ đồ đằng lôi hỏa còn có các loại đồ đằng nhật diệu nguyệt tịch tinh bạo đều tự mình sinh ra tự mình hoàn thiện khiến cho tiên thiên ma khí của hắn càng lúc càng phong phú, dần dần tiếp cận tiên thiên ma đạo, hắn trầm lặng đã tọa, gần 10 vạn phân thân cũng trầm lặng đã tọa, bao vây chân thân ma đạo của một tiên thiên nước chảy không lọt, không cầu ma đạo của hắn, chỉ cầu căn bản của hắn, chỉ cầu gốc, không cầu ngọn, hắn một lần đã tọa này chính là mấy tháng trời đằng đẵng, ma tính trong cơ thể cũng càng lúc càng trầm trọng, càng lúc càng mạnh mẽ, trong nội tâm tràn đầy cảm xúc hủy diệt. Loại cảm xúc này càng lúc càng khó có thể áp chế, càng lúc càng có một loại xung động muốn phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đột nhiên, một cổ phân thân của Chung Nhạc chợt phát ra một tiếng gào thét, ánh mắt lóe lên quang mang điên cuồng, tràn ngập hủy diệt, giết. Hắn gầm lớn một tiếng, phóng người bay thẳng lên không trung, toàn thân sát khí đằng đằng, muốn xông thẳng ra bên ngoài. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, thu hồi cổ phân thân này. Cổ phân thân này đã bị ma tính khống chế, biến thành ma đầu loại ma này, không phải là ma mà ta muốn theo đuổi. Ma mà ta muốn theo đuổi là tâm là ma, nhưng thần vẫn là ta, cũng không bị ma tính khống chế. Trung nhạc vừa mới nghĩ tới đây, lại có mười mấy cổ phân thân nữa bị ma tính khống chế. Trung nhạc nhất nhất thu hồi những phân thân này. Đột nhiên, toàn bộ đám phân thân nhất tề đại loạn, nhao nhao lao thẳng về phía hắn, gặm nhắm nhục thân hắn, cắn xé nguyên thần hắn, ăn tươi hắn. Chúng ta tự lên làm chủ. Trung nhạc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho đám phân thân gặm nhắm chính mình, tiếp tục cảm ngộ ma tính của tiên thiên đế quân. Trong khoảnh khắc, mười vạn phân thân của hắn đã gặm cắn hắn đến mình đầy thương tích, vết thương sâu tới xương, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng bị đám phân thân này cắn xé, ăn tươi. Cũng không thiếu phân thân nằm lên người hắn uống máu, từng ngụm từng ngụm mà uống, Trung nhạc vẫn như cũ ngồi yên bất động. Trên người hắn mất một miếng thịt liền mọc ra một miếng, nguyên thần bị cắn xuống một khối cũng liền mọc ra một khối. Máu tươi bị uống đi cũng không ngừng tự mình sinh sôi ra, mười vạn phân thân kia ăn uống tới mức cái bụng phình to lên, cuối cùng cũng ăn không vô nữa, nhao nhao hét lớn. Đi dứt sạch tất cả sinh linh trong thiên hạ, dứt lời, vô số phân thân của chung nhạc nhao nhao lao thẳng ra ngoài, ầm ầm đánh ra đủ các loại thần thông, cười lạnh nói. Thiên địa không sinh không dưỡng. Đạo Pháp không sinh không dưỡng đánh cho toàn bộ chúng sinh thiên địa này chết sạch chết sẻ trở về đi các ngươi đều là ta đều đã bị ma tính khống chế các ngươi đã thua rồi đã bại bởi ma tính cho nên khó có thể vấn đỉnh đại đạo ma chủ ta muốn biết sau khi thu hồi đám phân thân đã bị ma hóa các ngươi vào cơ thể sẽ có thể ma hóa đạo tâm của ta hay không ta có bị đánh bại hay không tâm niệm chung nhạc khẽ động mười vạn chung nhạc ma hóa nhất tề bay tới nhao nhao biến mất vào trong thân thể hắn, không thấy đâu nữa. Mười vạn ma đầu này là mười vạn loại ma tính, đều có một phen kiến giải, hiện tại bị hắn thu hồi và bản thể, nhất thời mười vạn ma tính bạo phát. Thân thể chung nhạc không ngừng chấn động, gào thét một tiếng, cặp mắt trở nên đen sẫm như mực, không tìm được bất kỳ một tia quang minh nào. Ma tính trong mắt chung nhạc càng lúc càng nặng, đó là một mảnh hắc ám thôn phệ hết thảy, cho dù là quan tuyến bắn vào cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ không thể chiếu rọi ra bất kỳ vật gì. Mười vạn loại ma tính đủ các loại trong nháy mắt liền công chiếm đạo tâm của hắn, khiến cho đạo tâm vốn dĩ tinh thuần không tì vết của hắn có thêm mười vạn loại ý niệm tà ác, đi ngủ âm phần huyên. Đã thành thân rồi mà không ngủ, chẳng phải là thua thiệt lớn rồi sao, nếu nàng không chịu thì mạnh mẽ đẩy ngã. Đánh không lại nàng thì hạ thuốc nàng A. Đánh lén nàng. Trói chặt hai chân hai tay nàng. Hắc hắc, giết, giết sạch tất cả mọi sinh linh trong thiên hạ, nhân tộc chó má gì chứ? Sao lại phải che chở đám kẻ yếu bọn họ? Vẫn là giết sạch sẽ tốt hơn, chỉ tổ làm liên lụy ta. Khuyết tế sạch sẽ nhân tộc, ta sẽ không phải gánh vác nữa, lại còn có thể càng cường đại hơn. Đạo đức chỉ là một tấm màn che, nguyên tắc chỉ là lừa mình dối người. Vũ trụ này sinh ra vốn cũng không có đạo đức, không có nguyên tắc. Xé rách đạo đức, vứt bỏ nguyên tắc, ta sẽ nô dịch toàn thế giới, muốn tân hỏa làm gì? Đống lửa nhỏ này tiêu hao tính mạng của ta. Lừa gạt ra hết thảy tri thức trong đầu hắn, sau đó luyện chết hắn. Ha ha, ta sẽ liền tự do, ta muốn gieo chủng khắp thiên hạ, khiến cho tất cả các sinh linh đều mang họ chung. Kẻ nào dám phản kháng ta, diệt cửu tộc hắn, tử vi đại loạn thì có gì vui? Quá chậm rồi. Ta muốn nhấc lên đại loạn trong toàn bộ vũ trụ thiên địa càng loạn, sinh linh chết càng nhiều càng tốt, thân thể chung nhạc không ngừng run rẩy, đau khổ bảo vệ đạo tâm. Thời điểm này, cho dù là quan tưởng tọa hoàng cũng không thể ma diệt được ma tính của hắn. Ma tính ma chủ trong cơ thể hắn càng lúc càng nặng, khiến cho đạo tâm 300 ức năm cũng chưa từng dao động của hắn đã xuất hiện sơ hở. Các loại ý niệm tà ác hủy diệt không ngừng vọt tới, thậm chí còn có cả ý niệm hủy diệt cái vũ trụ này, tái tạo một cái khác hắn vẫn như cũ đang cảm ứng ma tính của tiên thiên đế quân cảm ứng đặc tính phá hoại thuần túy kia lớn mạnh ma tính của chính mình nhưng trong quá trình này hắn nhất định phải duy trì nguyên thần thanh tĩnh tâm linh tinh thuần không thể để cho ma tính khống chế chính mình nghĩ muốn tu thành tiên thiên ma đạo tu thành ma đạo cấp ma chủ như vậy phải bảo vệ bản tâm không bị ma tính khống chế bất quá đồng thời với cảm ứng ma tính sẽ khiến cho 10 vạn ma tính trong cơ thể hắn không ngừng lớn mạnh, xâm thực đối với đạo tâm của hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tiên thiên ma đạo của hắn đã sắp sửa hình thành, thời điểm này chính là cực kỳ quan trọng, ngàn vạn lần không thể có chút sơ suất nào, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Bảo vệ bản tâm, đối kháng ma tính. Đợi ta tu thành tiên thiên ma đạo sẽ có thể, sẽ có thể. Trên mặt chung nhạc đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, kích động tới mức toàn thân run rẩy, cười lạnh nói. Sẽ có thể dứt sạch bọn họ. Giết sạch hết thảy. Ha ha ha, hắn bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân kích động lao thẳng ra ngoài. Trước đi ngủ tiểu nương tử âm phần huyên kia. Đánh lén nàng. Trói chặt hai tay hai chân nàng. Ngủ nàng, đúng lúc này, bên tai chung nhạc đột nhiên vang lên trận trận tiếng tiêu, âm luật quyển chuyển du dương nhất thời thoáng áp chế ma tính của hắn xuống chính là tiếng tiêu của âm phần huyên tiếng tiêu này là thần thông của âm phần huyên là đại thiên ma trấn tâm chú mà nàng vì để trấn áp sự đau nhất do phân liệt nguyên thần tạo thành mà lưu lại trong thức hải chung nhạc hiện tại tiếng tiêu này đột nhiên vang lên bảo vệ đạo tâm của hắn ma tính đang sôi sùng sục của chung nhạc thoáng bình ổn trở lại đạo tâm bị ô nhiễm của hắn cũng dần dần khôi phục thanh minh chung nhạc ngẩn ngơ mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn lập tức ngồi xếp bằng xuống toàn tâm toàn ý cảm ứng ma tính ma chủ. Mười vạn ma tính dưới sự nuôi dưỡng của ma tính ma chủ càng lúc càng cường đại hơn, không ngừng tiến công tập kích. Mà tiếng tiêu của âm phần huyên lại giống như một chi đại quân lúc tiến lúc thoái, địch lui ta tiến, địch tiến ta thủ, địch công ta phòng, tự hồ như một vị đại cao thủ thấm nhường công phòng chi đạo, chặt chẽ bảo vệ tâm thần của hắn, lúc này liền có thể nhìn ra sự cường đại của âm phần huyên. Âm Khang Thị là đế tộc trong ma tộc, nàng nghiên cứu đối với ma đạo vô cùng thâm sâu cộng thêm lại là thánh linh thể tuy nàng không chân chính có mặt ở đây nhưng bằng vào thần thông tiêu âm lưu lại đã có thể giúp trung nhạc chống cự ma tính xâm nhập bất quá mười vạn ma tính càng lúc càng mạnh tiêu âm mà nàng lưu lại cũng dần dần khó có thể chống đỡ nổi trận tuyến do tiêu âm biến thành không ngừng bị ma tính công phá cặp mắt trung nhạc cũng dần dần trở nên hắc ám đúng lúc này đạo âm đột nhiên ông minh tiên thiên ma đạo của hắn rốt cuộc cũng tu thành, tinh thần chung nhạc đại chấn, thôi động tiên thiên ma đạo, nhất thời mười vạn ma tính nhau nhau bị hút vào trong tiên thiên ma đạo. Đầu đại đạo tiên thiên này thôn vệ xong mười vạn ma tính, lập tức bắt đầu lớn mạnh, nhanh chóng trưởng thành. Cũng không lâu lắm, tiên thiên ma đạo đã tu luyện tới tiêu chuẩn thần minh viên mãn, chung nhạc thở vào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Ma đạo ma chủ quả nhiên là khó luyện. Bất quá, đây cũng là căn bản để hàng phục những ma đạo khác. Ma đạo ma chủ chính là ma đạo cao cấp nhất, muốn luyện thành, không có cơ duyên căn bản là không thể làm được. Trung nhạc có thể xem được tôn tiên thiên ma chủ tiên thiên đế quân này, đây chính là cơ duyên. Lần này cũng nhờ có đại thiên ma trấn tâm chú của phần huyên. Nếu không có tiêu âm của nàng, lúc này sợ rằng ta đã, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Thời điểm đạo tâm thất thủ, hắn kêu la muốn đi ngủ âm phần huyên, nếu không có tiêu âm của nàng sợ rằng hiện tại đã sớm ngủ rồi một bước lỡ chân tạo thành hối hận ngàn năm chung nhạc lắc lắc đầu quay đầu lại nhìn về phía chân thân ma đạo của một tiên thiên có lòng muốn nghiên cứu một chút tiên thiên ma đạo của hắn nhưng lập tức đã bỏ qua cái chủ ý này tiên thiên đế quân đối với ta vẫn còn đề phòng nếu ta trì hoãn ở nơi này quá lâu hắn sẽ càng phòng bị sâu hơn nếu ta đã đạt được ma đạo ma chủ cũng không cần thiết theo đuổi phần ngọn này làm gì hắn cất bước đi ra khỏi khu vực phong cấm phong ấn, trong lòng thầm nghĩ. Tiên thiên thần đạo thật ra xem chân thân thần đạo của một tiên thiên chính là tốt nhất, đạt được thần đạo thần chủ của hắn. Bất quá, nếu thần đạo và ma đạo của ta đều là quan sát nhục thân hắn mà thành, như vậy tương lai tất sẽ bị vây khốn bởi hắn, ỷ lại đối với một tiên thiên càng sâu, phụ thuộc vào hắn cũng sẽ càng sâu, thần đạo và ma đạo của chung nhạc cũng sẽ bị quản chế bởi một tiên thiên nếu tương lai hai người trở mặt vậy mục tiên thiên rất có thể dễ dàng chế trụ hắn đây là sự tình mà chung nhạc tuyệt đối không muốn nhìn thấy vẫn là đi xem thần hậu nương nương thì tốt hơn chung nhạc ra ngoài cũng không nhìn thấy tiên thiên đế quân hắn thoáng hỏi thăm một chút được biết tiên thiên đế quân đang bế quan liền rời khỏi tiên thiên cung trong lòng thầm nghĩ tiên thiên đế quân hẳn là chuẩn bị đột phá tu thành đế cảnh nếu hắn thành đế sợ rằng chính là một vị thiên đế cái thế Dịch tiên sinh, xin hãy dừng chân, đột nhiên, một đạo thanh âm chợt vang lên. Trung nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu công chúa Mục Thanh Tuyền cùng với một gã nam tử trung niên khác đi tới, nhất thời thoáng ngẩn người, mỉm cười nói. Tiểu công chúa, tam thái tử, tu vi gã nam tử trung niên kia cực kỳ thâm hậu, thực lực cường đại, ánh mắt thâm thúy, rõ ràng là một tôn tạo vật chủ, chính là con trai thứ ba của tiên thiên đế quân, Mục Tô Ca chung nhạc từng gặp qua hắn một lần thời điểm tiên thiên đế quân dẫn người nên tiếp hắn trở về tiên thiên cung mục tô ca cũng ở trong đó đại thái tử của tiên thiên cung đã sớm mất nhiều năm trên thực tế nhị thái tử mục tô vũ chính là đại thái tử mục tô ca mặc dù là tam thái tử nhưng thực quyền cũng rất lớn hắn bình thường làm người mộc mạc giỏi về lĩnh quân rất nhiều thần hoàng ma hoàng đầu lĩnh các tộc đều đầu phục dưới trướng hắn lúc đó chung Nhạc cũng đã nhìn thấy chỗ cường đại của tiên thiên cung. Tiên thiên đế quân con cái vô số, trong đó chỉ riêng tạo vật chủ đã có tới hơn 50 người. Mà tồn tại cấp bậc thần hoàng, ma hoàng lại càng nhiều tới 2-3 ngàn người. Chỉ riêng đám con cái của tiên thiên đế quân cũng đã là một cổ lực lượng khủng bố rồi. Trong đó, quyền lực của một tô ca chính là cao nhất, một mình độc lĩnh một chi cấm quân, gọi là hổ giao phiêu kỵ, thần ma dưới trướng nhiều tới trăm vạn đều là hạng người hổ lan, dũng mãnh thiện chiến tuyển ra từ trong các thần tộc, ma tộc. Cấp bậc thống lĩnh trong đó đều là tạo vật chủ, phó thống lĩnh chính là thần hoàng, ma hoàng, có thể nói là một chi đại quân cường đại nhất trong tay tiên thiên đế quân. Một tô ca có chút bất đắc dĩ, miễn cười nói. Tiên sinh, tiểu muội ta nói không muốn gả cho thiên huyền tử, tới đây cầu ta. Ta cũng là không thể làm gì được. Tiên sinh bình thường lắm mưu nhiều kế, có thể ra cái chủ ý đẩy xuống mối hôn sự này không chung nhạc liếc nhìn mục thanh tuyền một cái nghiêm mặt nói không thể đẩy xuống mối hôn sự này cự linh thị chính là một trong bác đại hoàng tộc của thời đại địa kỷ nội tình thâm hậu thiên huyền tử lại càng là tồn tại có thiên tư thành đế công chúa gả cho hắn cũng không tính là bôi nhọ thân phận của công chúa càng huống chi tương lai bệ hạ tranh bá thiên hạ trấn áp quần hùng cự linh thị chính là một cánh tay đắc lực của tiên thiên cung ta mối hôn sự này nhất định phải thành sắc mặt một thanh tuyền tái nhợt vội vàng kéo kéo ống tay áo mục tô ca mục tô ca bất đắc dĩ nói vừa rồi ta cũng đã nói như vậy chỉ là tiểu mụi vẫn kiên quyết không muốn gả qua thân thể gã thiên huyền tử kia hùng tráng tới mức nào gã nàng qua chẳng phải là sẽ ủy khuất tiểu mụi sao Nghe nói tiên sinh có giao tình không tệ với thiên huyền tử, vẫn là xin tiên sinh đưa ra một chủ ý A, à, một thanh tuyền lộ ra thần sắc khẩn cầu. Trung nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói. Nếu tiểu công chúa đã không muốn gả, vậy không biết tam thái tử điện hạ có bằng lòng cưới không? Một tô ca nhất thời ngẩn ngơ. Trung nhạc mỉm cười, nói. Nếu điện hạ nguyện ý cưới nữ tạo vật chủ của cự linh thị, tiên thiên cung và cự linh thị cũng vẫn là kết thông gia, sẽ không bởi vì chuyện tình tiểu công chúa không muốn kết hôn mà tổn thương cảm tình sắc mặt một tô ca vàng như đất nữ tạo vật chủ của cự linh thị nữ tử kia sẽ hùng tráng tới mức nào chính mình cưới một tôn nữ tạo vật cường tráng như vậy có thể chịu được sao một thanh tuyền lập tức quay sang khẩn cầu một tô ca ca vì tiểu muội ngươi hãy hy sinh một lần a à. một tô ca vội vàng thay đổi chủ đề nghiêm mặt nói tiên sinh thiên đình truyền lệnh xuống nói giả nhân trong vũ trụ cổ lão tạo phản tác loạn tấn công thần thành truyền tống của thông thiên tinh đạo bắt giữ phù thử sư huynh của tiên thiên cung ta hiện tại phù thử sư huynh không biết sống chết thiên đế lệnh cho ta xuất lĩnh hổ giao phiêu kỵ đi tới vũ trụ cổ lão bình định phản tạc ta lo lắng trong này có âm mưu cho nên muốn thỉnh giáo tiên sinh ánh mắt chung nhạc chất động mỉm cười nói thiên đình muốn ngươi chết trong vũ trụ cổ lão chỉ cần ngươi chết ở nơi đó hổ giao phiêu kỵ cũng sẽ chôn vùi trong vũ trụ cổ lão thực lực của bệ hạ sẽ tổn hao rất nhiều nhưng phụ thử sư huynh đã bị giả nhân bắt giữ ta không thể không đi một tô ca sầu muộn nói nếu ta cử binh trăm vạn đi tới vũ trụ cổ lão hưng sư động chúng như vậy tất sẽ bị cường giả của vũ trụ cổ lão phục kích khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ chung nhạc mỉm cười nói sao ngươi không đi thỉnh giáo tử quan quân vương một tô ca khổ sở nói tử quan quân vương bảo ta tới đây thỉnh giáo tiên sinh thì ra là thế chung nhạc nhất thời suy tư nói tam thái tử yên tâm ngươi chờ ta thời gian một năm một năm sau ta đột phá tu thành thiên thần sẽ theo ngươi đi vũ trụ cổ lão giải cứu phù thử một tô ca đại hỷ nhất thời yên lòng xoay người rời đi một thanh tuyền bám sát theo sau nắm lấy ống tay áo hắn không ngừng năn nỉ ca, ngươi hãy cưới nữ tạo vật chủ của cự linh thị A, chung nhạc trở về thánh địa tấn vân, ngẩng đầu nhìn thấy ba tòa chư thiên treo cao trên không trung thánh địa, to lớn không gì so sánh được, từ xa nhìn lại chính là ba cái thế giới mỹ lệ như châu, lực lượng chư thiên hùng hồn cuồn cuộn không ngừng vọt tới, giống như từng đạo từng đạo cầu vòng tiến vào trong bát trận đồ, trăm vạn thần ma dưới sự chỉ huy của đám người xích tùng, ngày đêm trui luyện bát trận đồ, đề thăng uy năng của nó màn tràn diện này vô cùng rung động chung nhạc âm thầm gật đầu đám thần ma này chính là căn bản để ta tương lai lập nghiệp nhất định phải đối với ta trung tâm như một chỉ nghe lệnh cho ta không để ý tới mệnh lệnh của tiên thiên đế quân tiên thiên đế quân khẳng định đã xếp vào trong này rất nhiều nhãn tuyến đám nhãn tuyến này không thể gạt được suy tính của mạng lưới nhân quả của ta trước không cần để ý tới tương lai thanh trừ là được bất quá sinh tử bộ của tám ngàn phục hy vẫn còn nằm trong tay tiên thiên đế quân tương lai sẽ trở thành thủ đoạn cản tay ta âm phần huyên vẫn còn đang bế quan đột phá cảnh giới thiên thần chung nhạc thoáng chỉnh đốn đại quân một chút sau đó khởi hành đi tới hoa tư thị thiên ti nương nương động tĩnh của gã dịch tiên sinh kia thế nào rồi đế tinh, trên một tòa thần sơn phong vô kỵ hỏi thiên ti nương nương ngươi hẳn là có thể tính ra động tĩnh của hắn a thiên ti nương nương lắc đầu nói ta không thể tính được hắn. Bản lĩnh của hắn không thua kém gì ta, nếu ta tính hắn, tất sẽ bị hắn phát giác, bởi vậy chỉ có thể tính đám người bên cạnh hắn, từ hướng đi của đám người bên cạnh hắn tính ra hướng đi của hắn. Như vậy, độ chính xác sẽ kém hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tiêu hao thời gian hơn một chút, bên cạnh Phong Vô Kỵ, một lão giả cười tủm tỉm quan sát Thiên Ti nương nương, cười ha hả, nói: "Chẳng lẽ là do tu vi ngươi không đủ?" lão phu có thể cho ngươi mượn mấy phần tu vi khiến cho ngươi đạt tới cảnh giới tạo vật dùng cảnh giới tạo vật mà suy tính hẳn là sẽ không khó chứ thiên ti nương nương lạnh nhạt nói đạo nhân quả cái dựa vào là trí tuệ không quan hệ gì với cảnh giới nếu chỉ cần dựa vào tu vi tiền bối cần gì phải tìm ta thiên ti không được vô lễ phong vô kỵ cao mày nói vị này chính là tiền bối của phục hy thần tộc tại thế ngoại chi địa từ thời thượng cổ còn sống cho tới bây giờ, Phục Bảo Sơ tiền bối, lão giả Phục Bảo Sơ kia mỉm cười, nói. Lão Phu đã quá mức cổ lão, ẩn cư quá lâu rồi, thọ nguyên cũng không còn nhiều, ngoại giới làm sao còn có người nhớ rõ ta chứ. Vô kỵ không cần trách cứ tiểu nha đầu này. Nhắc tới, ta và nàng 10 vạn năm trước cũng là một nhà A. Nàng tuổi còn nhỏ đã có tạo nghệ bậc này. Hiếm thấy. Hiếm thấy trong lòng thiên ti nương nương nhất thời nghiêm nghị không biết lão giả này rốt cuộc có lai lịch gì tu vi gì vậy mà có thể từ thời thượng cổ còn sống cho tới bây giờ chẳng lẽ hắn là một tôn đế quân vô kỵ tiên sinh vậy mà có thể mời từ trong thế ngoại chi địa ra một tôn lão đế quân bối cảnh của hắn thật đáng sợ phong vô kỵ nói thiên ti người mau chóng tính ra hạ lạc của dịch tiên sinh bảo sơ tiền bối lần này làm phiền tiền bối đích thân xuất sơn, trong lòng vô kỵ vô cùng xấu hổ, Phục Bảo Sơ khoát tay một cái, đầy mặt hồng quang, mỉm cười nói. Ta cũng là ở nhà buồn chán, nhìn thấy sắc lệnh trong tay ngươi, mới biết ngươi hóa ra là đệ tử của Đồ Úc. Ta và Đồ Úc cũng là giao tình cũ, năm xưa đã từng kề vai chiến đấu với nhau. Thật là một đoạn tuế nguyệt huy hoàng A, Phong Vô Kỵ đang nghe chuyện trên TV audio CV vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Hóa ra tiền bối có giao tình với gia sư, khó trách ta luôn cảm thấy tiền bối vô cùng thân thiết. Lần này đi ra, ta cũng là muốn nhìn một chút tên dịch tiên sinh này. Không ngờ hắn lại có thể giết chết Thanh Vũ. Một tên Phục Hy bán huyết lại có thể làm được chuyện này, khiến cho ta cũng không thể không động lòng hiếu kỳ. Trong mắt Phục Bảo Sơ lóe lên hàng quang, buồn bã nói. Thanh Vũ đế quân mặc dù xuất thế trễ nhất, không có kinh lịch qua cuộc chiến bình loạn kia, nhưng cũng là tồn tại siêu quần bạc tụy trong đám hậu bối hắn sau khi chuyển thế tu vi nội tình lại càng sâu hơn có thể trong cùng cảnh giới chiến thắng hắn từ cổ chí kim cũng là không nhiều lắm ta muốn gặp gã phục hy bán huyết này nhìn xem hắn có bí mật gì đúng rồi vô kỵ ngươi cũng có phân nửa huyết mạch của phục hy ta a à. phục hy ngoại giới đã không thể giải phong ấn huyết mạch bất quá tại thế ngoại chi địa ta ngược lại có thể giúp ngươi mở ra năm thành phong ấn thần huyết phục hy phong vô kỵ mừng rỡ như điên liên tục cảm ơn phục bảo sơ mỉm cười nói sau đó ngươi lại tới thiên hà chi châu của bàn hồ thị mở ra một nửa phong ấn thần huyết bàn hồ còn lại thân mang hai đại hoàng huyết trong người thành tựu tương lai của ngươi nhất định vô cùng phi phàm ta đoán chừng đây cũng là nguyên nhân sư tôn ngươi xem trọng ngươi như vậy phong vô kỵ không khỏi giật mình Hai đại hoàng huyết. Không ngờ ta lại thân mang hai đại hoàng huyết. Khó trách sư phụ ta đối với ta ưu ái có thừa. Đột nhiên, từng tôn từng tôn thần ma nhân tộc bay tới, nhao nhao không người về phía thiên ti nương nương, bẩm báo tin tức. Đây đều là những tin tức tới từ tiên thiên cung. Thiên ti nương nương lại lấy ra một đám đồ đằng trụ, trong đồ đằng trụ truyền tới tiếng người, không ngừng hồi báo tin tức. Trước mặt thiên ti nương nương có nhiều vô số kẻ đồ đằng trụ, thanh âm ầm ỉ, Hội tụ, hỗn loạn không chịu nổi. Mà Thiên Ti nương nương lại có thể rành mạch phân minh, tiếp thu toàn bộ các tin tức, dệt ra tơ nhân quả, tiến hành thôi diễn, Phục Bảo sơ cũng không khỏi kinh ngạc, mỉm cười nói: Năng lực tình báo của nữ tử này quả thật không tệ, Thiên Ti nương nương cười nhạt một tiếng, nói: Nhân tộc ta chính là hèn mọn nhất, luôn bị các tộc xem nhẹ, không khiến cho người ta chú ý, cho nên dò xét tin tức tình báo chính là vô cùng dễ dàng hơn nữa vị lão gia kia xem trọng ta giao toàn bộ mạng lưới tình báo cho ta xử lý chẳng những tin tức tình báo của tiên thiên cung hội tụ tới chỗ của ta mà thậm chí các tin tức tình báo của thánh địa các tộc cũng đều tập hợp lại chỗ của ta cho dù là thiên đình nhất cử nhất động của bọn họ cũng khó có thể giấu giếm được ta phục bảo sơ thở dài nói quả thật là kỳ tài ngươi đã lập gia đình chưa nếu chưa gả cho ai ta cho ngươi một cơ hội, nạp ngươi làm tiểu thiếp của ta. sắc mặt thiên ti nương nương khẽ biến, miễn cười nói. đa tạ tiền bối ưu ái. đáng tiếc thiếp thân sớm đã xuất giá rồi, vậy thì đáng tiếc rồi. ngươi đã bỏ lỡ mất cơ hội. lão phu không cần một nữ nhân đã từng gả qua. phục bảo sơ không chút để ý, nói. ngươi dụng tâm thôi diễn, sớm ngày tìm được hạ lạc của gã tiểu bối kia a. thiên ti nương nương xưng vân, chuyên tâm tính toán biến hết thảy toàn bộ những chuyện phát sinh gần đây của tiên thiên cung thành tơ nhân quả, không ngừng thôi diễn. Vận mệnh của mỗi một người trong tiên thiên cung đều bị nàng biến thành tơ nhân quả, chỉ duy nhất không có tơ nhân quả của Trung Nhạc và tử quan quân vương. Đây là do tạo nghệ của hai người này cũng đều không thua kém gì nàng, khiến cho nàng không dám tùy tiện tính toán hai người. Những sợi tơ nhân quả này đại biểu cho từng người từng người trong tiên thiên cung, mỗi người đều có hướng đi bất đồng. Bởi vì thiếu hai sợi tơ nhân quả của Trung Nhạc và Tử Quan Quân Vương, cho nên chỉ có thể từ trong sự vận động của những sợi tơ nhân quả này mà suy tính ra hướng đi khả năng của Trung Nhạc và Tử Quan Quân Vương. Năng lực thôi diễn của nàng cường đại không gì sánh được, trí tuệ siêu quần, mặc dù tiến hành tính toán kinh khủng như vậy, cũng vẫn có thể dễ dàng giá ngự. Qua một hồi lâu sau, Thiên Ti nương nương mỉm cười, nói Tìm được hắn rồi. Vô kỵ tiên sinh, phục tiền bối, dịch tiên sinh sắp sửa rời khỏi tiên thiên cung, hắn muốn đi nơi nào, phong vô kỵ vội vàng hỏi, cái này thì không biết rồi, thiên ti nương nương lắc đầu, nói, ta không dám tính hắn. Bất quá, nếu hắn đã muốn rời khỏi tiên thiên cung, vậy khó có thể giấu giếm được nhãn tuyến của lão gia. Nhãn tuyến của lão gia trải rộng khắp thiên hạ, nhất cử nhất động của hắn cũng không thể chạy thoát khỏi sự trưởng khống của ta, phong vô kỵ đại hỷ, mỉm cười nói nếu đã như vậy thiên ti tạm thời ngươi không được rời khỏi chúng ta rồi thiên ti nương nương xưng vân nói qua hai ngày nữa sẽ có tin tức truyền tới chỉ cần biết được hướng đi của hắn sẽ có thể biết được hắn muốn đi đâu lại qua hai ngày quả nhiên có tin tức truyền tới chung nhạc quả thật đã rời khỏi tiên thiên cung thiên ti nương nương mỉm cười nói hắn chuẩn bị đi thánh địa hoa tư thị phong vô kỵ không khỏi thán phục vui vẻ nói Vậy chúng ta đi thôi, Chung Nhạc rời khỏi Tiên Thiên Cung, một đường tiến về phía trước. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã rời xa Tiên Thiên Cung. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, vương tay chụp tới, nắm một tôn thần minh nhân tộc vào trong tay, vì sao vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy, Chung Nhạc mỉm cười, hỏi: "Ngươi là người của Thiên Ti nương nương phải không?" Thiên Ti nương nương lại đang tính toán ta, có đúng không? Tôn thần minh nhân tộc kia căng căng thẳng thẳng, không có đáp lời. Trung nhạc thả tay ra, mặc cho hắn rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Thiên ti nương nương, trước đây đạo nhân quả của ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, tới hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng tính được ta. Phong vô kỵ mang theo đám người phục bảo sơ, khoa phụ mâu đi theo thiên ti nương nương chạy tới địa phương trung nhạc tất phải đi qua tiến hành mai phục. Đột nhiên, sắc mặt thiên ti nương nương khẽ biến, thất thanh nói. Không xong dịch tiên sinh đã suy tính ra tơ nhân quả của ta sợ rằng hắn đã biết rõ hành tung của chúng ta rồi phong vô kỵ vội vàng nói mau chặt đứt nó không chặt đứt được thiên ti nương nương cắn răng nói đạo nhân quả của hắn còn mạnh hơn ta rất nhiều cuồn cuộn không ngừng miên man không dứt hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã làm được tới bước này phục tiền bối mau giúp ta một tay ta suy tính tơ nhân quả của hắn hắn tất sẽ chặt đứt sợi tơ nhân quả này. Phục tiền bối giúp ta bảo vệ sợi tơ nhân quả này, ta đấu với hắn một trận, Phục Bảo Sơ mỉm cười, nói. Ngươi cứ việc làm, thiên ti nương nương quát lớn một tiếng, vô số văn lộ đồ đằng tung bay, dệt ra sợi tơ nhân quả của Trung nhạc. Chỉ thấy sợi tơ nhân quả này không ngừng chấn động, tự hồ trong cõi u minh có một cổ lực lượng truyền tới, muốn chặt đứt sợi tơ nhân quả này phục bảo sơ dùng pháp lực bàn đại của chính mình gia trì thiên ti nương nương, rốt cuộc cũng định trụ được sợi tơ nhân quả này, không để nó bị chặt đứt. Thiên ti nương nương thở vào nhẹ nhõm, kiểm tra vô số hướng đi của sợi tơ nhân quả này, khẽ kêu lên. Hắn đã thay đổi đường đi. Chúng ta đi thôi, đám người vội vàng đuổi theo nàng. Đoạn đường này hoàn toàn bình an, đám người rất nhanh đã tiến vào một tòa thánh địa mỹ lệ. Thiên ti nương nương dừng lại, chỉ thấy bên cạnh một con bạch hạt thông thả bay qua, tràn cảnh vô cùng u tĩnh, mỉm cười nói. Hắn tất phải đi qua nơi này, vèo, đúng lúc này, một đạo quan tiễn đột nhiên bắn thẳng về phía đám người giữa không trung. Khoa phụ mâu nhất thời giận dữ, bấm tay búng một cái. Đạo quan tiễn kia dùng tốc độ càng nhanh hơn bay ngược trở về, phốc một tiếng đã xuyên thấu kẻ bắn tên. Khoa phụ mâu định thần nhìn lại, lại là một gã nam tử thần tộc trẻ tuổi cổ quái, sau lưng mọc ra năm cái đuôi, giữa trán mọc ra một cái độc giác, đệ tử của tranh tộc sao lại bắn ta, khoa phụ mâu nghi hoặc không thôi. Đột nhiên, phía dưới chợt vang lên một mảnh ồn ào náo động. Vô số thần ma tranh tộc ào ào tuôn ra, nhao nhao ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, tức giận không thôi. Công tử bị giết rồi, có một tên khoa phụ đã giết chết công tử, khoa phụ mâu tức giận hừ một tiếng, cười lạnh nói. Hắn dùng tên bắn ta, chết là đáng tội sắc mặt thiên ti nương nương kịch biến, thất thanh nói. Công tử. Công tử của tranh tộc. Nghe nói lão tổ tông tranh tộc lúc tuổi già mới được một đứa con trai, vô cùng cưng chiều. Tính toán thời gian, vị tranh công tử này không sai biệt lắm hẳn là đã thành niên, tu thành thần minh rồi. Trong đầu phong vô kỵ giống như lôi đình oanh kích, thất thanh nói. Khoa phụ mâu, hắn không phải muốn bắn ngươi, mà là bắn con bạch hạt kia. Trong lòng thiên ti nương nương chấn động, vội vàng nhìn về phía con bạch hạt kia, con bạch hạt kia đã không thấy hình bóng, con bạch hạt kia cho dù là yêu thần đi chăng nữa, cũng không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy, trong lòng thiên ti nương nương run rẩy. Đó không phải là bạch hạt, mà là dịch tiên sinh, trong tòa thánh địa mỹ lệ kia, một cổ thần uy cùng bạo phóng thẳng lên cao. Một đạo thanh âm già nua bi thương vạn phần vang vọng khắp thiên địa. Con trai ta, đạo thanh âm kia mặc dù già nua, nhưng ẩn chứa uy năng vô biên thanh âm cuồn cuộn vang lên, chấn cho đám người phong vô kỵ, thiên ti nương nương kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng trướng máu. Mà khoa phụ mâu thì ánh mắt dại ra, đột nhiên mở ra miệng lớn, máu tươi cuồn phúng, lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn vỡ, qua oa phun ra, con trai ta đã chết, ta muốn các ngươi phải chôn cùng con trai ta, tòa thánh địa kia không ngừng sao động, thần quan vô biên vô tận tuôn trào ra, giống như có ức vạn vần thái dương từ trong thánh địa đồng thời bạo phát từng tôn từng tôn tạo vật chủ tranh tộc bay ra, thân thể vĩ ngạn. Trung tâm bọn họ là một tôn lão đế quân, bộ dáng cực kỳ bi phẫn, giết chết bọn chúng, tôn lão đế quân kia rống giận. Trong thánh địa tranh tộc, từng tòa từng tòa chư thiên dân lên, chiếu rọi thần quan, vô số cường giả tranh tộc nhau nhau giết tới, sư huynh, chậm đã, phục bảo sơ đột nhiên vương tay ra, bắt lấy cần cổ khoa phụ mâu, dùng sức lắc một cái, vặn gãy cổ khoa phụ mâu, vung tay tiêu diệt nguyên thần của hắn, cười hắc hắc, nói. Sư huynh, kẻ gây họa đã chết, đại thù của lệnh lang đã báo, cần gì phải xé rách mặt, công lão đế quân kia mắt biết tai ngơ, tự mình giết tới. Phục bảo sơ buông thi thể khoa phụ mâu xuống, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Lão già không biết điều, phục bảo sơ hiện ra chân thân phục hy, uy lực cường đại vô biên, tự mình nên đón vô số cường giả tranh tộc. Nhất thời huyết vũ tung bay ngập trời lão tổ tông tranh tộc điên cuồng tấn công, mấy lần lên lên xuống xuống, đã há miệng phun ra một nguồn máu tươi. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Phục Bảo Sơ, đừng giết hắn, thiên ti nương nương lớn tiếng quát lên. Tranh tộc là thần tộc phụ thuộc của đế tộc Hạo Anh Thị. Thánh địa Hạo Anh Thị cũng cách đây không xa, lời nói của nàng còn chưa dứt, đầu lâu lão tổ tông tranh tộc đã rơi xuống đất. Phục Bảo Sơ nghe nàng nói vậy, không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt đại biến hỏng bét đi mau hắn tự mình bay tới không nói lời nào đã cuốn lên hai người phong vô kỵ và thiên ti nương nương bỏ chạy nhưng lúc này không trung đột nhiên không ngừng chấn động một cổ đế uy vô biên tuôn trào ra một kiện đế binh sống lại tự mình đột phá không gian phát ra đế uy ngập trời đánh tới một đạo quan mang bàn đại như thiên nghiền ép về phía phục bảo sơ phục bảo sơ đặt hai người phong vô kỵ xuống giơ lên hai tay mạnh mẽ đón đỡ sau một kích hắn bị chấn cho thổ huyết quy năng của kiện đế binh hạo anh thì kia thoáng tản đi một chút phục bảo sơ lập tức cuốn lên hai người bỏ chạy kích thứ hai của đế binh hạo anh thì đánh xuống phục bảo sơ bị thương càng nặng hơn kích thứ ba đánh xuống sắc mặt lão giả này đã cực kỳ thảm đạm cũng may hắn dù sao cũng là cường giả cấp đế quân lại là phục hy thần tộc tốc độ nhanh kinh người cuối cùng cũng mang theo hai người phong vô kỵ chạy ra khỏi phạm vi uy năng của kiện đế binh kia bao phủ, khí tức phục bảo sơ cực kỳ suy yếu, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kiện đế binh kia cũng không có đuổi tới, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nói. Nguy hiểm thật. Con bạch hạt kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thiên ti nương nương không đáp, đảo mắt quan sát xung quanh, trong mắt chợt lộ ra thần sắc sợ hãi. Phục bảo sơ cũng ngẩn ngơ, đảo mắt quan sát bốn phía khắp nơi xung quanh đều là những hoa văn kỳ dị phiêu phù, chính là những văn lộ đồ đằng đế cấp. Sắc mặt hắn kịch biến, trung giọng nói. Nơi này là, đế tán lĩnh của hạo anh thị, thiên ti nương nương nhìn về phía tòa đế lăng cổ lão trước mặt, đắng chát nói. Chúng ta đã lạc vào đế lăng của hạo anh thị rồi, nàng nhìn về phía bên ngoài đế lăng, chỉ thấy một con bạch hạt bay tới, đáp xuống trên một cành cây bên ngoài đế lăng, nhàn nhã chỉnh lý lông vũ trên thân mình. Đột nhiên, con bạch hạt kia khẽ lắc mình, biến thành một tôn thần nhân ngồi trên cành cây, nhìn chầm chầm về phía nàng, sau đó giơ tay lên, khẽ quẹt ngang trên cổ chính mình một cái, dịch tiên sinh, thiên ti nương nương lạnh lùng nói, phục bảo sơ và phong vô kỵ cũng ngẩng đầu nhìn lên. chung nhạc trên cành cây kia bình thản tự tại, mỉm cười nhìn bọn họ. Trong lòng phong vô kỵ trầm xuống. Phục bảo sơ phun ra ngụm máu bầm đã xông lên cổ họng, mỉm cười nói, Kẻ này chính là dịch tiên sinh sao? Có thể trong lúc bất tri bất giác dẫn dụ lão phu vào trong trận nguy cục này, quả nhiên là bất phàm. Tiểu nha đầu nhân tộc, ngươi so với hắn còn thua kém rất nhiều a, à, Thiên Ti nương nương hừ lạnh một tiếng. Phục Bảo sơ mặc dù thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Ngươi rất không tệ. Tuổi còn nhỏ đã dám ám toán một tôn đế quân, thậm chí còn bức ta giết chết tiểu tử khoa phụ thần hoàng kia rất cao. Quả thật rất cao, trong lòng Phong Vô Kỵ nghiêm nghị, nghĩ tới cái chết của khoa phụ Mâu. Cái chết của khoa phụ Mâu nhìn như ngẫu nhiên, nhưng thật ra lại là tất nhiên, chính là hậu quả do Trung Nhạc đã quấy chọc nhân quả tạo thành, Trung Nhạc để cho Thiên Ti nương nương tính ra phương vị của hắn, dẫn dụ bọn họ tiến vào địa bàn của tranh tộc, phụ cận thánh địa Hạo Anh thị. Mà con trai của lão tổ tông tranh tộc đang săn bắn gần đó. Trung Nhạc biến thành một con bạch hạt dụ dỗ, để cho con trai của lão tổ tông tranh tộc dùng tên bắn bạch hạt. Vừa vặn đám người thiên ti nương nương mới tiến vào nơi này, con bạch hạt bay ngang qua bên cạnh đám người thiên ti nương nương. Khoa phụ mâu lầm tưởng hắn bắn về phía chính mình, đã bắn chết con trai của lão tổ tông tranh tộc. Lão tổ tông tranh tộc dưới nỗi đau mất con, nhất thời kích động, dẫn người giết tới. Phục bảo sơ lòng dạ độc ác, trực tiếp giết chết khoa phụ mâu, cho rằng như vậy sẽ có thể hóa giải tràn ân quán này. Nhưng hắn không biết rõ tính tình của lão tổ tông tranh tộc, rốt cuộc cũng dẫn phát tràn ác đấu này, thực lực phục bảo sơ cường hoành, dù sao cũng là lão quái vật từ thời thượng cổ sống tới hiện tại, sau khi chém giết lão tổ tông tranh tộc, lập tức dẫn động phản ứng dây chuyền của đế tộc Hạo Anh Thị ở phụ cận, đế binh của Hạo Anh Thị sống lại, đế bi trực tiếp banh kích thẳng tới. Phục bảo sơ mang theo bọn họ cướp đường bỏ chạy, nhìn như chạy loạn không có mục đích, chạy lạc vào đế lăng hạo anh thì chỉ là một khả năng trong đó. Nhưng trên thực tế, hẳn là cường giả của hạo anh thì đã vận dụng uy năng của đế binh, bức bọn họ chạy tới đây. Mà Trung Nhạc hẳn cũng đã tính toán khả năng này trong đó, cho nên đã sớm đợi sẵn ở nơi này, xem kết cục của bọn họ. Nếu đạo nhân quả của hắn thật sự lợi hại như vậy, cường giả hạo anh thì hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới đây. Trên trán phong vô kỵ tuôn chảy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Phục Bảo Sơ mỉm cười, nói Ngươi rất không tệ Giám can đảm dùng cảnh giới thần minh ám toán đế quân Ta rất thưởng thức ngươi Bên cạnh ta còn thiếu một gã đồng tử Nếu ngươi chủ động quy thuận Ta có thể thu nhận ngươi Ánh mắt chung nhạc rơi xuống trên người hắn Đột nhiên nói Phục Hy trong thế ngoại chi địa chia ra làm ba phe phái Một phái những kẻ phản bội Một phái những đại năng chuyển thế Một phái là những Phục Hy thị còn sót lại ngươi là kẻ phản bội hay là đại năng thượng cổ chuyển thế tới phục hi thị trong mắt phục bảo sơ lóe lên hàng quang cười lạnh nói tiểu bối ngươi dám can đảm nói chuyện như vậy trước mặt ta có biết hậu quả không ngươi nói chuyện với ta chính là mượn cơ hội chữa thương thôi chứ gì chung nhạc bình tĩnh vạn phần nhàn nhạt nói thương thế của ngươi rất nặng ngươi là đại năng thượng cổ có thể trúng ba lượt quanh kích của đế binh mà không chết đã là cực kỳ đáng quý bất quá đại đạo trong cơ thể ngươi đã bị đánh cho thất tao bát loạn, vỡ nát không chịu nổi, nghĩ muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng là không có khả năng, Phục Bảo Sơ cười hắc hắc, nói. Hiện tại lão phu giết ngươi chính là dễ như trở bàn tay, Phong Vô Kỵ thấp giọng nói. Tiền bối, hắn đang trì hoãn thời gian, đợi cường giả hạo anh thì chạy tới, trong lòng Phục Bảo Sơ cũng không khỏi nghiêm nghị, nào ngờ chung nhạc đã lắc đầu, nói. Vô Kỵ, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta cũng không phải muốn kéo dài thời gian, Phong Vô Kỵ mỉm cười, nói. Ngươi không gọi ta là tiên sinh nữa sao? Nhớ năm xưa, ngươi đối với ta chính là nhất mực cung kính, nói cả đời sẽ gọi tiên sinh A, hắn nói chính là thân ngoại hóa thân bồ lão tiên sinh của hắn. Năm đó, thời điểm Trung Nhạc còn ở trong kiếm môn nhân tộc, đối với bồ lão tiên sinh chính là nhất mực cung kính, vẫn luôn gọi là tiên sinh, tiên sinh, Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói. Danh sưng này không phải ai cũng có thể đảm đương được. Ta hiện tại được 24 đế tộc xưng là tiên sinh, được tiên thiên cung xưng là tiên sinh, là vì ta có thể có thể đảm đương được. Trở thành tiên sinh, tung hoành thiên hạ, trong rủi vũ trụ, úp tay làm mây, lật tay làm mưa. Nếu ta giết không được một hai vị đại năng thượng cổ, còn đáng được tiên thiên đế quân xem trọng như vậy sao? Ta có thể không cần động thủ, cứ việc để cho cường giả hạo anh thì giết chết các ngươi, cũng có thể đích thân động thủ, tiêu diệt các ngươi bên trong đế lăng, Phục Bảo Sơ cười nhạo, nói. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ biết nói mạnh miệng. Cảnh giới thần minh hèn mọn cũng dám nói giết chết đại năng, thân thể hắn khẽ động, nhất thời phong cấm trong đế lăng bạo phát, uy năng khủng bố đại phóng. Phục Bảo Sơ vội vàng dừng bước lại, khẽ nhíu mày, đảo mắt quan sát bốn phía, các ngươi đã không tin, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đích thân ra tay rồi trong cơ thể chung nhạc đột nhiên lao ra từng cổ từng cổ phân thân sắc mặt đám phân thân chung nhạc này đều là bất đắc dĩ nhao nhao phóng vọt về phía trong đế lăng không ngừng than thở trở thành phân thân đãi ngộ chính là kém như thế hiện tại chỉ có thể đi chết thôi nhớ kỹ phải phục sinh lại ta a à. một cổ phân thân chung nhạc quay đầu lại hét lớn từng cổ từng cổ phân thân chung nhạc xông vào trong đế lăng nhất thời toàn diện dẫn động phong ấn phong cấm của tòa đế lăng này, màn tràn diện này vô cùng khủng bố. Trong đế lăng bùng phát đế uy ngập trời. Các loại sát trận, phong cấm do tồn tại đế cấp bày bố trước khi chết hết thảy đều khởi động. Thậm chí trong này còn chôn giấu không biết bao nhiêu kiện thần binh, xem như là trận nhãn. Lúc này uy năng ngàn vạn kiện thần binh nhất tề bạo phát, thấp nhất cũng là thần binh cấp thần hoàng, cao nhất chính là thần binh cấp đế quân những thần binh này liên tiếp với chỗ sâu nhất của đế lăng, hẳn là tương liên với đế quan. Nghĩ muốn hoàn toàn phá trận phá phong, biện pháp đơn giản nhất chính là thâm nhập vào đế lăng, tìm được đế quan, từ nơi đó hóa giải những tấm chế và sát trận của đế lăng. Mà biện pháp này lại càng hung hiểm hơn rất nhiều, trong cơ thể chung nhạc cuồn cuộn không ngừng lao ra từng cổ từng cổ phân thân, nhao nhao xông vào đế lăng. Bất luận một cái phong cấm hay sát trận nào vừa mới bình ổn lại, lập tức bị hắn một lần nữa xúc động khiến cho đế lăng biến thành một tràng sát kiếp thật lớn màn tràng diện này khủng bố vạn phần giống như thế giới đang bị hủy diệt vậy vô số thần quan không ngừng sao động thiên địa vỡ nát biến thành ba động địa thủy phong hỏa năng lượng đáng sợ trong sát trận thổi quét hết thảy mọi thứ trong cổ sao động khủng bố này đám người phục bảo sơ đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh chỉ nghe được thanh âm gào thét của phục bảo sơ xen lẫn trong vô số đạo thanh âm chấn động chung nhạc ngồi ở trên cành cây, mặt không biểu tình. Sau một lúc lâu, thanh âm gào thét đột nhiên dừng lại, trong đế lăng thật lớn xuất hiện một mảnh địa phương bình lặng. Thiên ti nương nương há miệng thở hỗn hển, tay cầm một cây đại kỳ, nhổ tận gốc cây đại kỳ này, mà Phục Bảo Sơ và Phong Vô Kỵ cũng đang đứng cách nàng một quãng không xa, mỗi người mình đầy thương tích. Tu vi của Phục Bảo Sơ mạnh nhất, gặp phải công kích cũng là hung mạnh nhất. Trong miệng hắn không ngừng thổ huyết, Nhục thân cũng bị đánh tới mức rách nát tả tơi, thiên ti nương nương quả nhiên lợi hại. Không ngờ có thể tìm được trận nhãn của một tòa sát trận trong đó, chung nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nói: "Không tệ." "Không tệ." Phong Vô Kỵ, trong đám các ngươi đã xuất hiện một tên nội gian, sợ rằng bản thân ngươi còn chưa biết a, à. nội gian." Trong lòng Phong Vô Kỵ nghiêm nghị, vội vàng nhìn về phía Thiên Ti nương nương. Sắc mặt phục bảo sơ cũng đại biến, ánh mắt hung ác nhìn về phía thiên ti nương nương. Thiên ti nương nương cười thanh khách, nói Dịch tiên sinh, ngươi đừng vội gây xích mích ly gián. Nếu ngươi có gan, liền đấu một trận đạo nhân quả với thiếp thân, cần gì gây xích mích chúng ta, mượn tay bọn họ giết ta chứ. Chung nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói Thiên ti nương nương, ngươi cố ý trúng phục kích, muốn mượn tay ta diệt trừ phản đồ phục hy thị, giết chết tên đế quân này. Ngươi giấu giếm được hắn, nhưng không thể gạt được ta. Tạo nghệ nhân quả hiện tại của ta mặc dù cao hơn ngươi, nhưng vẫn chưa vượt qua ngươi quá nhiều. Thời điểm ta biến thành bạch hạt dẫn dụ các ngươi rơi vào phục kích, ngươi cũng đã phát giác ra rồi, có đúng không? Nhưng ngươi lại không nhắc nhở phản đồ phục hy, chính là cũng muốn diệt trừ hắn, có đúng không? Hắn cũng không tiếp tục phóng ra phân thân của chính mình đi xúc động phong cấm nữa, để lăng nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Phục bảo sơ vương tay bắt lấy cần cổ thiên ti nương nương, hung ác nói tên tiểu súc sinh này nói có đúng không thiên ti nương nương không ngừng ho khan lạc giọng nói ngươi thà tin hắn sao lại không tin ta hắn ngay cả ta cũng vây hãm trong chỗ này sao ta có thể giúp hắn được nếu ta cố ý dẫn ngươi rơi vào phục kích ta cũng phải chết phong vô kỵ vội vàng nói tiền bối hiện tại chúng ta còn cần nàng đi phá cấm bảo mệnh phục bảo sơ thả thiên ti nương nương xuống cười ha hả nói là lão phu đa nghi tiểu nương tử chớ trách chúng ta cùng nhau phá cấm rời khỏi nơi này giết chết tên tiểu súc sinh kia thiên ti nương nương không ngừng thở dốc sau khi khôi phục lại mới nói đầu mối toàn bộ trận nhãn nằm trong chỗ sâu nhất của đế lăng chính là nơi đặt đế quan với bản lĩnh của chúng ta căn bản không cách nào phá giải chỉ có thể phá giải từng tòa từng tòa sát trận vô cùng tốn thời gian ta cần phải tinh tế suy tính các cấm chế và sát trận của tòa đế lăng này các ngươi đi theo ta ngàn vạn lần không được đi sai một bước chung nhạc thản nhiên nói thời gian còn lại của các ngươi đã không nhiều lắm sát trận và phong cấm của đế lăng sắp sửa biến đổi rồi tới lúc đó toàn bộ sát trận và phong cấm đều sẽ thay đổi hoàn toàn bất đồng với trước đây sắc mặt phục bảo sơ đại biến đảo mắt quan sát bốn phía cũng nhìn ra chỗ lợi hại Sát trận bên cạnh bọn họ đã bị phá, tạm thời sẽ an toàn. Bất quá, sát trận và phong cấm của Đế Lăng vẫn còn đang vận động, rất nhanh sẽ biến đổi. Tới lúc đó, sơn xuyên biến hóa, càng không nghịch chuyển, không trung sẽ biến thành đại địa, đại địa biến thành không trung, núi non biến thành dòng sông, bình địa dâng lên thành sơn xuyên, nhật biến thành nguyệt, nguyệt biến thành nhật, hết thảy đều biến đổi. Thời gian lưu lại cho bọn họ đã không nhiều lắm. Thiên ti nương nương thôi diễn một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, nói. Đế lăng sắp sửa biến đổi rồi. Mau đi theo ta, nàng tăng nhanh cước bộ đi về phía một tòa sát trận. Phong vô kỵ và phục bảo sơ vội vàng đuổi theo nàng. Dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, thiên địa chợt xoay chuyển. Phục bảo sơ giơ hai tay lên, mạnh mẽ chống đỡ một ngọn thánh sơn đè xuống. Chỉ thấy đế lăng đột nhiên bắt đầu biến đổi, toàn bộ sát trận và phong cấm đều nhao nhao biến hóa, sắp sửa biến đổi hết thảy. Phục bảo sơ vội vàng cao giọng nói. Tiểu nương tử, mau mau phá giải tòa sát trận này, ánh mắt thiên ti nương nương cẩn thận dò xét, đột nhiên bước nhanh tới, vương tay nhổ lên một cây trận kỳ, mỉm cười nói. Sát trận đã phá, cây trận kỳ này bị rút ra, sát trận bên cạnh nàng quả thật đã được phá giải, nhưng ngọn thánh sơn mà Phục Bảo Sơ đang nâng lên kia lại đột nhiên biến hóa, biến thành một tòa trận pháp khác. Vô số mặt thần kính treo cao, trận pháp dần dần di chuyển ra xa, vận chuyển Phục Bảo Sơ vào sâu bên trong đế lăng, sắc mặt Phục Bảo Sơ kịch biến, lớn tiếng hét lên. Tiểu nương tử, ngươi đây là có ý gì? Thiên ti nương nương cười lạnh, thu hồi cây trận kỳ, miễn cười nói. Dịch tiên sinh là muốn ngươi chết, không phải muốn chúng ta chết, cần gì vì ngươi mà khiến cho chúng ta cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Nếu ngươi chết rồi, Nói không chừng dịch tiên sinh sẽ có thể thả cho chúng ta một con đường sống. Vô Kỵ tiên sinh, ta nói đúng không?" Nàng xoay người nhìn về phía Phong Vô Kỵ bên cạnh mình, trên trán Phong Vô Kỵ tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lặng lẽ nói. "Nương nương nói không sai." Trong lòng hắn thì lại cực kỳ rung động. "Trung nhạc nói không sai." Nữ tử nhân tộc này chính là gian tế, nàng ta cố ý dẫn dụ chúng ta rơi vào phục kích. Thiên ti nương nương xuyên qua tầng tầng sát trận, nhìn về phía chung nhạc, cười thanh khách, nói. Phục bảo sơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết dịch tiên sinh có thể mở một mặt lưới hay không, chung nhạc thản nhiên nói. Nếu các ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của cường giả hạo anh thị, ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất khỏi cành cây kia, không thấy hình bóng. Mà vào lúc này, xa xa truyền tới từng cổ từng cổ khí tức đáng sợ các cường giả hạo anh thị đã tới. Thiên ti nương nương thấy chung nhạc đã rời khỏi, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn phong vô kỵ một cái, cười nhạt nói. Vô kỵ tiên sinh, phục tiền bối là chết trong tay dịch tiên sinh, không phải là chết trong tay ta, đúng không? Phong vô kỵ gật đầu, nói. Nương nương yên tâm. Trước mặt vị lão gia kia nên nói thế nào, ta tự có chừng mực. Thiên ti nương nương nhìn chầm chầm khuôn mặt hắn, vẫn có chút không quá yên tâm, trong mắt lộ ra sát cơ. Trong lòng phong vô kỵ nhất thời căng thẳng, nói Sư tôn ta chính là tiên thiên thần, nhận lệnh trực tiếp bởi thiên. Nếu ta chết ở nơi này, nương nương ngươi tuyệt đối sẽ không thể bàn giao trước mặt vị lão gia kia. Cái chết của Phục Bảo Sơ quan hệ trọng đại, nếu không có ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thể bàn giao được. Thiên ti nương nương khẽ mỉm cười, nói Nói giống như là ta đã cố ý hại chết Phục tiền bối vậy ta làm sao có thể hại hắn được. Rõ ràng là dịch tiên sinh hại chết hắn A, à, sâu bên trong đế lăng, tiếng kêu thảm thiết của Phục Bảo Sơ truyền ra. Vô kỵ, ngươi còn muốn mở ra phong ấn huyết mạch của ngươi nữa không? Mau cứu ta ra, ta dẫn ngươi trở về thế ngoại chi địa, giải trừ phong ấn huyết mạch Phục Hy trên người ngươi. Huyết mạch bàn hồ của ngươi cũng có phong ấn, với thân phận và mặt mũi của ta, bàn hồ thị sẽ cho ta cái mặt mũi này, giúp ngươi mở ra phong ấn phong vô kỵ đối với tiếng kêu thảm thiết của hắn căn bản là mắt biết tai ngơ mỉm cười gật đầu nói nương nương nói đúng phục bảo sơ tiền bối là bị dịch tiên sinh hại chết trong lòng ta mặc dù vô cùng thống khổ nhưng cũng không thể làm gì được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha